Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 6. Đối địch với luyện dược sư công hội. Ta thấy Trương Phó Hội trưởng muốn cùng Lăng Vân Thương Hội ta là địch. Ngay trước mặt nhiều người như vậy giết khách khanh của Lăng Vân Thương Hội ta, người đang công khai uy hiếp quyền uy của Lăng Vân Thương Hội ta sao? Trầm Bá lạnh lùng cười một tiếng, câu nói sau cùng đề cao mấy phần, một cỗ khí tức cường đại tản ra. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Trầm Bá, mình lúc nào đã trở thành khách khanh của Lăng Vân Thương Hội rồi. Nhưng hắn cũng không nói tiếng nào, Trầm Bá cho hắn một thân phận chỉ là muốn bảo vệ cho hắn mà thôi, thuận tiện làm khó tên Trương Nhiễm một chút. Luyện dược sư công hội mặc dù là tam đại công hội trên chiến hồn đại lục, nhưng Lăng Vân Thương Hội cũng không yếu, bằng không cũng không có khả năng thẩm thấu đến mọi ngóc ngách của chiến hồn đại lục. Nghe Trầm Bá nói thế, Trương Nhiễm liền biến sắc, nếu như Tiêu Phàm quả thật là khách khanh của Lăng Vân Thương Hội thì chuyện này có chút phiền phức rồi. Người không biết không có tội. Cái gì gọi là da mặt dày, Trương Nhiễm là ví dụ tốt nhất. Hay cho một câu không biết không có tội. Khi nãy mọi người không đem con trai ngươi làm thịt quả thật có chút đáng tiếc. Tiêu Phàm cười lạnh, ở thế giới này cường giả vi tôn, kẻ yếu căn bản không có bất kỳ tôn nghiêm nào. Ngươi không phải nói giết ta, không biết không có tội sao. Nếu theo lời Trương Nhiễm ngươi nói thì con trai ngươi làm mọi người công phẫn, người khác không biết thân phận con ngươi thì cho dù hắn có chết thì mọi người cũng vô tội sao. Vị huynh đệ kia nói đúng. Chúng ta vừa nãy cũng không biết tên này là con của Trương Phó Hội trưởng. Tiêu Phàm vừa mới dứt lời, trong đám người trong nháy mắt liền có người hưởng ứng. Trương Nhiễm mém chút hộc máu, nhưng so với thối hồn dịch thì người đánh con hắn cũng không tính là gì, hắn cũng đành phải không truy cứu nữa, trầm giọng nói, đó là tự nhiên, người không biết không có tội. Tiêu Phàm cười lạnh, da mặt Trương Nhiễm này thật đúng là quá dày, bất quá, Tiêu Phàm không có ý định buông tha việc này. Trương Phó Hội trưởng, đừng vội chuyển chủ đề, người vẫn chưa nói cho ta biết trong thối hồn dịch rốt cục có bao nhiêu loại dược tài. Trương Nhiễm không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà ép người như thế, nếu như hắn đã nhìn qua dược phương thì dĩ nhiên có thể dễ dàng nói ra, mấu chốt là hắn căn bản không biết dược phương của thối hồn dịch. Thối hồn dịch là bí phương của luyện dược sư công hội ta, làm sao có thể công khai như thế này? Không thể không nói, gừng càng già càng cay. Trương Nhiễm rất nhanh liền tìm được một cái cớ. Trương Phó Hội trưởng thân làm Phó Hội trưởng của luyện dược sư công hội tại Yến Thành, không phải không biết chỉ bằng tên dược tài thì không thể nào phối chế ra dược dịch ha. Mỗi một phân lượng của dược tài chỉ cần có chút không đúng đều làm cho dược dịch bị hủy, đạo lý đơn giản như thế không phải Trương Phó Hội trưởng không biết đấy chứ. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn Trương Nhiễm, hoàn toàn không cho hắn cơ hội thở dốc. Lão Phu biết hay không liên quan gì đến ngươi, thần sắc Trương Nhiễm âm lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, nếu như không phải Trầm Chấn Đào ngăn khuất trước mặt Tiêu Phàm thì hắn đã trực tiếp đập chết tên kia rồi. Tiêu Phàm buồn cười nhìn Trương Nhiễm, khinh miệt nói, thực sự là buồn cười, ta chính là khách khanh của Lăng Vân Thương Hội thì tự nhiên phải quan tâm đến Lăng Vân Thương Hội, luyện dược sư công hội các ngươi ăn cắp phương thuốc của Lăng Vân Thương Hội ta, muốn dùng để gây họa cho tu sĩ Yến Thành. Ta là một người trong đó nên tự nhiên phải bận tâm. Mấy người Lăng Phong đứng ở một bên hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ mồm mép của Tiêu Phàm lại lợi hại như thế. Bản thân đối địch với Trương Nhiễm thì thôi lại còn kéo vô số tu sĩ Yến Thành vào, từ đó thì cho dù Trương Nhiễm muốn nổi bão thì cũng chẳng thể nào nổi được. Hay cho một tên mồm mép lanh lợi, lão phu thụ giáo rồi. Không biết ngươi là đệ tử gia tộc nào? Lão Phu nhất định tự mình bái phỏng. Trương Nhiễm không thể tìm được chỗ nào tốt trong lời nói đành phải uy hiếp Tiêu Phàm. Học viên Thần Phong Học viện, Tiêu Phàm, tùy thời đợi Trương Phó Hội trưởng đại giá quang lâm. Sắc mặt Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh nói, ở Yến Thành có Quách lão quái và Phúc bá nên hắn chẳng thèm sợ Trương Nhiễm chút nào. Nghe được mấy chữ Thần Phong Học viện, thần sắc Trương Nhiễm cứng lại. Hắn biết rõ một chút nội tình của Thần Phong Học viện nên làm sao dám đến nơi đó dương oai. Ngươi nói thối hồn dịch là của các ngươi nhưng hiện tại các ngươi không đưa ra được một chút chứng cứ nào. Trong đầu Trương Nhiễm nhanh chóng suy nghĩ, tu luyện mấy chục năm, hắn còn chưa bao giờ bị một tên vãn bối bức đến thế này. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía ba người đang hôn mê bất tỉnh, nói, đương nhiên. Chỉ cần ngươi có thể giải độc cho ba người bọn hắn thì lão phu nhất định ngay trước tất cả mọi người mặt tuyên bố thối hồn dịch là của Lăng Vân Thương Hội các ngươi, như thế nào?
Đương nhiên, nếu như ngươi thất bại liền phải dập đầu trước mặt lão phu để nhận lỗi. Trong mắt Trương Nhiễm hiện ra một tia cười lạnh, trong lòng trầm ngâm nói, khi nãy ta vừa xem qua một lượt, độc ba người này chúng ngay cả ngũ phẩm luyện dược sư ta còn không thể giải, chỉ cần ngươi dám đáp ứng, lão phu nhất định đùa chết ngươi. Tiêu Phàm làm sao không biết ý nghĩ của Trương Nhiễm, bất quá hắn không phải người ngu, lạnh lùng cười nói, không cần khích tướng ta, thối hồn dịch vốn là của Lăng Vân Thương Hội, ngươi dùng độc dịch đến hại người, giá họa cho Lăng Vân Thương Hội không nói. Ngươi dám hay không dám? Trương Nhiễm không để Tiêu Phàm nói hết lời, vận chuyển một tia hồn lực quát một tiếng như sấm, khí thế ngút trời tản ra. Ta nếu ta thành công thì ngươi cũng sẽ quỳ trước mặt ta. Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười. Quỳ thì có làm sao? Chỉ sợ ngươi không tiếp nhận nổi thôi. Trương Nhiễm lạnh giọng nói, bộ dáng cao ngạo xem thường Tiêu Phàm. Yên tâm, cho dù phụ tử các ngươi cùng quỳ thì ta vẫn chịu được. Tiêu Phàm để lại một câu nói xong trực tiếp đi đến ba người đang trúng độc, đám người tự giác nhường ra một con đường. Chỉ thấy Tiêu Phàm đi đến trước mặt ba người, chỉ vào không trung, hồn lực tụ tập tại đầu ngón tay điểm về phía ngực của ba người, động tác phiêu giật thoải mái, trôi chảy như nước. Phốc phốc phốc, trong miệng ba người phun ra một ngụm máu đen, sau đó đột nhiên mở hai mắt ra mờ mịt nhìn bốn phía. Khỏi rồi, đây là thủ đoạn gì? Một chỉ giải độc. Tạo nghệ của tiểu huynh đệ này trên phương diện luyện dược nhất định đã đạt tới một cảnh giới khủng bố a. Đám người trợn mắt hốc mồm nhìn Tiêu Phàm, trong miệng há to đủ để nhét hết một cái trứng vịt, nhất chỉ độc tán, thực sự là thần hồ kỳ kỹ a. Hiện tại phụ tử các ngươi có thể quỳ xuống. Tiêu Phàm không mặn không nhạt làm cho đám người đang xem lấy lại tinh thần. Sắc mặt Trương Nhiễm cứng đờ. Vừa mới khoe khoang khoát lát xong ngay lập tức Tiêu Phàm đã dùng một chỉ, ngón tay, để giải độc, điều này trên phương diện luyện dược là vô cùng khủng bố. Bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nói, là ngươi, nhất định là ngươi hạ độc. Ta hạ độc, ngươi làm ta thật muốn nói một câu. Tiêu Phàm bị sự vô liêm sỉ của Trương Nhiễm làm cho bực bội. Nói cái gì, bàn tử một bên không cần nghĩ ngợi hỏi. Người trí tiện chính là vô địch. Trương phó hội trưởng xem ra đã đột phá được cảnh giới trí tiện rồi, hiện tại có thể gọi là Trương trí tiện. Tiêu Phàm cười cười. Ha ha! Bàn tử và tiểu ma nữ phình bụng cười to, căn bản không cho Trương Nhiễm một chút mặt mũi nào. Ai dám cười, muốn chết sao? Trương Nhiễm phẫn nộ tới cực điểm. Ha ha ha! Lời còn chưa dứt, quần chúng xung quanh đều cười ầm cả lên, Trương Nhiễm tức giận phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lui lại mấy bước. Sau ngày hôm nay thì thanh danh của phụ tử Trương Nhiễm nhất định sẽ được mọi người biết đến, bất quá là ô danh, là xú danh. Cha không dạy con chính là một tội, nếu như ngươi dám thừa nhận sai lầm thì làm sao đến mức như hiện giờ, người phóng túng nhi tử của ngươi làm bậy, hơn nữa còn hết mực bao che hắn. Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng đi đến bên cạnh Trầm Chấn Đào, ngưng tiếng nói thôi, không cùng ngươi chơi nữa, muốn chứng minh luyện dược sư công hội các ngươi ăn cắp phương thuốc thì rất đơn giản. Lời này vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người nhao nhao chuyển hướng nhìn Tiêu Phàm. Đối mặt với tràng diện mấy ngàn người này, Tiêu Phàm sớm đã không thấy kinh ngạc, khí định thần nhàn nhìn về phía Trầm Chấn Đào, nói Trầm bá, mở hai tay ngươi ra. Trầm Chấn Đào không hiểu nhưng vẫn làm theo. Mọi người xem trong lòng bàn tay của Trầm hội trưởng, có phải có chút dị thường hay không? Tiêu Phàm cười thần bí. Ánh mắt mọi người nhìn vào lòng bàn tay của Trầm Chấn Đào, ngay cả ánh mắt của Trương Nhiễm cũng không tự giác nhìn vào bàn tay khô gầy kia, nhưng trong lúc nhất thời mọi người lại không nhìn thấy gì, Tiêu Phàm nhắc nhở mọi người có thể dùng hồn lực quan sát. Hình như có một chút lân quang yếu ớt. Bàn tử là người thứ nhất kêu lên. Không sai, tuy lân quang rất yếu nhưng dùng hồn lực vẫn có thể thấy được. Đám người gật gật đầu, rất nhiều người đều quan sát được lân quang kia. Chỉ bằng lân quang này, ngươi liền có thể chứng minh luyện dược sư công hội ta trộm phương thuốc, thực sự là trò cười. Trương Nhiễm khinh thường nói. Đám người cũng gật đầu, lân quang này mặc dù ít gặp nhưng cũng không phải là thứ khan hiếm gì. Tiêu Phàm cũng không nóng nảy, cười cười nói, lân quang này quả thật không thể chứng minh điều gì nhưng bất quá ngươi đừng quên, lân quang này là thứ gì? Hẳn là lân thạch phần A. Đám người có người suy đoán ra, nói. Không đúng,
hình như là dạ quang lân phấn, đây là một loại vật liệu chế tác độc dược, không màu không vị, dùng mắt thường khó có thể thấy được, chỉ có thể dùng hồn lực để quan sát. Lại có người hét lớn. Không sai. Tiêu Phàm gõ ngón tay, nói ra, đây chính là dạ quang lân phấn. Dạ quang lân phấn này còn có hai đặc tính, thứ nhất chính là bột phấn cực nhỏ dường như không có trọng lượng, thứ hai, chỉ sau thời gian 3 ngày mới có thể tiêu tán, nếu không vẫn sẽ lưu lại, đây là lý do vì sao dạ quang lân phấn là dược liệu hàng đầu để luyện chế độc dược. Lúc này, Tiêu Phàm dừng lại quay đầu nhìn về phía Trầm Chấn Đào nói, Trầm bá, lúc trước ta đem phương thuốc giao cho ngươi thì có bôi lên một chút dạ quang lân phấn. Trầm Chấn Đào gật đầu. Lập tức trong nháy mắt minh bạch điều gì, hắn bỗng nhiên quay người nhìn về một người phía sau lưng, đó là một lão giả mặt áo xám gầy trơ xương, ánh mắt hung ác nham hiểm. Trầm Chấn Đào sát khí đằng đằng nói, Lâm An, phương thuốc kia ta chỉ cho ngươi xem. Lão giả nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ngay lập tức liền xoay người chạy. Chạy được sao? Trầm Chấn Đào tựa như đã sớm chuẩn bị, một chưởng đánh về phía lưng của lão giả kia làm hắn lão đảo ngã xuống. Trong miệng không ngừng ho ra máu. Lâm An mặc dù là tứ phẩm luyện dược sư của Lăng Vân Thương Hội nhưng thực lực chỉ là chiến tôn đỉnh phong, làm sao có thể là đối thủ của Trầm Chấn Đào, một chưởng này hắn vô phương chống đỡ. Tiêu Phàm đi đến bên người Lâm An, cầm hai tay hắn lên, nói, mọi người lại nhìn đôi tay này. Dạ quang lân phấn, đám người kêu sợ hãi, trong nháy mắt minh bạch ra, nhất định là Lâm An lão giả này đem phương thuốc cho người khác biết. Xem như hắn tiết lộ bí phương của Lăng Vân Thương Hội các ngươi thì có liên quan gì tới luyện dược sư công hội của ta? Trương Nhiễm cười lạnh ra sức giải thích. Ta sẽ để ngươi tuyệt vọng. Tiêu Phàm liếc Trương Nhiễm, nói thân làm luyện dược sư, ngay cả đặc tính của dạ quang lân phấn đều không biết sao. Trương Hy, giơ hai tay lên. Tiêu Phàm vận chuyển hồn lực quát một tiếng như sấm, một cỗ uy áp cường đại lao thẳng tới Trương Hy. Trương Hy sớm đã bị sợ mất mật nào dám phản kháng chút nào, hắn trực tiếp giơ hai tay lên không trung. Dạ quang lân phấn, đám người kêu lên sợ hãi, dùng hồn lực quan sát hai bàn tay của Trương Hy thì có thể nhìn thấy từng hạt quang mang yếu ớt, không phải dạ quang lân phấn thì còn là gì. Luyện dược sư công hội thật sự ăn cắp dược phương của Lăng Vân Thương Hội. Không, nói cho đúng là cài người vào bên trong Lăng Vân Thương Hội, đúng là vô sỉ. Cài người vào cũng không tính là gì, dù sao minh tranh ám đấu rất bình thường, chủ yếu nhất là bọn hắn lại bán độc dược, đây là muốn hãm hại ngàn vạn tu sĩ. Đám đông phẫn nộ nhìn phụ tử Trương Nhiễm, muôn người mắng mỏ, loại phẫn nộ này cho dù cường giả chiến vương cũng chưa chắc có thể chịu được huống chi là hai cha con bọn họ. Phụ tử Trương Nhiễm toàn thân phát run, bị dọa đến đứng không vững phải ngồi bẹp xuống đất, những người khác của luyện dược sư công hội cũng nơm nớp lo sợ. Bọn hắn biết rõ, bởi vì chuyện hôm nay mà thanh danh luyện dược sư công hội ở Yến Thành đều bị hai người này hủy sạch. Trương Phó Hội trưởng, người còn muốn nói gì không? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn Trương Nhiễm, cho dù ở kiếp trước thì loại ăn cắp bản quyền này cũng là thứ Tiêu Phàm ghét nhất. Nếu như chỉ cầu một chút lợi nhỏ thì cũng thôi, nhưng có ít người cố ý làm đồ giả để hại người. Phương thuốc kia ta chép không sai một chữ, còn kiểm tra lại mấy lần. Thối hồn dịch luyện chế ra làm sao có thể trở thành độc dược. Trương Nhiễm không nói lời nào, ngược lại Lâm An không cam lòng nói ra. Trầm Chấn Đào, Lăng Phong đều không hiểu nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cười cười, ta cho Trầm bá phương thuốc, bên trong có một vị ma tâm thảo vốn là một loại độc dược nhưng ở bên trong thối hồn dịch lại là một loại giải dược, kết hợp với những dược liệu khác cân bằng lẫn nhau. Không có khả năng. Vì sao người thử thuốc không có vấn đề gì mà ba người bọn hắn lại có vấn đề? Trương Hy không thể tin được nói. Đó là bởi vì, sau khi pha loãng thì dược tính trong thời gian ngắn sẽ không thay đổi nhưng trong thời gian dài thì dược hiệu sẽ bị biến chất, biến thành độc dược. Tiêu Phàm từ tốn giải thích. Đám người trong nháy mắt hiểu, người luyện dược sư công hội ăn cắp phương thuốc của Lăng Vân Thương Hội, Lăng Vân Thương Hội phát hiện nên bố trí một cái bẫy cho bọn hắn. Luyện dược sư công hội không biết phương pháp bảo quản thối hồn dịch nên không thể bảo toàn dược hiệu của thối hồn dịch được, tác dụng của ma tâm thảo bắt đầu phát huy, ngay lập tức luyện dược sư công hội liền bị bại lộ. Sắc mặt phụ tử Trương Nhiễm và Lâm An như cho tàn, bọn hắn biết chuyện hôm nay đã không còn đường nào chối cãi nữa, bọn hắn dĩ nhiên trở thành công địch của tu sĩ Yến Thành. Lâm An,
quy củ của Lăng Vân Thương hội ngươi hẳn biết chứ. Sắc mặt Trầm Chấn Đào lạnh lẽo nhìn Lâm An như một người chết. Nghe vậy, sắc mặt Lâm An hoàn toàn thay đổi, vội vàng cầu xin, hội trưởng, Lâm An làm sai, cầu ngươi tha Lâm An một lần, Lâm An nhất định tận tâm tận lực thay Lăng Vân Thương hội làm việc. Không cần, Trầm Chấn Đào thản nhiên nói. Trương hội trưởng, cứu ta là vì ngươi mới. Lâm An biết rõ Trầm Chấn Đào sẽ không tha cho hắn nên đành phải hướng Trương Nhiễm cầu cứu. Phốc, nhưng mà vượt qua tất cả mọi người dự kiến, Trương Nhiễm một bàn tay đánh lên đỉnh đầu Lâm An, xương đầu vỡ vụn, một mệnh ô hô. Mê hoặc con ta làm chuyện xấu, đáng chết, Trương Nhiễm lạnh lùng nhìn thi thể Lâm An. Đám người hai mắt nhắm lại, bọn hắn không ngờ Trương Nhiễm lại tàn nhẫn như thế, xuất thủ vô tình, không nói một câu đã xuất thủ giết Lâm An, bây giờ Lâm An đã chết rồi thì hắn muốn nói gì mà không được. Các vị, chuyện hôm nay, Lão Phu sẽ cho mọi người một cái công đạo, từ nay về sau, hai cha con Lão Phu sẽ rời khỏi luyện dược sư công hội. Trương Nhiễm mở miệng, sau đó hơi thi lễ hướng về phía tu sĩ bốn phía. Tu sĩ bốn phía trầm mặc, ai cũng không nói. Rời khỏi luyện dược sư công hội đã là trừng phạt lớn nhất đối với hai cha con bọn họ rồi. Tiêu Phàm và Trầm Chấn Đào không nói, mặc dù việc này là phụ tử Trương Nhiễm làm không đúng nhưng bọn hắn cũng không dám giết hai người bọn họ, chỉ có thể bỏ mặc phụ tử Trương Nhiễm rời đi. Một lúc sau, Trương Nhiễm phụ tử quay người rời đi, Trầm Chấn Đào nhìn thật sâu vào Tiêu Phàm, trong lòng chấn động vô cùng, Tiêu Phàm thận trọng từng bước. Chẳng những chứng minh cho thối hồn dịch mà còn mạnh mẽ bức phụ tử Trương Nhiễm phải rời khỏi luyện dược sư công hội. Trầm bá, chuyện hôm nay đã xong, chúng ta cũng nên cáo từ. Tiêu Phàm đột nhiên ôm quyền nói, hắn không có ý định tham gia sự tình bán thối hồn dịch. Tiêu Phàm, trả mạng con ta lại. Không đợi Trầm Chấn Đào mở miệng, một tiếng quát như sấm vang vọng trong hư không, ngay sau đó một cỗ khí tức cường đại xông thẳng đến. Khí tức bá đạo gào thét xông tới, đám người bị ngã dạp xuống, đây vẻn vẹn chỉ là khí tức mà thôi, ngay lập tức phía xa xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Dẫn đầu là một trung niên nam tử, mặt như ngọc quan, thư sinh nho nhã, nhưng khí tức trên người hắn phát ra lại chính là cường giả chiến vương cảnh. Hoàng gia gia chủ, Hoàng Trùng Tiêu, Trầm Chấn Đào sầm mặt lại, lách mình xuất hiện chắn trước mặt Tiêu Phàm. Điều này khiến Tiêu Phàm cảm động. Còn người hắn rất nhanh liền biến băng lạnh, hắn không nghĩ Hoàng Trùng Tiêu lại đến nhanh như thế, sự tình giết chết Hoàng Thiên Thần, trừ Tiêu U thì chỉ có một người biết rõ, người đó chính là Vân Lạc Tuyết. Chẳng lẽ Vân Lạc Tuyết tiết lộ việc này, nhưng chuyện này đối với nàng không hề có lợi. Nghĩ vậy, thần sắc Tiêu Phàm khôi phục lại bình tĩnh, hắn đối với thực lực của Trầm Chấn Đào vẫn có chút tự tin, Lăng Vân Thương Hội là một trong tam đại thương hội của chiến hồn đại lục, thực lực tự nhiên thâm bất khả chắc. Trầm Chấn Đào thân làm hội trưởng phân hội Yến Thành, địa vị không thể kém hơn tứ đại gia tộc, nói câu không dễ nghe chính là cho dù vương thất của Đại Yên Vương Triều cũng không dám chính diện khiêu chiến Trầm Chấn Đào. Trầm Chấn Đào, người muốn ngăn Lão Phu, nhưng Hoàng Trùng Tiêu lúc này giống như đã mất trí, hắn đằng đằng sát khí đi từng bước về hướng Tiêu Phàm. Hoàng gia chủ, Tiêu Phàm là khách khanh của Lăng Vân Thương hội ta, có gì từ từ nói. Trầm Chấn Đào không nhường nửa bước. Nếu như vừa rồi không diễn ra một màn kia thì có lẽ hắn sẽ cân nhắc một hai. Nhưng hiện tại, hắn đã coi Tiêu Phàm là người vô cùng có tiềm lực trong lứa hậu bối, theo hiểu biết của hắn thì Tiêu Phàm chính là người tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo, nhận một giọt nước, trả một dòng sông đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi còn tốt hơn là dệt hoa trên gấm. Nghe được Trầm Chấn Đào nói, bước chân Hoàng Trùng Tiêu đột nhiên ngừng một cái, Hoàng gia cho dù là một trong tứ đại gia tộc. Tại Đại Yên Vương Triều xác thực là một thế lực lớn nhưng trước mặt Lăng Vân Thương hội lại chỉ là một con kiến mà thôi. Giết người thì đền mạng, đây là thiên kinh địa nghĩa. Cùng lúc, một âm thanh từ nơi xa truyền đến, lại có ba đạo thân ảnh chậm rãi đi tới, mọi người tự giác nhường ra một con đường. Lý gia gia chủ, Lý Vân Hà, Trầm Chấn Đào cau mày một cái, hắn cũng vì Tiêu Phàm mà đến. Nghe ngữ khí của hắn thì có vẻ như Tiêu Phàm đã giết chết người Lý gia. Tiêu Phàm híp hai mắt, người nên đến vẫn đến, Hoàng Thiên Thần đúng là chết trong tay hắn, điều này hắn tự nhiên sẽ nhận nhưng Lý Tử An cũng không phải hắn giết, muốn hắn nhận tội thay người khác thì là chuyện không thể nào. Ngươi chính là Tiêu Phàm, con của ta bị ngươi giết chết có phải không?
Lý Vân Hà sát khí đằng đằng nhìn Tiêu Phàm nói. Không phải. Tiêu Phàm lập tức nói, hắn không có chút nào khẩn trương, Lý gia chủ, đừng nên bị người khác lợi dụng mà không biết. Hai mắt Lý Vân Hà khẽ híp một cái, Tiêu Phàm nhìn qua chỉ có 16 tuổi nhưng tâm tính này cho dù một vài chiến vương cũng không bằng hắn. Ý ngươi là con ta bị ngươi giết. Hoàng Trùng Tiêu cười lạnh nhìn Tiêu Phàm, sát cơ lộ ra. Hoàng Thiên Thần sao, hắn là bị ta giết chết, bất quá ta không hối hận, dù là hắn còn sống thì ta cũng sẽ giết lần nữa. Tiêu Phàm thản nhiên nói, hắn không một chút quan tâm, dám làm dám chịu là bản tâm của hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lời này vừa nói ra, đám người lập tức sôi trào lên, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Tên Tiêu Phàm này đúng là quá cuồng, dám ngay trước mặt Hoàng Trùng Tiêu thừa nhận đã giết con hắn, không phải là muốn chết sao? Tu sĩ chúng ta, làm là làm, không làm chính là không làm, ta lại cảm thấy Tiêu Phàm vô cùng hợp khẩu vị, hắn là một người dám làm dám nhận. Hình như mấy ngày qua Tiêu Phàm đắc tội không ít quyền quý, đầu tiên là Tôn gia, lại đến Luyện Dược Sư Công Hội, hiện tại lại là Hoàng gia và Lý gia. Nếu như không có Thần Phong Học Viện phù hộ thì đoán chứng đã bị các đại thế lực nghiền cho nát xương rồi. Nghe được tiếng nghị luận của đám người xung quanh, sắc mặt Hoàng Trùng Tiêu càng ngày càng âm trầm đáng sợ, hắn đi từng bước hướng về Tiêu Phàm, lạnh giọng nói, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi, ai dám cản ta đều phải chết. Sắc mặt trầm chấn đào trầm xuống vẫn không rời nửa bước, bởi vì hắn phát hiện Lăng Phong không chút do dự đứng ở bên cạnh Tiêu Phàm. Buồn cười. Chẳng lẽ chỉ có hoàng gia ngươi có thể giết người, người khác không thể giết người hoàng gia ngươi? Tiêu Phàm lập tức cười to lên. Ngay tại lúc đó, bọn người Lăng Phong đang căng như dây đàn rốt cục cũng thả lỏng một hơi, ở phía xa có một thân ảnh gầy gò đi đến, trên mặt mang nụ cười hờ hững. Hoàng Trùng Tiêu cũng phát hiện có điều không đúng, thân thể dừng lại nhìn về phía sau, sau đó bỗng nhiên con ngươi co rụt lại. Hình như ngươi vừa nói ai cản ngươi thì ngươi sẽ giết người đó. Bóng người gầy gò kia mở miệng. Quách Sĩ Thần, Hoàng Trùng Tiêu nghiến răng nghiến lợi, trong lúc nhất thời không biết làm sao, sự tình Tôn Đình bị Quách Sĩ Thần một tát đánh bay đã sớm truyền khắp Yến Thành. Thực lực hắn và Tôn Đình tương đương nhau nên cũng không có khả năng là đối thủ của Quách Sĩ Thần, nếu bây giờ xuất thủ thì sẽ tạo cớ cho Quách Sĩ Thần ra tay. Quách Lão Quỷ, tiểu ma nữ kích động kêu ra, mấy người lần đầu cảm thấy Quách Sĩ Thần đáng yêu như thế. Mỗi lần bọn họ gặp nguy hiểm đều sẽ chạy đến. Quách Sĩ Thần trừng mắt nhìn tiểu ma nữ le lưỡi trốn sau lưng Tiêu Phàm. Tại sao lại không nói gì vậy? Ánh mắt Quách Sĩ Thần sắc bén quét qua toàn trường, không ai mở miệng, Quách Sĩ Thần lại nói, hôm nay nếu nhiều người như vậy ở chỗ này, ta liền đem lời này nói ra, nếu ai ỷ mạnh khi yếu, ức hiếp đệ tử của ta thì ta liền diệt cửu tộc của hắn. Vừa dứt lời, một cỗ hàn ý lạnh thấu xương tản ra bốn phía, đám người câm như hến, nín thở ngưng thần, sợ đắc tội vị sát thần này. Hoàng Trùng Tiêu khó chịu giống như ăn phải chuột chết, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, quả thực không dám nói một câu. Quách Lão Quỷ rất đẹp trai a, bàn tử kêu to, thịt mỡ trên người hưng phấn run lên, cũng chỉ có những lúc như thế này bọn hắn mới có thể lau mắt mà nhìn Quách Sĩ Thần. Hoàng Trùng Tiêu trừng mắt nhìn bàn tử. Sau đó nhìn về phía Quách Sĩ Thần nói, hắn giết nhi tử ta giết hắn chính sự tình là thiên kinh địa nghĩa. Nhà ai không có người chết, tu vi con trai ngươi mạnh hơn đệ tử ta, hắn chết ở trong tay đệ tử ta là tài không bằng người, nếu không có thực lực còn xuất hiện để làm gì. Quách Sĩ Thần thản nhiên nói, tứ đại gia tộc rác rưởi gì hắn đều không để ở trong lòng. Lý Vân Hà híp hai mắt, trong lúc nhất thời cũng không biết mở miệng như thế nào. Bình thường Quách Sĩ Thần không lộ liễu, không ngờ thực lực hắn khủng bố đến thế, hơn nữa lại bá đạo như vậy. Tràng diện hoàn toàn yên lặng, Tiêu Phàm chậm rãi tiến lên nhìn Hoàng Trùng Tiêu nói, Hoàng Thiên Thần muốn giết ta giết hắn thì có làm sao? Chớ có trách ta không cho ngươi cơ hội, nếu Hoàng gia ngươi có người, chỉ cần là chiến tôn cảnh thì Tiêu Mỗ tùy thời tiếp đón, bất quá sau đó lại có người chết thì cũng đừng tìm ta nữa. Cuồng, vô cùng cuồng. Đây là đang khiêu khích toàn bộ hoàng gia sao? Rất nhiều người thầm than, người trẻ tuổi vẫn là nóng tính, đây không là khinh cuồng mà là cuồng vọng và vô tri. Tiểu tử chớ có cuồng vọng. Hoàng Trùng Tiêu tức đến nổ phổi nhưng lại không dám xuất thủ,
đành phải nhìn về phía Lý Vân Hà nói, Lý Vân Hà, chất nhi Tử An cũng bị Tiêu Phàm giết, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù? Ta không tin Quách Sĩ Thần hắn có thể cùng ngăn cản hai người chúng ta. Sắc mặt Lý Vân Hà bình tĩnh nhưng trong lòng thì dục dịch, chàng diện thập phần khẩn trương, dương cung bạt kiếm. Phụ thân, người giết chết đại ca không phải Tiêu Phàm. Đang lúc Lý Vân Hà chuẩn bị động thủ thì có một thanh âm thút thít vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, một bóng người mảnh mai đang gạt đám đông xuyên qua, người này toàn thân nhuốm máu bẩn thỉu, không biết là nam hay nữ. Tiêu Phàm quay lại nhìn người tới, hai mắt khẽ híp một cái, hắn luôn cảm giác người này rất quen thuộc nhưng lại không biết là ai. Bất quá, Tiêu Phàm từ lời nói kia phát hiện ra thân phận của nàng. Lý Vân Hà cau mày một cái, trong lúc nhất thời cũng không nhận ra được là ai, bất quá, khi người kia tiếp tục lên tiếng thì con người hắn bỗng nhiên co rụt lại. Phụ thân, là Lạc Trần giết ca ca. Thân ảnh lôi thôi quỵ người xuống đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tuyết Y, ngươi là Tuyết Y, Lý Vân Hà kêu lên sợ hãi, hắn lắc người một cái tiến đến thân ảnh lôi thôi kia. Không sai, người tới chính là Lý Tuyết Y được đám người Tiêu Phàm cứu. Lý Vân Hà cẩn thận đỡ nàng dậy, hai tay vuốt ve gương mặt Lý Tuyết Y, nhìn mấy vết thương khủng bố trên người nàng thì Lý Vân Hà tỏa ra sát khí khủng bố. Lạc Trần, Tuyết Y, ngươi nói là Lạc Trần giết chết ca ca ngươi. Lý Vân Hà âm trầm. Nếu như không phải kiêng kỵ người kia phía sau Lạc Trần thì đoán chừng hắn đã sớm giết đến tận cửa Chiến Vương học viện rồi. Sắc mặt Lý Tuyết Y trắng bệch, gật gật đầu nói, đúng, chính là Lạc Trần, lúc hắn truy sát ta thì nhóm Tiêu Phàm đã cứu ta. Lý Vân Hà thu liễm sát ý, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm nhu hòa mấy phần, lộ ra một tia cảm kích, đỡ Lý Tuyết Y dậy, nói với Tiêu Phàm, đa tạ ân cứu mạng của tiểu huynh đệ. Ngày sau lão phu lại tự đến Thần Phong học viện nói lời cảm tạ. Xin cứ tự nhiên. Tiêu Phàm gật đầu đưa mắt nhìn Lý Vân Hà mang Lý Tuyết Y rời đi, trong lòng có chút nghi hoặc, âm thầm trầm ngâm nói, không đúng, Lý Tuyết Y tại sao lại bị thương? Lúc ấy cứu nàng thì hình như không có bị thương, lấy thực lực của nàng thì chỉ có tu sĩ chiến tôn hậu kỳ trở lên mới có thể gây uy hiếp. Lão Tam, ánh mắt Lý Tuyết Y lấp lóe hẳn còn có chút lời chưa nói, hơn nữa Lý Vân Hà đi vội vàng như thế. Lăng Phong nhỏ giọng thầm thì nói. Ta biết, việc này không chỉ đơn giản như vậy. Tiêu Phàm tự nhiên đã sớm đoán được, lấy nhãn lực của hắn thì một chút cử động đó làm sao có thể qua mặt hắn được. Làm hắn có chút vui là Lý Tuyết Y lại không có bỏ đá xuống giếng, nếu không thì hắn lại phải đối mặt thêm một cái Lý gia cường đại. Gân xanh trên trán Hoàng Trùng Tiêu ngọa nguậy như con run, sắc mặt đỏ bừng. Làm hắn biết đang yên đang lành lại xuất hiện một Lý Tuyết Y làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch của hắn. Còn chưa cút, Tiêu Phàm khinh thường liếc mắt nhìn Hoàng Trùng Tiêu, nếu như Hoàng Trùng Tiêu không sợ hãi Quách Sĩ Thần mà dám lao tới giết mình, thì bản thân sẽ còn đánh giá hắn cao thêm một chút. Nhưng hiện tại, Tiêu Phàm đối với hắn chỉ có khinh thường. Tiểu tử, hiện tại ngươi rất ngông cuồng, này sau chết như thế nào cũng không biết đâu. Hoàng Trùng Tiêu nổi giận. Quét mắt một vòng Quách Sĩ Thần nói, ta không tin, người có thể bảo hộ hắn cả đời. Yến Thành Thu Liệp sắp đến, hy vọng bọn hắn đều có thể còn sống. Uy hiếp trần trụi, chúng ta trở về. Quách Sĩ Thần móc móc lỗ tai, quay qua nói với đám Tiêu Phàm, về phần Hoàng Trùng Tiêu hắn đã chẳng thèm quan tâm nữa. Hoàng Trùng Tiêu tức muốn hộc máu nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám Tiêu Phàm rời đi. Kẻ này bất phàm. Trầm Chấn Đào nhìn qua bóng lưng Tiêu Phàm, hít sâu một hơi nói. Không bao lâu, Lý Vân Hà mang theo Lý Tuyết Y trở lại Lý gia, đi vào một cái sân bên trong của Lý gia. Tuyết Y, nói đi, người giết đại ca ngươi rốt cục là ai? Trong mắt Lý Vân Hà tinh quang lập lòe, sát cơ lộ ra, cả tòa viện tử đều phủ thêm một tầng sương lạnh. Thân thể mềm mại của Lý Tuyết Y run lên, nước mắt cuồn cuộn trào ra, thút thít nói, là Lạc Trần. Còn có Vân Lạc Tuyết. Vân Lạc Tuyết, Lý Vân Hà lộ ra vẻ không thể tin, sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn, hay cho một cái vương thất phân ra, cho rằng Lý gia ta dễ khi dễ sao. Giết con trai của Lý Vân Hà ta, ta muốn tiêu diệt cửu tộc của ngươi để hoàn lại, còn có Lạc Trần kia, không đem hắn chém thành muôn mảnh thì khó tiết mối hận trong lòng lão phu. Phụ thân, Lý Tuyết Y lo lắng kêu lên, muốn nói lại thôi.
cuối cùng vẫn không nhịn được nói, Vân Lạc Tuyết khó giết, tên Lạc Trần kia càng khó giết hơn. Lý Vân Hà cau mày một cái, Lý Tuyết Y tiếp tục nói, một tháng trước, Lạc Trần muốn giết ta và đại ca, còn có Vân Lạc Tuyết, đại ca vì cứu ta nên ngăn Lạc Trần lại, về sau bị Lạc Trần truy sát, là bọn Tiêu Phàm đã cứu ta. Thế nhưng về sau ta mới biết được, đại ca là bị Vân Lạc Tuyết giết chết, Lạc Trần và Vân Luốc Bay Hạc Tuyết cố ý diễn một tuồng kịch, nửa tháng trước ta lại gặp Lạc Trần và Vân Lạc Tuyết, bị bọn hắn phát hiện, ta thiếu chút nữa thì về không được. Nói tới đây, Lý Tuyết Y than thở khóc lóc ầm lên, phụ thân, người nhất định phải báo thù cho đại ca. Lý Vân Hà nắm đấm nắm chặt, kém chút bóp ra máu, trán nổi gân xanh, nghiêm nghị nói, yên tâm, người Lý gia ta không phải dễ khi dễ như vậy, Lạc Trần phải chết, Vân gia phải diệt. Hồi lâu, Lý Vân Hà bình tĩnh suy nghĩ một chút, nói, Tuyết Y, vì báo thù cho đại ca ngươi, ngươi có thể chịu một chút liên lụy không? Vô luận khổ sở gì, Tuyết Y đều có thể tiếp nhận. Chỉ cần có thể báo thù cho đại ca. Lý Tuyết Y kiên định gật đầu. Tốt, đây mới là nữ nhi của Lý Vân Hà ta. Lý Vân Hà hít sâu, nói còn không đến nửa tháng chính là Yến Thành thu liệp, diệt Vân gia tạm thời còn làm không được, nhưng giết Vân Lạc Tuyết và Lạc Trần vẫn có thể. Ta nhất định sẽ không làm phụ thân phải thất vọng, sẽ cho đại ca an nghỉ nơi suối vàng. Lý Tuyết Y kiên định nói. Một bên khác, bọn Tiêu Phàm đã trở lại Thần Phong học viện. Quách Sĩ Thần một câu đều không nói liền rời đi giống như chưa từng phát sinh qua chuyện gì. Thời gian còn 10 ngày, mọi người nên nắm chặt thời gian tu luyện đi, Yến Thành thu liệp cũng sẽ không yên bình đâu. Lăng Phong nói xong một câu liền đi vào phòng. Đồ lưu manh! Tiểu ma nữ nhìn Tiêu Phàm há miệng muốn nói. Tiểu ma nữ, đây cũng không phải tính cách bình thường của ngươi, ngươi muốn nói gì thì cứ nói. Tiêu Phàm cười cười, hắn phát hiện. Tiểu ma nữ mấy ngày nay có vẻ như không còn kiêu ngạo, yêu kiều như lúc trước, dường như biến một người khác, hiện tại ngươi mới giống một nữ nhân a. Ngươi, tiểu ma nữ hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Phàm, bộ ngực chập trùng, lúc này nàng đang mặc một bộ trường bào màu trắng, không nhiễm chút bụi trần, tựa như một tiên nữ trốn nhân gian. Ngươi cái gì mà ngươi, thật vất vả mới khen ngươi một câu, hiện tại lại trở mặt rồi. Muốn cùng ta so mắt ai to hơn đúng không? Tiêu Phàm trực tiếp trừng mắt trở lại. Lại liếc mắt đưa tình, má ơi, toàn thân ta nổi da gà hết rồi, đi tắm một cái ngủ vậy. Bàn tử bĩu môi, quay người chuẩn bị rời đi. Cút, tiểu ma nữ một cước đá ra làm bàn tử lăn như hột mít. Đúng là mạnh mẽ, sau này nhìn ngươi làm sao mà gả đi được. Tiêu Phàm trêu ghẹo nói. Đồ lưu manh, ai cần ngươi lo, mặc kệ ngươi, tiểu ma nữ phẫn nộ hét lớn. Giống như một con cọp cái tức giận, trực tiếp đi vào phòng lưu lại Tiêu Phàm ngẩn người tại chỗ. Cái vẹo gì đang xảy ra thế này? Tiêu Phàm nhún nhún vai, bộ dáng im lặng, tay phải xoa cằm, tiểu ma nữ hôm nay uống nhầm thuốc hay sao, hình như có chút không đúng. Khi hắn nghĩ đến Yến Thành thu liệp, con người sắc bén lên, thì thầm nói, Yến Thành thu liệp, đoán chừng rất nhiều người muốn ta chết a. Trùng sinh dị thế, Tiêu Phàm ta không ngại làm địch với cả thế gian. Vào lúc bọn người Tiêu Phàm trở lại Thần Phong học viện, bên trong đại sảnh Hoàng Phủ đang ngồi mấy người, nếu như Tiêu Phàm ở đây nhất định sẽ nhận ra ba người trong đó. Trương Phó Hội trưởng nguyện ý trở thành khách khanh trưởng lão của Hoàng gia ta, Hoàng Mẫu cầu còn không được. Hoàng Trùng Tiêu cười ha ha một tiếng. Đối diện Hoàng Trùng Tiêu chính là hai cha con Trương Nhiễm và Trương Hy, Trương Nhiễm khoát tay một cái nói, Hoàng gia chủ. Trương Mỗ đã không còn là phó hội trưởng của luyện dược sư công hội rồi, chỉ là một người nghèo mà thôi, có thể gia nhập Hoàng gia là may mắn của Trương Mỗ. Trương trưởng lão yên tâm, ngươi và ta đều có chung kẻ thù, tên Tiêu Phàm kia nhất định phải chết. Trong mắt Hoàng Trùng Tiêu lóe qua lãnh quang nồng đậm. Có Thần Phong học viện bảo vệ, tạm thời chúng ta không làm gì được hắn, nhưng người muốn hắn chết không chỉ có mình chúng ta. Sát cơ Trương Nhiễm lộ ra không chút che giấu. Trương trưởng lão có biện pháp nào không? Hoàng Trùng Tiêu hỏi. Hai mắt Trương Nhiễm nhắm lại, nói, nếu như Tiêu Phàm chết ở trong Yến Thành thu liệp thì thôi, nếu như hắn có thể may mắn còn sống thì ta sẽ có biện pháp đối phó hắn, ta sẽ cho hắn biết đắc tội với ngũ phẩm luyện dược sư sẽ có hậu quả như thế nào. Thấm thoát đã 10 ngày trôi qua, những ngày qua đều không an nhàn,
Tiêu Phàm trừ lúc đắm chìm bên trong công việc luyện dược thì cũng đi thăm dò tin tức trong vô tận chiến điển. Buổi sáng, Tiêu Phàm luyện tập bá đạo thiên quyền ở trong sân, quyền thế như gió, bên trong hư không truyền đến từng đợt tiếng xé gió rít gào. Oanh, Tiêu Phàm đột nhiên nhảy lên đánh một quyền xuống đất, đất đá vỡ tung, toái thạch bay tứ phía, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to khoảng 6 mét. Bá đạo thiên quyền rốt cục luyện đến đệ tứ trọng đỉnh phong, vô tận chiến điển đúng là vô thượng chí bảo, nếu như không có nó thì chỉ bằng tu vi chiến tôn hậu kỳ của ta tuyệt không có khả năng đem ngũ phẩm chiến kỹ luyện tới đỉnh phong. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, vô tận chiến quyết quả thật không đơn giản, vậy mà làm cho hồn lực của ta ngưng động lại mấy phần, hơn nữa còn giúp ta đối với bá đạo thiên quyền có lĩnh ngộ mới. Tiêu Phàm hơi nhích tay, bên trong lòng bàn tay ngưng tụ một thanh tiểu kiếm màu vàng, sau khi tu luyện vô tận chiến điển cũng đã làm hồn lực của Tiêu Phàm biến thành màu vàng. Đáng tiếc, tu la tam kiếm ta vẫn chỉ có thể lĩnh ngộ được một kiếm đầu tiên, hai kiếm sau chắc phải đợi đến khi đột phá đến cảnh giới cao hơn mới có thể lĩnh ngộ được. Tiêu Phàm thầm thở dài nói. Hắn biết phẩm giai tu la tam kiếm chí ít cũng là lục phẩm, thậm chí còn cao hơn. Bằng không thì lấy thiên phú hắn không có khả năng chỉ lĩnh ngộ được đệ nhất thức huyết sát. Lão Tam, hôm nay dậy sớm như vậy, bàn tử ra khỏi phòng duỗi người ngáp một cái, hiển nhiên còn chưa tỉnh ngủ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong nháy mắt thanh tỉnh mấy phần, nói, đúng à, hình như hôm nay Yến Thành thu liệp chính thức bắt đầu. Ngươi còn nhớ à, Tiêu Phàm xem thường nhìn bàn tử cái gì cũng tốt nhưng hắn lại lười chảy mỡ. Có được cửu phẩm chiến hồn, nếu hắn chăm chỉ một chút đoán chừng đã đột phá đến chiến tông cảnh rồi, chứ không như bây giờ chỉ mới đột phá đến chiến tôn hậu kỳ. Mặt khác, làm Tiêu Phàm không hiểu là Lăng Phong và tiểu ma nữ đều nắm giữ chiến hồn bát phẩm trở lên, hơn nữa còn rất chăm chỉ nhưng vẫn như chỉ là chiến tôn đỉnh phong. Lời còn chưa dứt, Lăng Phong và tiểu ma nữ cũng đã đi tới. Đều đến đủ. Cũng đúng lúc này, thanh âm Quách Sĩ Thần vang lên. Không đợi đám người lấy lại tinh thần thì Quách Sĩ Thần đã đứng ở trung tâm viện tử. Quách lão quỷ, ngươi có thể xuất hiện bình thường một chút không? Tiểu ma nữ giật mình, lập tức chống nạnh nổi giận mắng. Đây là ai làm? Quách Sĩ Thần căn bản không để ý đến tiểu ma nữ, mà nhìn cái hố trong sân kêu lên, phá hư tài sản chung, đây là phạm tội. Chỉ cần chủ động đứng ra thừa nhận sai lầm, bồi thường 100 vạn hạ phẩm hồn thạch thì xong, bằng không. 100 vạn hạ phẩm hồn thạch có đúng không? Thanh âm Tiêu Phàm vang lên, hồn giới tản ra quang mang yếu ớt lập tức truyền đến âm thanh hoa lạp lạp, 100 vạn hạ phẩm hồn thạch đã xuất hiện dưới chân Quách Sĩ Thần. Đối với tên thần dữ của này thì Tiêu Phàm đã chết lặng, hắn chỉ có thể dùng hồn thạch để bịt miệng Quách Sĩ Thần. Quách Sĩ Thần cười khan một tiếng lập tức đem hạ phẩm hồn thạch thu nhập vào trong hồn giới, hành động kia ngay lập tức làm bọn họ xem thường một trận. Tốt. Yến Thành thu liệp sắp bắt đầu, các ngươi đừng khiến ta thất vọng. Quách Sĩ Thần nói ra. Mấy người Tiêu Phàm căn bản lười nói nhảm với hắn, hai chữ thất vọng do hắn nói ra hình như có chút kỳ dị. Không biết Quách Sĩ Thần hy vọng bốn người bọn họ có thể chiếm lấy 5 vị trí đầu trong Yến Thành thu liệp hay là mỗi người phải bồi thường 500 vạn hạ phẩm hồn thạch đây. Đám người Tiêu Phàm nghi ngờ vế sau có khả năng hơn, dù sao Quách Sĩ Thần có biệt danh là thần giữ của. Ngoại trừ hồn thạch ra thì mấy cái khác đều không lọt vào mắt hắn. Quách Sĩ Thần không nói thêm gì liền dẫn mấy người đi về hướng Chiến Vương Học Viện. Yến Thành thu liệp mỗi năm tổ chức một lần, ban đầu là Thần Phong Học Viện tổ chức để các tu sĩ thế hệ trẻ có thể tỉ thí với nhau, từ bên trong chiến đấu rèn luyện thực lực của mình. Nhưng theo dòng thời gian đưa đẩy, Thần Phong Học Viện suy bại, người tổ chức Yến Thành thu liệp cũng thay đổi. 100 năm gần đây thì Yến Thành thu liệp đều do Chiến Vương Học Viện cử hành. Chiến Vương Học Viện, trên một quảng trường vô cùng rộng lớn, biển người chật cứng chen chút nhau không thấy điểm kết, vừa lúc bọn Tiêu Phàm đến thì bốn phía cũng không ít tu sĩ đi vào. Đám Tiêu Phàm vừa đến liền thu hút rất nhiều ánh mắt cứu hận, sự tình lần trước Tiêu Phàm ở Đại Môn Thần Phong Học Viện trấn lột hồn thạch của học viên Chiến Vương Học Viện đã truyền ra khắp nơi, bọn chúng hiện tại hận Tiêu Phàm thấu xương. Tiêu Phàm, Lăng Phong, lần này bọn hắn nhất định phải chết không chút nghi ngờ, dám giết Lạc Phi và Địch Hàn, đám người Lạc Trần sẽ không bỏ qua cho hắn. Hơn nữa, nghe nói Tiêu Phàm còn giết Hoàng Thiên Thần, Hoàng gia gia chủ Hoàng Trùng Tiêu đã nói, chỉ cần giết chết được Tiêu Phàm thì có thể trở thành trưởng lão của Hoàng gia.
đâu chỉ giết Hoàng Thiên Thần, đừng quên hắn còn giết Tôn Tử, hơn nữa nghe nói hắn còn đánh trọng thương Tôn Tuyệt, Tôn gia cũng tuyệt đối sẽ không để hắn còn sống rời khỏi Hồn Thú Sơn Mạch. Tiểu tử này quả thật là phách lối, vừa tới Yến Thành liền náo ra động tĩnh lớn như vậy, ta thấy hắn muốn sống cũng sẽ rất khó khăn, các đại gia tộc nhất định sẽ không tha cho hắn. Đám người nghị luận không kiêng nể gì, đại bộ phận đều là học viên của Chiến Vương Học Viện, nhiều đến cả mấy trăm người, mà Thần Phong Học Viện vẻn vẹn chỉ có 4 người Tiêu Phàm bọn họ, lại thêm một đầu sư tử con. Đối với đám học viên của Chiến Vương Học Viện, mấy người Tiêu Phàm cũng chẳng thèm để ý, Hồn Thú Sơn Mạch lớn như vậy, muốn một lần gặp phải mấy trăm người như thế cũng rất khó, chỉ cần bọn họ 4 người một thú hành động chung, cho dù gặp top 3 viện bảng cũng không sợ. Sau khi chờ đợi thời gian một nén nhang, người chạy đến càng lúc càng ít. Lúc này, mấy đạo thân ảnh từ đại môn Chiến Vương Học Viện đi đến, đám người lập tức yên tĩnh lại, bọn Tiêu Phàm liếc mắt liền nhận ra tên nam tử cầm đầu, người đó chính là viện trưởng của Chiến Vương Học Viện, Khúc Huyền. Yến Thành Thu Liệp mỗi năm một lần lại đến, đã qua một năm, ta tin học viên cũ đều đã có tiến bộ lớn, bên trong học viên mới cũng không thiếu người nổi bật, thậm chí còn mạnh hơn học viên cũ. Tin tưởng năm nay Yến Thành Thu Liệp càng đặc sắc hơn lúc trước, cuối cùng, hy vọng tất cả mọi người đều sẽ đạt được thành tích tốt. Lời nói Khúc Huyền bình thản vang vọng khắp quảng trường, khi ánh mắt đảo qua bọn Tiêu Phàm thì sâu trong đáy mắt lóa lên một tia lãnh quang. Khúc Huyền đơn giản nói mấy câu, liền ra hiệu cho trung niên nam tử bên cạnh một cái, nam tử trung niên gật đầu, tiến lên phía trước nói, ta sẽ công bố quy củ của Yến Thành Thu Liệp lần này. Thanh âm nam tử trung niên không lớn nhưng tất cả mọi người đều nghe rất chăm chú, quy củ của Yến Thành Thu Liệp rất đơn giản. Mỗi người tham gia Yến Thành Thu Liệp đều được phát một khối lệnh bài, sau khi tiến vào Hồn Thú Sơn Mạch bắt đầu chém giết một tháng, sinh tử bất luận. Mỗi tấm lệnh bài chính là 100 điểm tích lũy, trong quá trình Yến Thành Thu Liệp diễn ra, nếu người nào làm mất lệnh bài thì coi như đã bị loại. Mặt khác, bên trong Hồn Thú Sơn Mạch săn giết yêu thú lấy hồn tinh cũng được điểm tích lũy, hồn tinh nhất giai bằng 1 điểm tích lũy, hồn tinh nhị giai bằng 10 điểm tích lũy, hồn tinh tam giai bằng 100 điểm tích lũy, hồn tinh tứ giai bằng 1.000 điểm tích lũy, hồn tinh ngũ giai bằng 10.000 điểm tích lũy. Về phần lục giai hồn thú, mấy trăm năm qua còn chưa thấy ai có thể săn được, dù sao lục giai hồn thú cũng tương đương với cảnh giới Chiến Vương A. Lục giai hồn thú không săn bọn họ thì họ đã thấp nhang cảm tạ thần Phật rồi. Cuối cùng, dựa vào lệnh bài và hồn tinh để xếp hạng. Viện trưởng đại nhân, không biết phần thưởng Yến Thành Thu Liệp lần này là gì? Có một tu sĩ bạo gan hỏi. Lão Phu đang chuẩn bị tuyên bố ban thưởng lần này. Khúc Huyền thản nhiên nói, trên mặt lóe qua nụ cười ý vị thâm trường. Nghe được hai chữ ban thưởng, hai mắt mọi người phát ra ánh sáng. Mặc dù đại bộ phận đều biết bọn họ không thể nào nhận được phần thưởng kia nhưng vẫn vô cùng chờ mong. Khúc Huyền ho nhẹ một tiếng, nói phần thưởng Yến Thành Thu Liệp lần này càng hơn lần trước, từ hạng 6 đến hạng 10 sẽ nhận được 2 viên hồn tinh ngũ giai. Ngũ giai hồn tinh, còn tận 2 viên. Đám người ực ực nuốt nước bọt. Bọn hắn ở đây đa số là thiên chi kiêu tử của Đại Yên Vương Triều, đa số đều có ngũ phẩm chiến hồn trở lên. Chỉ cần không ngừng cố gắng thì nhất định có một ngày đột phá đến cảnh giới chiến tông. Mà ngũ giai hồn tinh chính là đường tắt cho bọn họ đột phá chiến tông cảnh, hồn lực ẩn chứa bên trong hồn tinh ngũ giai không phải thiên địa linh khí có thể sánh bằng. Khó trách viện trưởng nói ban thưởng năm nay nhiều hơn lúc trước, kia chỉ có hạng 3 mới có thể đạt được một viên hồn tinh ngũ giai. Không biết ban thưởng 3 hạng đầu năm nay là gì đây? Đám người sau khi giật mình liền tò mò ban thưởng dành cho 3 hạng đầu. Hạng 3, ban thưởng 2 viên hồn tinh ngũ giai và 1 kiện ngũ phẩm hồn binh. Khúc Huyền tăng âm thanh lên mấy lần giống như kích thích tinh thần của mọi người. Hạng 3 sẽ có thêm 1 thanh hồn binh ngũ phẩm, xem ra cũng hợp lý. Đám người gật đầu, phần thưởng hạng 3 cũng không có gì ngoài ý muốn. Hạng 2, Khúc Huyền tiếp tục nói. Đám người lại yên tĩnh, ban thưởng 1 kiện ngũ phẩm hồn binh và 1 bộ ngũ phẩm chiến kỹ. Lần này đám người rốt cục không còn bình tĩnh nữa, phần lớn người đều trở nên vô cùng hưng phấn, ma quyền sát trưởng, hận không thể thúc ngựa xông lên Hồn Thú Sơn Mạch đại sát một trận. Ngũ phẩm hồn binh rất đáng giá nhưng nếu so sánh với ngũ phẩm chiến kỹ thì nó không tính là gì. Mấy đại thế gia trong Yến Thành có lẽ không thiếu ngũ phẩm chiến kỹ,
nhưng đại bộ phận tu sĩ đều đến từ các thành nhỏ khác, ngũ phẩm chiến kỹ tuyệt đối sánh ngang với chí bảo. Có ngũ phẩm chiến kỹ thì thực lực gia tộc lại có thể tăng lên một thành. Cho dù một chút đệ tử của đại gia tộc đều có chút kích động, ngũ phẩm chiến kỹ là cực kỳ đồ vật thưa thớt, cho dù tại Chiến Vương học viện thì nó cũng được xem như là bảo bối rồi. Hạng nhất thì sao? Có tu sĩ kêu to, những người khác lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Khúc Huyền. Ban thưởng hạng hai đã tốt như thế vậy thì hạng nhất chẳng lẽ lại kém hơn? Khúc Huyền đúng thật là dụng tâm. Quách Sĩ Thần híp hai mắt, nói. Thanh âm rất nhỏ nhưng Tiêu Phàm lại nghe được một chút, hỏi, vị trưởng, phần thưởng này chẳng lẽ còn có thâm ý gì? Không phải chỉ là một bộ ngũ phẩm chiến kỹ thôi sao? Không phải chỉ là một bộ ngũ phẩm chiến kỹ thôi. Vậy ngươi cho rằng ngũ phẩm chiến kỹ có rất nhiều sao? Quách Sĩ Thần cau mày nói, Lăng Phong, Tiểu Ma Nữ và Bàn Tử một bên cũng nhìn về phía hai người. Không đợi Quách Sĩ Thần mở miệng, Lăng Phong đã ngắt lời nói ra, phóng nhãn toàn bộ Đại Yên Vương Triều, người có được ngũ phẩm chiến kỹ chỉ có Vương Thất và Tứ Đại Gia Tộc thôi, bá đạo thiên quyền của ngươi chính là ngũ phẩm chiến kỹ đặc thù của Tôn Gia. Vương Thất và Tứ Đại Gia Tộc đều có chiến vương cường giả, có lẽ cũng phải có lục phẩm chiến kỹ đi, không lẽ ngũ phẩm chiến kỹ ít đến như vậy? Tiêu Phàm nói ra nghi ngờ trong lòng. Lục phẩm chiến kỹ, ta biết chỉ có Vương Thất và Chiến Vương Học Viện nắm giữ, thế ra mặc dù có cường giả chiến vương cảnh nhưng chưa chắc có được lục phẩm chiến kỹ. Lăng Phong lắc lắc đầu nói. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, thầm cười khổ nói, xem ra chiến kỹ mới là thứ chân quý nhất. Ta nắm giữ Tu La Tam Kiếm và Vô Tận Chiến Quyết lại quá xem thường mức độ chân quý của chiến kỹ rồi, sau này nhất định phải chú ý một chút. Ngươi nói sai một câu, lục phẩm chiến kỹ không phải chỉ có Vương Thất và Chiến Vương Học Viện mới có. Quách Sĩ Thần cười đầy thâm ý nói. Lời này vừa nói ra, bốn người Tiêu Phàm lập tức sáng mắt lên, không hẹn mà cùng hỏi, chẳng lẽ Thần Phong Học Viện cũng có? Đây là bí mật, không thể nói. Quách Sĩ Thần thần bí lắc đầu. Phì, bọn Tiêu Phàm xem thường một cái, sau đó nhìn nhau giống như đạt thành một hiệp nghị gì. Đúng rồi, viện trưởng, ngươi nói phần thưởng lần này có thâm ý gì? Tiêu Phàm lại hỏi, hắn biết nếu Chiến Vương Học Viện đã xuất ra ngũ phẩm chiến kỹ thì sự tình nhất định không đơn giản như thế. Dù sao thì các ngươi ở trong Yến Thành thu liệp cẩn thận một chút là được. Quách Sĩ Thần trầm giọng nói. Mấy người gật đầu. Một bộ ngũ phẩm chiến kỹ đã đủ cho nhiều người liều mạng rồi, cẩn thận là điều đương nhiên, đoán chừng lần thi đấu này sẽ vô cùng tàn khốc. Khi mấy người đang suy nghĩ thì âm thanh Khúc Huyền lại vang lên. Hạng nhất, Khúc Huyền vô cùng hài lòng nhìn phản ứng của mọi người, hắn cố ý nhấn mạnh một chút, lúc này mới nói, ban thưởng hạng nhất chính là một viên hồn tinh lục giai và một bản chiến kỹ lục phẩm. Lời này vừa nói ra, hiện trường một trận xôn xao. Mọi người đều hít một hơi lạnh thanh âm thỉnh thoảng truyền ra. Lục giai hồn tinh, phần thưởng này cũng quá cao. Lục giai hồn tinh so sánh cùng lục phẩm chiến kỹ thì tính là gì? Mẹ, coi như liều mạng thì lão tử cũng phải giành được hạng nhất, chỉ cần có được lục phẩm chiến kỹ, gia tộc ta nhất định sẽ quật khởi. Lần Yến Thành thu liệp này nhất định sẽ vô cùng tàn khốc, một bản chiến kỹ lục giai cũng đủ để mọi người chém giết lẫn nhau rồi. Đám người kinh hãi. Không ít người hai mắt đỏ bừng. Thậm chí ngay cả Vân Lạc Tuyết, Thiên Tài Lạc Trần cũng đều nắm chặt nắm đấm, lục phẩm chiến kỹ đối với bọn họ chính là chí bảo vô thượng. Đúng là phải thận trọng hơn rồi. Bàn Tử hít sâu nói, trong mắt lóe lên dục vọng nồng đậm. Tiêu Phàm và Lăng Phong gật đầu, ngược lại Tiểu Ma Nữ lại có chút không quan tâm bản lục phẩm chiến kỹ này lắm. Bốn người các ngươi nên nhớ kỹ, mạng nhỏ rất quan trọng. Đột nhiên thanh âm Quách Sĩ Thần truyền đến. Phần thưởng này có lẽ không phải hướng về chúng ta mà là muốn hướng về Thần Phong Học Viện. Thần Phong Học Viện vất vả lắm mới thu được bốn người chúng ta. Bọn họ muốn dẫm lên chúng ta, muốn triệt để hạ gục Thần Phong Học Viện để Chiến Vương Học Viện bọn chúng có thể thượng vị. Ánh mắt Lăng Phong tỏa ra khí chất sắc bén. Mấy người Tiêu Phàm gật đầu, Thần Phong Học Viện mặc dù xuống dốc nhưng phong thái ngày xưa vẫn không một ai quên. Chiến Vương Học Viện ra ban thưởng như thế này, trừ chứng minh cho tất cả mọi người bên ngoài thấy thực lực của Chiến Vương Học Viện thì còn có ý nịnh nọt Vương Thất và Tứ Đại Gia Tộc. Quách lão quỷ, ngươi không lo cho an nguy của chúng ta sao? Tiểu Ma Nữ nghiến răng hung dữ nhìn Quách Sĩ Thần.
Lo lắng à? Quách Sĩ Thần nhún nhún vai nói, bất quá, lo lắng thì có ích lợi gì? Mặc dù ta lo lắng nhưng ta luôn có lòng tin vào các ngươi. Ta thấy là ngươi có lòng tin với 500 vạn của chúng ta thì đúng hơn. Bàn Tử bĩu môi, hạng nhất chính là được lục phẩm chiến kỹ đó nha, cho dù bốn người bọn họ toàn lực ứng phó cũng chưa chắc có thể đạt được. Khục! Quách Sĩ Thần vội ho một tiếng, chỉ nơi xa nói, nhanh đi nhận lệnh bài kia. Quách lão quỷ, bốn người hung hăng chừng Quách Sĩ Thần sau đó đi đến trung tâm quảng trường. Mấy người rất nhanh liền nhận lấy lệnh bài, cảm nhận được vô số ánh mắt bất thiện từ bốn phía, sắc mặt mấy người Tiêu Phàm trầm xuống, lần này đoán chừng quả thực là giữ nhiều lành ít. Hiện tại, tất cả mọi người hãy đi vào hồn thú sơn mạch, một tháng sau tập hợp ở chỗ này. Trong hư không truyền đến một âm thanh to lớn, những người tham gia Yến Thành Thu Liệp đều nhao nhao chạy ra khỏi thành. So với bộ dạng vội vàng của nhiều người thì bốn người Tiêu Phàm lại rất ung dung, kỳ hạn của Yến Thành Thu Liệp tận một tháng, bọn hắn cũng không nhất thiết phải giành giật từng giây. Quách Sĩ Thần thấy bọn hắn nhởn nhơ như thế liền tức đến xì khói, nhưng vì đại cục nên đành phải đem lửa giận đè nén xuống. Hai canh giờ sau, nhóm người Tiêu Phàm đã xuất hiện bên ngoài hồn thú sơn mạch. Ta chỉ tiến đến đây, một tháng sau ta sẽ đến đón các ngươi. Quách Sĩ Thần để lại một câu nói liền không thấy tăm hơi. Quách lão quỷ, tiểu ma nữ nghiến răng nghiến lợi nói. Nhìn mặt Quách lão quỷ lúc xanh lúc tím đúng là sảng khoái vô cùng, xem hắn sau này còn dám đùa bỡn chúng ta nữa không. Bàn Tử cười ha ha. Tiêu Phàm mỉm cười, trình độ đùa giỡn người của tiểu ma nữ và Bàn Tử không phải thấp, hiện tại cuồng vọng đến mức ngay cảnh Quách lão quỷ cũng dám chỉnh. Ba người các ngươi có phát hiện chúng ta đã bị theo dõi không? Thần sắc Lăng Phong ngưng trọng nhìn bốn phía. Nghe vậy, ba người Tiêu Phàm lập tức nhíu mày, Tiêu Phàm mở miệng nói, trước hết tiến vào hồn thú sơn mạch. Hồn thú sơn mạch, cổ thụ che trời, sương mù dày đặc, muốn tìm tới một người cũng không dễ dàng, cho dù bị người khác chú ý cũng có thể dễ dàng chạy thoát. Bất quá đám người Tiêu Phàm cũng không có ý định chạy trốn. Trong thời gian diễn ra Yến Thành Thu Liệp thì toàn bộ hồn thú sơn mạch đã bị phong tỏa, chỉ những người tham gia mới có thể ra vào. Trước đó Quách Sĩ Thần đã cam đoan với bọn hắn, những cường giả chiến tông cảnh lâu năm trở lên nếu ai dám bước vào hồn thú sơn mạch chỉ có một chữ, chết. Bình thường thì đám Tiêu Phàm sẽ không mấy tin tưởng nhưng những sự tình trọng đại thì bọn hắn hoàn toàn đặt hết niềm tin vào Quách Sĩ Thần, bởi vì Quách Sĩ Thần quả thật chuyện gì cũng dám làm. Những ngày qua Quách lão quỷ đắc tội Chiến Vương học viện, Tôn gia, Hoàng gia, còn không phải đang sống rất nhàn nhã sao? Hắn dám nói như thế vì bản thân hắn có thực lực này. Về phần những người đồng lứa, Quách Sĩ Thần cũng nhắc nhở bọn hắn phải cẩn thận năm người xếp hạng đầu trên viện bảng, mấy người kia chính là Vân Lạc Vũ, Khúc Lân, Triệu Vô Bệnh, Lạc Trần và Vân Lạc Tuyết. Thực lực của Lạc Trần và Vân Lạc Tuyết thì bọn họ đã thấy qua. Thực lực nhóm Tiêu Phàm đã tinh tiến hơn một tháng trước rồi, chỉ cần hai người kia không bước vào chiến tông cảnh thì bọn hắn không việc gì phải sợ. Mấy người vội vàng chạy ở trong rừng hai canh giờ sau đó dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía sau. Ra đi! Tiêu Phàm mở miệng, lời nói mang theo sát khí trùng trùng. Vừa dứt lời, mất đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện trên cành cây cổ thụ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám người Tiêu Phàm. Lạc Trần! Tôn Tuyệt, các ngươi là thuộc hạ của Tào Tháo à? Nói đến liền đến. Tiêu Phàm cười lạnh nhìn mấy người, vừa rồi bọn hắn đã cảm nhận được có người bám theo, Lạc Trần và Tôn Tuyệt xuất hiện cũng không có nằm ngoài dự kiến. Đám người kia lấy Lạc Trần và Tôn Tuyệt dẫn đầu, trong đó còn có một người quen, người kia chính là người lần trước bị Lăng Phong đánh tơi bời ở trước cửa Thần Phong học viện. Mấy người Lạc Trần mặc dù không hiểu Tiêu Phàm nói gì nhưng có thể cảm nhận sát khí lạnh lẽo trên người hắn, còn người u lãnh nhìn chằm chằm Lăng Phong nói, là ngươi giết đệ đệ ta. Như lời ngươi nói, sắc mặt Lăng Phong bình tĩnh, đột phá đến chi tôn cảnh đỉnh phong thì hắn đã không còn e ngại Lạc Trần rồi. Lạc Trần sầm mặt lại, tên gia hỏa này cũng chẳng thèm nói nhảm một câu liền đã thừa nhận, đúng là ngang ngược càn rỡ, hắn cười lạnh, lúc đầu ta muốn cho ngươi chết thống khoái một chút. Nhưng hiện tại ta đổi ý rồi, ta muốn làm cho ngươi sống không bằng chết. Vừa dứt lời, Lạc Trần xông ra như tên rời cung, đạp nhẹ trên mặt đất hai cái đã đến trước mặt của Lăng Phong. Địa liệt trảm, Lăng Phong phi thường quả quyết,
đạp chân xuống nhảy lên, trường kiếm chém ra kiếm cương khủng bố bay về phía Lạc Trần. Tốc độ thật nhanh, thực lực Lạc huynh xem ra lại tinh tiến rồi. Tôn Tuyệt cười tủm tỉm nhìn Lạc Trần, sau đó ánh mắt rơi vào trên người bản tử, thằng mập đáng chết, lần trước ngươi đánh bản công tử rất thoải mái, lần này bản công tử sẽ trả lại gấp bội. Lần trước chỉ đánh ngươi mấy cái tát tay, lần này lão tử sẽ để ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Bản tử không sợ hãi, toàn thân thịt mỡ hất lên tựa như khiêu khích Tôn Tuyệt. Hừ, nạp mạng đi. Tôn Tuyệt cũng lười nói nhảm, lần trước bởi vì Phúc Bá xuất thủ đánh hắn trọng thương làm hắn không có sức hoàn thủ, nhưng lần này lại khác, thương thế chẳng những khôi phục mà tu vi lại tiến bộ hơn mấy phần. Hươu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu. Bàn tử trực tiếp triệu hồi ra kim cương đại lực thần nghiêu đánh lên. Xem ra đối thủ của ngươi là ta. Một thanh niên mặc y phục màu đen nhìn Tiêu Phàm nói, trên mặt lộ ra nụ cười tà. Mông trùng. Tên Tiêu Phàm này rất quỷ dị, hai chúng ta vẫn nên cùng nhau ứng phó hắn. Vương Bá đã được chứng kiến thực lực của Tiêu Phàm, ngay cả địch Hàn xếp thứ 13 trên viện bảng đều chết trong tay hắn. Mông trùng mặc dù xếp ở vị trí thứ 9 nhưng cũng chưa chắc là đối thủ của Tiêu Phàm. Nghe thấy Vương Bá nói, mông trùng cười lạnh, mặt coi thường nói, chi tôn hậu kỳ mà thôi, cần phải hai người liên thủ sao? Mông trùng vô cùng tự tin đối với thực lực của mình. Hắn căn bản không đem Tiêu Phàm để ở trong lòng, không nghe lời đề nghị của Vương Bá, trên đỉnh đầu hiện lên một chuôi trường đao bằng lửa màu vàng đánh thẳng vào Tiêu Phàm. Mấy người còn lại đi giết nữ nhân và đầu xúc sinh kia. Vương Bá biết Tiêu Phàm vô cùng nguy hiểm cũng không dám có bất cứ thả lỏng nào, sau khi ra lệnh một câu liền xông về phía Tiêu Phàm. Ta nói, giết hắn, chỉ cần mình ta là đủ. Mông trùng cười lạnh. Kim diễm trường đao trên đỉnh đầu phá không chém ra, hỏa diễm hừng hực thổi bay cổ thụ bốn phía. Lục phẩm chiến hồn, kim diễm đao. Tiêu Phàm lập tức hiểu ra tại sao tên mông trùng này lại tự tin như thế. Lục phẩm chiến hồn, kim diễm đao đặt ở Đại Yên Vương triều xác thực là thiên chi kiêu tử. Nếu đổi là một người khác, thấp hơn một cảnh giới như thế này thì quả thật không dám giao phong nhưng là đáng tiếc mông trùng lại gặp phải Tiêu Phàm. Bá đạo thiên quyền. Tiêu Phàm gầm lên một tiếng xuất ra quyền thế ngập trời, từng đạo kim sắc hồn lực tràn ra bốn phương tám hướng. Ngược lại có chút thực lực, bất quá chỉ bằng vào điểm này còn xa xa không đủ. Mông trùng cười lạnh, trường đao trong tay muốn một chém giết chết Tiêu Phàm. Âm vang, nắm đấm Tiêu Phàm hung hăng nện vào kim diễm đao, âm thanh bén nhọn truyền khắp tứ phương, tiếu dung trên mặt mông trùng cứng đờ, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Bên trên kim diễm đao xuất hiện một vết nứt, dọc theo chiến hồn đao lan tràn ra, thiếu chút nữa thì vỡ nát. Hắn làm sao biết Tiêu Phàm đã đem bá đạo thiên quyền luyện đến đệ tứ trọng đỉnh phong, cộng thêm quyền thế, cho dù chiến tôn cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Mông trùng rốt cục phát hiện bản thân xem thường Tiêu Phàm, đang chuẩn bị lui ra phía sau thì thân ảnh của Tiêu Phàm đã như một tia chớp lao lên. Ngươi dám, Vương Bá gầm lên một tiếng đánh tới. Lục phẩm chiến hồn, liệt diễm ma viên sau lưng phát cuồng đập xuống một quyền. Ta có cái gì không dám? Tiêu Phàm nhe răng cười, u linh chiến hồn xuất hiện hóa thành một mảnh khói đen che phủ kim diễm đao đang muốn đào thoát, đồng thời nắm đấm hắn trong nháy mắt xuất hiện ở trên ngực mông trùng. Một tiếng nổ vang, xương mông trùng vỡ vụn, trên ngực xuất hiện một cái huyết động to lớn, ngũ tạng lục phủ rớt cùng một chỗ, mông trùng trợn to hai mắt không thể tưởng tượng được nhìn về ngực mình. Ta là chiến tôn đỉnh phong, là viện bảng đệ cửu cường giả, làm sao có thể chết trên tay một tên tiểu tử chiến tôn cảnh hậu kỳ được. Không cam lòng, phẫn nộ, sợ hãi đan xen lẫn nhau, nhưng Tiêu Phàm căn bản không có ý định cho hắn cơ hội, trong tay chợt xuất hiện một thanh trường kiếm chém thân thể mông trùng thành hai mảnh. Miểu sát, chân chính miểu sát, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Vương Bá đang đánh tới kinh khủng nhìn Tiêu Phàm, thực lực của hắn ngang với mông trùng. Ngay cả mông trùng đều bị hắn miểu sát thì mình làm sao có thể là đối thủ của hắn đây? Chờ ngươi chết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiêu Phàm nhe răng cười, ngay lập tức lại xuất thủ. Chiến ý hung mãnh từ trên người Tiêu Phàm bộc phát ra, máu trong cơ thể hắn bắt đầu sôi trào lên, toàn thân như có một tầng kim sắc hỏa diễm đang thiêu đốt. Hỏa diễm chiến hồn, con người Vương Bá co rụt lại, thân hình không khỏi lui lại mấy bước. Hắn mặc dù chưa từng thấy qua chiến hồn đặc thù nhưng trên thư tịch đã thấy qua,
giờ phút này kim sắc hỏa diễm trên người Tiêu Phàm vô cùng trùng khớp với hỏa diễm chiến hồn được ghi chép trên thư tịch. Tiêu Phàm không phải chỉ có tứ phẩm chiến hồn, u ảnh sao? Làm sao còn có dùng hỏa diễm chiến hồn, song sinh chiến hồn, không đúng, đây không phải song sinh chiến hồn chân chính. Tôn Tuyệt đang đại chiến với Bàn Tử nháy mắt liền nghĩ đến việc gì, trong mắt lộ ra vẻ phẫn hận. Đánh nhau với Bàn gia còn dám phân tâm, một quyền bá đạo đánh trực tiếp vào ngực của Tôn Tuyệt, thân thể Tôn Tuyệt như diều đứt dây bay thẳng ra ngoài. Phanh phanh phanh, vài cây đại thụ bị đụng gãy, đất đá trên mặt đất bay tứ tung, bụi bặm cuồn cuộn. Bàn Tử, người làm bản công tử thật sự phẫn nộ rồi. Một đạo thân ảnh chật vật dính đầy bụi đất đi ra, Tôn Tuyệt đang lau đi máu tươi trên miệng sau đó nhe răng cười, song sinh chiến hồn sao? Cho các ngươi kiến thức một chút cái gì mới là song sinh chiến hồn chân chính. Ngao ô, một tiếng sói tru truyền ra, trên đầu Tôn Tuyệt đột nhiên xuất hiện một đầu hư ảnh cự lang, răng nanh sắc bén, hai mắt huyết hồng, trên người tỏa ra lệ khí ngập trời. Toàn thân cự lang trắng như tuyết, trên mi tâm của nó còn có một đạo loan nguyệt ẩn ẩn tản ra quang mang yếu ớt. Thất phẩm chiến hồn, khiếu nguyệt thiên lang, Tiêu Phàm phía xa khẽ híp mắt một cái, hắn không ngờ Tôn Tuyệt lại có song sinh chiến hồn. Một là lục phẩm chiến hồn, lôi văn hổ, một cái khác lại càng mạnh hơn, chính là thất phẩm chiến hồn, khiếu nguyệt thiên lang. Nghĩ vậy, tốc độ của hắn lại nhanh lên mấy phần, Tôn Tuyệt có song sinh chiến hồn thì Bàn Tử cũng chưa chắc là đối thủ. Hơn nữa bên kia còn có mấy tên tu sĩ chiến tôn đỉnh phong đang vây công tiểu ma nữ và tiểu kim, trước tiên hắn phải nhanh chóng giết chết Vương Bá đã. Đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Vương Bá lúc đầu hoảng sợ nhưng sau đó lại trở nên dữ tợn, lục phẩm chiến hồn, liệt diễm ma viên xuất hiện, hắc sắc hỏa diễm cuồn cuộn thiêu đốt hư không. Bá đạo thiên quyền, Tiêu Phàm lạnh lùng quát, nếu như vẫn là chiến tôn sơ kỳ thì có lẽ hắn không phải là đối thủ của Vương Bá. Nhưng hiện tại chỉ cần không phải là cường giả chiến tông thì hắn vẫn có sức đánh một trận. Liệt diễm trảm. Vương Bá huy động tất cả hồn lực trong cơ thể mình, đại đao trong tay gào thét xuất hiện đao cương cao một trượng bằng hắc sắc hỏa diễm, hung lệ vô cùng, trong hư không liên tục vang lên những tiếng lách cách. Oanh, hai người hung mãnh đâm vào cùng một chỗ, hồn lực cuồng bạo quét sạch bốn phương tám hướng, mấy cây cổ thụ bị oanh thành mảnh vụn bay tứ tán khắp nơi. Đi chết đi. Vương Bá gầm thét, liệt diễm ma viên hung hăng đánh một chưởng về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thấy thế liền đạp chân xuống, thân hình trong nháy mắt thoát khỏi nhất kích tất sát của liệt diễm ma viên, nhưng Vương Bá không bỏ lỡ cơ hội này, hắn thừa thắng xông lên. Muốn chạy, ngươi chạy không được, Tiêu Phàm ngươi bất quá chỉ có thế này. Vương Bá cười lạnh, khí thế ép người, liệt diễm ma viên lần nữa nhằm vào ngực Tiêu Phàm đánh tới. Tiêu Phàm cười quỷ dị. Tay phải chậm rãi nâng lên, một cỗ lực lượng huyền diệu bắt đầu vần quanh tay hắn, vào lúc liệt diễm ma viên đến gần thì hắn ngay lập tức phản kích toái hồn trưởng. Trong lòng quát nhẹ một tiếng, một đạo trưởng cương vô cùng bình thường công kích về phía liệt diễm ma viên. Thực lực chỉ có nhiêu đó sao? Trên mặt Vương Bá cười tươi, hắn cảm thấy một kích của liệt diễm ma viên đã đủ để đánh nát Tiêu Phàm rồi. Trong một khắc, nụ cười trên mặt Vương Bá cứng đờ, trong miệng điên cuồng phun máu. Vào lúc trưởng cương bình thường kia chạm vào liệt diễm ma viên ngửa mặt lên trời bi khiếu, nửa bên thân thể đột nhiên nổ tung hóa thành sương mù tiêu tán trên không trung. Đây là chiến kỹ gì? Tại sao có thể đả thương được chiến hồn của ta? Ánh mắt Vương Bá lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn phát hiện bản thân quá khinh thường Tiêu Phàm. Một trưởng kia nhìn qua vô bình thường, uy lực nhìn qua cũng không đạt đến tứ phẩm chiến kỹ nhưng lại có thể đánh trọng thương chiến hồn. Tiêu Phàm không nói, thi triển mê tung bộ trong nháy mắt hiện sau lưng Vương Bá, thân thể Vương Bá đứng yên tại chỗ, hai tay bưng bít lấy cổ họng, trong mắt đầy vẻ không cam lòng. Phốc, một vòi máu từ trên cổ hắn phóng lên không trung, thân thể phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất không còn bất kỳ khí tức gì. Phía trên không trung, một đám sương mù màu đen đang quấn quanh liệt diễm ma viên, nó điên cuồng cắn nuốt hồn lực của liệt diễm ma viên. Sau mấy giây đám hắc phụ kia tan biến không thấy đâu nữa. Đúng quả là như thế, u linh chiến hồn có thể thôn phệ hồn lực của chiến hồn khác để trưởng thành. Trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi. Trước đó khảo hạch tại Chiến Vương Học Viện, tất cả mọi người đều tưởng chiến hồn của hắn là tứ phẩm chiến hồn, u ảnh, có lẽ lúc đó u linh chiến hồn quả thật chỉ là chiến hồn tứ phẩm.
nhưng U Linh Chiến Hồn hiện tại sau khi hấp thu vô số hồn lục và chiến hồn khác thì khí tức đã bắt đầu gần giống với ngũ phẩm chiến hồn rồi. Tiêu Phàm rốt cục có thể khẳng định, U Linh Chiến Hồn là chiến hồn có thể trưởng thành. Tuy hiện tại phẩm giai không cao, chỉ tương đương với ngũ phẩm chiến hồn nhưng sự cường đại và tiềm lực của nó cho dù cửu phẩm chiến hồn cũng chưa chắc có thể sánh bằng. Lão Tam, tới giúp ta. Thanh âm bàn tử vang lên kéo Tiêu Phàm từ trong suy nghĩ tỉnh lại. Bàn tử mặc dù có cửu phẩm chiến hồn nhưng tôn tuyệt cũng không yếu, song sinh chiến hồn, cho dù chỉ là lục phẩm thất phẩm song sinh chiến hồn thì nói một cách nào đó cũng không kém hơn cửu phẩm chiến hồn, huống chi tôn tuyệt còn cao hơn bàn tử một tiểu cảnh giới. Thân hình Tiêu Phàm lóe lên như một đạo thiểm điện xông ra, thoáng cái đã tới gần hai người, hắn đánh ra một quyền thẳng vào người tôn tuyệt. Tôn tuyệt thấy thế liền lui lại, trên mặt cười lạnh khinh thường, lạnh giọng nói, hai người cùng lên sao? Cũng tốt, miễn cho ta phải tốn sức. Lão nhị, người đi giúp bọn tiểu ma nữ, nơi này giao cho ta. Ánh mắt Tiêu Phàm nhìn chằm chằm tôn tuyệt, cũng không quay đầu nói. Lão Tam, ngươi, trên mặt bàn tử lộ ra một tia lo lắng, thực lực Tiêu Phàm tuy không yếu nhưng tôn tuyệt lại có song sinh chiến hồn. Trước đó hắn cũng tưởng Tiêu Phàm có song sinh chiến hồn nhưng ngay lập tức lại phát hiện. Kim sắc hỏa diễm toàn thân Tiêu Phàm cũng không phải là do chiến hồn mà là do một loại công pháp nào dẫn đến. Yên tâm, một mình ta đủ để đối phó hắn rồi. Tiêu Phàm thập phần tự tin, song sinh chiến hồn có lẽ đáng sợ nhưng hắn lại không kiêng dè gì. Chiến hồn truyền thừa, từ một phương diện mà nói thì cũng là một loại chiến hồn đặc thù, thậm chí lại còn mạnh hơn cả chiến hồn đặc thù bởi vì nó có truyền thừa của riêng mình. Bàn tử gật đầu quay người rời đi. Hắn chạy về hướng đám người tiểu ma nữ đang giao tranh. Chỉ cần một mình ngươi đã đủ ứng phó với bản công tử. Ngươi tưởng ngươi sẽ gặp may như lần trước sao? Tôn tuyệt cười lạnh liên tục, không thể không nói các ngươi quả thật có chút thực lực, lại có thể bức bản công tử hiển lộ song sinh chiến hồn. Sự tình tôn tuyệt có được song sinh chiến hồn cho đến nay thì chỉ có phụ thân tôn đình của hắn biết, đây cũng là nguyên nhân tôn đình phóng túng cho tôn tuyệt. Chỉ cần không làm tổn hại đến lợi ích của gia tộc thì làm một chút việc xấu có tính là gì. Tôn đình chẳng những không trách hắn mà sâu trong nội tâm còn coi hắn là người thừa kế duy nhất của tôn gia, chỉ vì muốn che giấu thiên phú của tôn tuyệt mà hắn mới đẩy tôn tử ra trước. Thậm chí tôn đình còn suy nghĩ, nếu tôn tuyệt có một ngày đột phá lên chiến hoàng thì đại yên vương triều cũng có thể đổi chủ. Chiến hồn, lôi văn hổ của ngươi căn bản không thi triển được toàn bộ thực lực. Tiêu Phàm hỏi một đằng trả lời một nẻo, trên mặt xuất hiện một nụ cười đầy ẩn ý nhìn Tôn Tuyệt. Làm sao ngươi biết, Tôn Tuyệt biến sắc sau đó trong nháy mắt liền hiểu ra, hắn phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm, là ngươi. Lần trước tại bên ngoài hồn giới cấm chế, Tiêu Phàm một trưởng chấn thương lục phẩm chiến hồn, lôi văn hổ của hắn, lúc đầu hắn chỉ tưởng chiến hồn chỉ bị thương mà thôi, một ngày nào đó có thể khôi phục như lúc đầu. Nhưng hơn nửa tháng. Hắn dùng hết tất cả biện pháp cũng không thể làm lôi văn hổ khôi phục lại được, làm hắn vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn không cách nào tìm ra nguyên nhân, hiện tại rốt cục hắn cũng minh bạch rồi. Xem ra ngươi cũng không ngu. Tiêu Phàm cười lạnh, toái hồn trưởng chuyên môn dùng để đối phó với chiến hồn, phàm là người bị toái hồn trưởng gây thương tích thì chiến hồn rất khó để khôi phục lại, trừ phi tìm được người có chiến hồn hệ trị liệu, bằng không chiến hồn sẽ bị thương cả đời. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao tu sĩ trong thiên hạ lại kiêng kỵ toái hồn trưởng đến như vậy. Ta muốn xé xác ngươi. Tôn Tuyệt gầm thét, trong lòng hận thấu xương Tiêu Phàm, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn tươi nuốt sống. Sắc mặt Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, hắn cũng không cứng đối cứng mà thi triển mê tung bộ, mũi chân phải điểm một cái, thân thể cấp tốc lui về sau, sau đó mũi chân trái lại nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể cấp tốc nhảy lên cao. Thân hình cực kỳ quỷ dị, biến đổi thất thường làm cho người khác không thể nào đoán được. Mê tung bộ mặc dù chỉ là nhị phẩm chiến kỹ nhưng hiện tại lại được Tiêu Phàm phát huy vô cùng tinh tế. Tiểu tạp chủng, có gan đừng chạy. Tôn Tuyệt tức giận, hắn căn bản không thể chạm được vào một góc áo của Tiêu Phàm. Phép khích tướng của ngươi rất thành công. Trong mắt Tiêu Phàm lóe lên một tia băng lãnh, sát cơ hiển hiện, chiến ý khủng bố tăng lên. Thân hình của hắn ngừng lại đá ra một cước. Hồng mang trong mắt Tôn Tuyệt mở lớn, trong miệng gầm thét giống như đã tiến vào một cảnh giới điên cuồng, thân hình bỗng nhiên xông ra đánh một quyền. Phanh phanh phanh, mấy đạo tiếng oanh minh liên tục vang lên,
hai người kịch liệt giao phong tại một điểm, sau một lát, hai người đồng thời bay ngược về, trượt ra đến mấy mét mới dừng lại. Lại đến, Tôn Tuyệt hai mắt phiếm hồng, triệt để điên cuồng, hét lớn một tiếng, cả người lần nữa bổ nhào hướng về Tiêu Phàm. Hắn có được song sinh chiến hồn, thực lực siêu quần khinh thường tu sĩ cùng lứa, nếu như không phải hắn ẩn nhẫn thì vị trí đệ nhất trên viện bảng đã thuộc về hắn rồi. Nhưng hôm nay đối chiến với một tên tiểu tử chiến tôn hậu kỳ lại phát hiện thực lực mình ngang với người kia, điều này khiến cho hắn vô cùng phẫn nộ. Tôn gia chí cường chiến kỹ, bá đạo thiên quyển oanh ra. Múa rìu qua mắt thợ. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, chiến ý toàn thân hừng hực cháy lên, dưới chân phát lực đồng thời đánh ra một quyền. Một quyền này nhìn qua cực kỳ phổ thông, chỉ là một quyền vô cùng đơn giản nhưng lại phát ra quyền thế, một quyền này đã đạt đến cấp độ phản phát quy chân. Quyền thế cuồn cuộn như hồng thủy vỡ đê, sôi trào mãnh liệt như núi lửa bộc phát. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó tiếng xương cốt gãy nát răn rắc vang lên, Tôn Tuyệt phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người bị đánh bay xa đến mấy trượng, máu tươi trong miệng điên cuồng trào ra, cánh tay phải treo lủng lẳng vô lực. Bá đạo thiên quyền của ta đã luyện đến tầng thứ ba, tại sao không thể đánh chết ngươi? Tôn Tuyệt gào thét. Luận cảnh giới, Tôn Tuyệt hắn cao hơn Tiêu Phàm một tiểu cảnh giới, hồn lực so Tiêu Phàm càng nhiều hơn. Luận về chiến kỹ, bá đạo thiên quyền là của Tôn gia hắn, hắn đã tu luyện nhiều năm, hơn nữa còn thường xuyên được cường giả gia tộc chỉ điểm, mà Tiêu Phàm chỉ lấy được bản chép tay của bá đạo thiên quyền, hơn nữa chỉ mới tu luyện có 2 tháng. Vô luận phương diện nào thì Tôn Tuyệt hắn cũng chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng lúc này vẫn bị Tiêu Phàm đánh bại làm hắn không cách nào hiểu nổi. Bởi vì ta lĩnh ngộ bá đạo thiên quyền cao hơn ngươi. Con người Tiêu Phàm rất bình thản, hắn đã tu luyện bá đạo thiên quyền đến tầng thứ tư đỉnh phong, hơn nữa còn lĩnh ngộ cả quyền thế, chiến thắng Tôn Tuyệt đã là điều tất nhiên không có gì phải kiêu ngạo. Ta không tin. Gân xanh trên trán Tôn Tuyệt như tiểu trùng đang ngọa nguậy. Hắn lại là đấm ra một quyền này càng mạnh hơn khi nãy. Yên tâm, ta sẽ làm cho ngươi tin. Cánh tay phải Tiêu Phàm chấn động một cái, kim sắc khí diễm thiêu đốt hừng hực, hồn lực cuồn cuộn tập trung lên tay hắn, trên nắm đấm vang lên tiếng kêu răng rắc. Tôn Tuyệt dựa thế trùng kích, khí thế không ngừng tăng lên, sau khi đến gần Tiêu Phàm thì thân thể nhảy lên thật cao, Ngân Nguyệt Thiên Lang ngửa mặt lên trời cuồng khiếu. Hồn lực như thủy triều tiến vào bên trong cơ thể Tôn Tuyệt. Khí thế Tôn Tuyệt như muốn đột phá một tầng ngăn cách tiến gần đến chiến tông cảnh. Thần sắc Tiêu Phàm ngưng lại, ngay cả hắn cũng phải thừa nhận thiên phú và thực lực của Tôn Tuyệt là mạnh nhất trong những đối thủ mà hắn đã đối mặt. Bất quá chỉ cần hắn chưa đột phá chiến tông cảnh thì mãi mãi cũng chỉ là chiến tôn. Tiêu Phàm hóp bụng, một cước giẫm ở trên mặt đất, nắm tay phải phá không xuất ra, quyền thức vô cùng đơn giản. Răng rác, lại một tiếng xương gãy vang lên, xương cốt Tôn Tuyệt ngay lập tức bị chấn nát, máu tươi bắn tung tóe, thân thể bay ra mấy trượng theo hình vòng cung sau đó hung hăng rơi trên mặt đất lăn mấy vòng. Tầng thứ tư, ngươi đã tu luyện bá đạo thiên quyền đến tầng thứ tư. Tôn Tuyệt gian nan bò dậy, trong miệng liên tục thổ huyết. Hiện tại đã tin rồi, Tiêu Phàm cười cười, đi từng bước hướng về Tôn Tuyệt, hồn lực trên người hắn dày đặc làm cho mỗi bước chân đều làm mặt đất chấn động. Thân hình Tôn Tuyệt không khỏi lảo đảo lui lại mấy bước mới đứng vững. Trừ song sinh chiến hồn, ngũ phẩm chiến kỹ, bá đạo thiên quyền chính là vốn liếng để hắn tự ngạo, nhưng hôm nay ưu thế của hắn triệt để bị dẫm nát. Điều này đối với Tôn Tuyệt chính là một đả kích rất lớn. Nhiều năm ẩn nhẫn, tự đại thanh cao, vô địch cùng lứa một đời, nhưng ở trước mặt Tiêu Phàm lại là một trò cười lớn nhất đi. Tôn Tuyệt khẽ cắn môi, hồi lâu mới nặn ra được một chữ. Chính diện giao thủ cùng Tiêu Phàm thì hắn không phải đối thủ, Mông Trùng và Vương Bá đều bị Tiêu Phàm giết chết, Lạc Trần và Lăng Phong đánh mãi không xong, mấy người khác cũng bị Bàn Tử, Tiểu Ma Nữ và Tiểu Kim cuốn lấy. Một mình hắn đối mặt với Tiêu Phàm ắt hẳn phải thua không chút nghi ngờ, thời gian càng kéo dài thì hắn càng bất lợi. Bây giờ muốn đi, ánh mắt Tiêu Phàm băng lãnh, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ, một đạo huyết kiếm từ trên người hắn gào thét xuất ra. Kiếm mang lấp lóe, trong hư không huyết hoa nở rộ, một cánh tay rớt xuống đất. Tiêu Phàm, Tôn Tuyệt ta thề nhất định sẽ diệt cửu tộc của ngươi. Tôn Tuyệt ngửa mặt lên trời hét dài,
thân hình không dám dừng lại ngay lập tức chạy vào trong rừng. Đáng tiếc, vẫn còn chưa hoàn toàn khống chế được. Tiêu Phàm híp hai mắt, Tu La kiếm lần nữa trở lại hồn giới, một kiếm vừa rồi chính là chiêu thứ nhất trong Tu La Tam kiếm, huyết sát. Lấy thực lực Tiêu Phàm hiện tại vẫn không cách nào phát huy toàn bộ uy lực của một chiêu này, cũng không thể khống chế chính xác, nếu không thì Tôn Tuyệt không chỉ đơn giản chỉ lưu lại một cánh tay như thế. Đi, thấy Tôn Tuyệt rời đi, Lạc Trần cũng biến sắc không dám tiếp tục lưu lại, hắn xoay người một cái bỏ chạy. Mấy người khác cũng ngay lập tức chạy trốn, bất quá bọn hắn lại không may mắn như vậy, một người bị bàn tử một quyền oanh thành huyết phụ, một người khác bị tiểu ma nữ dùng ngân hoàng đằng đánh thành cái sàng. Lão Tam, một kiếm vừa rồi quá sắc bén, chẳng lẽ ngươi đã tu luyện Tu La Tam kiếm thành công? Bàn tử đi tới, ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Phàm. Tu La Tam kiếm làm sao có thể tu luyện dễ dàng như thế, kiếm thứ nhất này ta chỉ mới tu luyện được ra lông mà thôi. Tiêu Phàm lắc đầu. Đệ nhất kiếm đã cường đại như vậy, không biết đệ nhị kiếm và đệ tam kiếm sẽ cường đại đến mức nào đây, ai, ta ngay cả chiêu thứ nhất cũng không luyện được. Tinh thần bàn tử có chút sa sút. Ngươi không thích hợp tu kiếm. Tiểu ma nữ xem thường nhìn bàn tử. Tiêu Phàm và Lăng Phong không nói, hiển nhiên cũng đã ngầm thừa nhận lời nói của tiểu ma nữ. Lúc này, Lăng Phong nói, sau này thì Tôn Tuyệt và Lạc Trần cũng phải cân nhắc lại thực lực của chúng ta. Hiện tại không nên lãng phí thời gian, tìm một vài con hồn thú rồi nói. Cầu Kim. Mặt trời dần dần xuống núi, Tiêu Phàm xuyên qua sơn mạch mênh mông. Sau một ngày, mấy người vẻn vẹn chém giết được 4 đầu tam giai hồn thú, mỗi người chia được 1 viên hồn tinh tam giai. Cứ tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp, nơi này đã có người nhanh chân đến trước, nhất định phải tiến sâu vào bên trong. Ánh mắt Lăng Phong quét nhìn bốn phía, lông mày nhíu chặt. Nếu theo cái đà này thì bọn họ chỉ có thể kiếm được 30 viên hồn tinh tam giai mà thôi, cộng lại cũng chỉ 3 vạn điểm tích lũy, cộng thêm lệnh bài 100 điểm nữa thì chỉ có 30.100 điểm. 30.100 điểm, đừng nói là tiến vào 5 người đứng đầu, cho dù muốn tiến vào 100 người đứng đầu cũng khó. Vì 500 vạn hạ phẩm hồn thạch, bàn ra liều. Bàn tử nhe răng trợn mắt, trong lòng vô cùng lo lắng về 500 vạn hồn thạch kia. Ta thấy như vậy đi. Tiêu Phàm từ bên trong hồn giới lấy ra một tấm bản đồ, sau khi trải ra liền chỉ vào địa đồ, nơi này chỉ là bên ngoài hồn thú sơn mạch, đại bộ phận đều là tam giai hồn thú. Từ nơi này bắt đầu, nếu vào sâu bên trong hồn thú sơn mạch thì nhất định có không ít tứ giai hồn thú. Tiêu Phàm ngừng lại, tiếp tục nói, lấy thực lực chúng ta, ứng phó tứ giai hồn thú cũng không có bao nhiêu nguy hiểm, không bằng 4 người chúng ta chia làm 2 tổ. Đi theo hình vòng cung ở đây sau đó tập trung lại ở ngọn núi này, thấy thế nào? Cũng tốt, cứ như vậy đi, cơ hội chúng ta gặp được hồn thú cũng sẽ nhiều hơn. Lăng Phong gật đầu, lập tức cười cười nhìn xem tiểu ma nữ nói, thì Vũ, nếu không 2 người chúng ta một tổ. Ta muốn cùng đồ lưu manh một tổ. Tiểu ma nữ không chút do dự cự tuyệt. Bàn tử nhún nhún vai, cứ đến lúc này thì hắn luôn là người khó xử nhất. Hắn hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của mình. Lăng Phong cũng không tức giận, hắn nhìn bàn tử tức giận nói, nhị mập, người cũng đừng ngán chân ta đấy. Yên tâm, nếu không đánh lại thì ta chạy tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Bàn tử cười cười, hắn dù sao cũng là người cô đơn, chung nhóm với ai cũng không quan trọng. Cứ như vậy đi. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, đưa cho 3 người mỗi người một loại địa đồ, nhìn tiểu ma nữ một chút. Thầm nghĩ trong lòng, nha, tiểu ma nữ không phải đã coi trọng ca đi, ca lại có mị lực như thế. Đưa mắt nhìn Lăng Phong và bàn tử rời đi, Tiêu Phàm và tiểu ma nữ mang theo tiểu kim đi về một phương hướng khác. Bóng đêm lần nữa bao trùm đại địa, Tiêu Phàm và tiểu ma nữ đã đi qua 2 ngọn núi, vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi đột nhiên phát hiện ánh lửa chập chờn. 2 người lặng lẽ đi vào, đột nhiên, một tiếng kêu kinh ngạc truyền đến. Tiêu Phàm. Ánh mắt Tiêu Phàm hướng về nơi phát ra âm thanh nhìn lại thì thấy một nam một nữ, 2 người kia đang kích động nhìn hắn, hắn cũng liếc mắt liền nhận ra 2 người, đó là 2 người mà lần trước hắn gặp ở trước cửa luyện dược sư công hội, Hạ Lôi và Ôn Nhã. Lúc ấy Ôn Nhã bị trúng độc của Thanh Văn Xà, nàng được Tiêu Phàm dùng kim châm giải độc, chỉ là dựa theo đạo lý thì bọn họ phải không nhận ra mình mới đúng, dù sao khi đó mình cũng đã đeo mặt nạ rồi.
nhưng sau khi nghe những lời Ôn Nhã nói thì trong phút chốc hắn đã hiểu ra, Ôn Nhã và Hạ Lôi đang đi tới. Ôn Nhã nói ra, ân công, hiện tại cả Yến Thành đều biết ngươi chính là người chế tạo ra Mỹ dung dịch. Tiêu Phàm vỗ trán một cái, mình đúng là hay quên, lần trước vì ba loại dược dịch mà mình đã triệt để đắc tội với luyện dược sư công hội, thân phận luyện dược sư của hắn cũng vì thế mà bại lộ. Các ngươi qua đêm ở chỗ này? Tiêu Phàm hỏi. Không sai, nơi này cũng đã được xem là sâu trong hồn thú sơn mạch rồi. Chúng ta nhiều người tập trung ở chỗ này cũng xem như có thêm một tầng bảo hộ. Hạ Lôi cười nói. Ân công, ban đêm ở hồn thú sơn mạch rất không an toàn, nếu không ở cùng chúng ta đi, có gì chúng ta cũng có thể dễ dàng hỗ trợ nhau. Ôn Nhã lại cười nói. Cũng được. Tiêu Phàm không có cự tuyệt, hắn có ấn tượng rất khá về hai người Ôn Nhã nhưng bất quá vẫn chưa đến mức hoàn toàn tín nhiệm. Đi ra khỏi nhà. Nhiều thêm một cái tâm nhãn bao giờ cũng là chuyện tốt. Ánh lửa ở trong mắt Tiêu Phàm không ngừng phóng đại, sau một lát, bốn đạo thân ảnh hiện ra trước mắt Tiêu Phàm, đó là hai nam hai nữ, đều là học viên của Chiến Vương Học Viện. Hạ Lôi, tại sao các ngươi lại mang người lạ đến? Một thanh niên áo trắng trong nhóm mở miệng nói, trên mặt ba người khác cũng lộ vẻ không vui. Khi bọn hắn nhìn thấy khuôn mặt Tiêu Phàm thì thần sắc càng thêm phẫn nộ. Tiêu Phàm, bốn người bỗng nhiên đứng dậy, thanh danh Tiêu Phàm những ngày qua đã sớm vang vọng trong Yến Thành, mấy tên cao thủ trên viện bảng đều chết ở trong tay Tiêu Phàm, có thể nói Tiêu Phàm chính là cựu nhân của toàn bộ Chiến Vương Học Viện. Hạ Lôi, các ngươi lại mang Tiêu Phàm đến đây, chẳng lẽ các ngươi không biết Tiêu Phàm đã là công địch của Chiến Vương Học Viện? Chẳng lẽ các ngươi cùng một bọn với hắn, cố ý dẫn hắn tới giết chúng ta? Thanh niên áo trắng lại lần nữa mở miệng. Tay phải lặng lẽ nắm chặt thanh kiếm bên hông. Hàn Lỗi, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ôn Nhã tức giận nhìn thanh niên kia, trầm giọng nói, các ngươi cũng biết, lần trước ta trúng thanh văn xà độc chính là Tiêu Phàm đã cứu ta, các ngươi cũng không nên cứ gộp mọi việc lại như thế, hắn không có ác ý. Nghe vậy, mấy người cũng không nói thêm gì nữa, bọn họ đi đến bên cạnh đống lửa ngồi xuống. Ân công, thật ngại quá. Ôn Nhã xin lỗi nhìn Tiêu Phàm. Không sao. Tiêu Phàm khoát khoát tay không nói thêm gì nữa, hắn biết, từ khi giết chết đám người địch Hàn thì mâu thuẫn giữa hắn và Chiến Vương Học Viện đã không thể hóa giải được nữa. Ban đêm tốt nhất vẫn không nên đốt lửa, vạn nhất hấp dẫn hồn thú đến. Tiêu Phàm lại nhắc nhở. Chỉ là lời còn chưa dứt thì tên gọi là Hàn Lỗi đã cắt ngang, nói, hấp dẫn hồn thú. Ngay cả chút dũng khí này cũng không có mà còn dám tham gia Yến Thành thu liệp. Đúng vậy, chúng ta còn ước gì có hồn thú tới gần đây, như thế càng đỡ tốn thời gian để tìm. Một tên nam tử áo đen khác khinh thường nhìn Tiêu Phàm. Đúng là lòng tốt bị chó tha. Tiểu ma nữ phẫn nộ nhìn những người kia. Tiêu Phàm lắc đầu ngăn tiểu ma nữ lại, sau đó hai người một thú đi đến một cây cổ thụ ngồi xuống, Tiêu Phàm chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Tiểu ma nữ lại không có tốt tính như thế. Nàng đề phòng nhìn sáu người đối diện, cho dù là hai người Hạ Lôi và Ôn Nhã thì nàng cũng không hoàn toàn tin tưởng. Bóng đêm yên tĩnh, trong rừng truyền ra vài tiếng thú giống, từng đôi mắt sáng lấp lóe đang ẩn nấp trong rừng cây dường như đang đánh giá thực lực của đám người Tiêu Phàm. Tam giai hồn thú có không ít, đáng tiếc lại không cảm nhận được khí tức của tứ giai hồn thú. Tứ giai hồn thú tối đa cũng chỉ tương đương với chiến tôn cảnh, chúng ta lại có đến sáu người, tám người. Tứ giai hồn thú dám tới gần mới là lạ. Có lẽ là do một số người làm vận khí chúng ta kém như thế, ngay cả một con tứ giai hồn thú cũng không thấy đến. Mấy người Hàn Lỗi nghị luận không kiêng nể gì cả, bọn họ không thèm để ý đến ba người Tiêu Phàm. Đột nhiên, Tiêu Phàm bỗng nhiên mở hai mắt, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Đồ lưu manh, có chuyện gì? Tiểu ma nữ rất ít khi thấy thần sắc của Tiêu Phàm như thế này. Cho dù là lúc đối mặt với chiến tôn đỉnh phong cũng chưa từng xuất hiện qua. Xuyệt, Tiêu Phàm làm ra một cái thủ thế im lặng, ghé vào bên tai tiểu ma nữ nói, cẩn thận một chút, có một cỗ hồn lực cường đại đang ở gần đây, chí ít cũng là chiến tôn đỉnh phong. Tứ giai hồn thú, ánh mắt tiểu ma nữ sáng lên. Nàng chưa kịp nói xong thì mấy thân ảnh quanh đống lửa đã động, bóng người nhanh chóng đuổi vào rừng, rất hiển nhiên, những người kia cũng cảm nhận được cỗ hồn lực cường đại này. Tục ngữ nói nghé con mới sinh không sợ cọp,
mấy người này quả là muốn đi tìm chết. Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng, bộ dáng như mọi thứ đều không liên quan đến mình. Oanh, sau một lát, trong cổ lâm nơi xa truyền đến từng đợt tiếng oanh minh, cũng có tiếng hồn thú gầm thét chấn động cả màn đêm. Đồ lưu manh, chúng ta không đi theo à? Tiểu ma nữ không muốn bỏ qua cơ hội săn giết hồn thú. Cũng được. Tiêu Phàm gật đầu, sau đó cùng tiểu ma nữ, tiểu kim hướng về phương hướng kịch chiến đi đến. Hắc ám bao phủ, chỉ có từng sợi nguyệt quang u ám từ trong lá cây rậm rạp len lỏi chiếu xuống, bất quá việc này cũng không thể ngăn cản bước chân của Tiêu Phàm. Hồn lực quét qua mười mấy mét xung quanh một cái, địa hình ngay lập tức xuất hiện ở trong đầu hắn. Âm thanh kịch chiến càng lúc càng lớn, sau một lát, sáu bóng người tiến vào tầm mắt của ba người, chính là bọn Hạ Lôi và Ôn Nhã. Tại trung tâm của sáu người, một đầu cự lang dài 5-6 mét cao ba thước đang gầm thét, hàm răng trắng sáng tỏa ra hàn mang lạnh lẽo, ở dưới bóng đêm càng thêm băng lãnh. Xung quanh thân nó tỏa ra từng đạo khí lãng sắc bén, những nơi nó đi qua, tất cả đều là hóa thành cho bụi, ngay cả cổ mộc đều bị cắt thành mảnh vụn. Ngũ giai hồn thú, Tật Phong Lang, tiểu ma nữ cả kinh kêu lên, khí tức đầu Tật Phong Lang này phát ra tuyệt đối tương đương với cường giả chiến tông cảnh. Sắc mặt Tiêu Phàm bình tĩnh giống như đã đoán được từ trước, một màn này không khỏi làm hắn nhớ tới lúc trước ở Lạc Nhật Sơn Mạch, Lâm gia và lục đại chiến tôn của tam đại gia tộc đối chiến với ngũ giai tuyết sư. Chỉ là khí thế cuồng bạo của con Tật Phong Lang này phát ra lại mạnh hơn tuyết sư không ít, thực lực đoán chừng là ngũ giai trung kỳ, khó trách hồn thú cấp thấp bốn phía đều đã thối lui. Ân công, xin giúp chúng ta một tay. Hạ Lôi nghe thấy tiếng của tiểu ma nữ liền quay đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Sáu người bọn hắn chỉ có thể giằng co với Tật Phong Lang, chỉ cần Tiêu Phàm tham gia thì con Tật Phong Lang này nhất định phải chết. Tiêu Phàm cau mày một cái, hung hăng trừng mắt nhìn tiểu ma nữ, nếu ngươi không kích động như thế thì bọn hắn còn lâu mới phát hiện ra chúng ta. Nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của Hạ Lôi và Ôn Nhã, trong lòng Tiêu Phàm thở dài, thân hình lóe lên biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện đã ở dưới bụng của Tật Phong Lang. Bá đạo thiên quyền, ngũ phẩm chiến kỹ đánh thẳng vào cằm của Tật Phong Lang, nhanh, chuẩn, hung ác. Động tác thập phần thoải mái tựa như nước chảy mây trôi. Tiếng âm thanh nứt xương vang lên, cái cằm của Tật Phong Lang bị một quyền của Tiêu Phàm đánh nát, thân hình nhanh chóng thối lui. Đúng lúc này, Tật Phong Lang phát cuồng lên, cái đuôi cứng rắn mang theo tiếng xé gió quét ra. Nhanh, đừng để nó đào thoát. Hàn Lỗi kêu to, nâng trường kiếm trong tay lên, một đạo hồn kiếm phá không xuất ra chạm vào trên đùi Tật Phong Lang, trên không trung xuất hiện mảng lớn huyết vũ. Mấy người khác thấy thế liền nhanh chóng thối lui để tránh một kích kia, Tật Phong Lang đã bắt đầu điên cuồng công kích. Sau một lúc, trên người Tật Phong Lang đã máu thịt lẫn lộn, há mồm thở dốc, hung dữ nhìn chằm chằm đám người. Nó đã cùng đồ mặt lộ. Trên mặt Hàn Lỗi lóe qua một tia hưng phấn, chém giết ngũ giai hồn thú được ngũ giai hồn tinh sẽ được 10.000 điểm tích lũy, cho dù phân phối ra thì hắn cũng đã có hơn 1.000 điểm tích lũy rồi. Mấy người Hạ Lôi cũng kích động không thôi, liền nhao nhao xuất thủ, Tật Phong Lang đỉnh phong bị trọng thương đã không còn là đối thủ của bọn họ nữa. Sau nửa chén trà nhỏ, Tật Phong Lang ngã rầm xuống đất, trên người không còn khí tức gì. Ngũ giai hồn thú chỉ có như thế. Hàn Lỗi nhếch miệng cười một tiếng, cũng không để ý đám người phản đối đã trực tiếp đi đến đầu Tật Phong Lang, đào ra hồn tinh của. Đám người cau mày một cái, ngũ giai hồn thú này không phải một mình Hàn Lỗi ngươi chém giết, hắn có tư cách gì đem hồn tinh bỏ vào trong túi. Hàn Lỗi cũng thấy có chút không đúng, vội ho một tiếng, nhìn về phía đám người nói, mọi người. Hồn tinh này tạm thời do ta bảo quản, thấy thế nào? Dù sao chúng ta cũng là một đoàn đội, cuối cùng vẫn phải chia đều hồn tinh. Mấy người trầm mặc, sau một lát, Hạ Lôi đột nhiên mở miệng nói, không thì sao? Hạ Lôi, ngươi có ý gì? Hàn Lỗi híp hai mắt, có phải ngươi muốn phá hư đoàn đội của chúng ta không? Hai viên hồn tinh của tứ giai hồn thú lúc trước hình như cũng do ngươi giữ. Một viên này có phải nên để cho một trong năm người chúng ta giữ không? Ôn Nhã mở miệng hỏi ngược lại. Các ngươi không tin ta. Lông mày Hàn Lỗi nhíu lại. Ngươi muốn để cho chúng ta tin tưởng thì đầu tiên phải tin tưởng chúng ta, dựa vào cái gì mà mọi người cùng nhau chém giết Tật Phong Lang mà hồn tinh phải giao cho ngươi bảo quản.
Hạ Lôi đi đến bên cạnh Ôn Nhã, hai người hỗ trợ cho nhau. Hàn Lỗi không biết nói gì, lời nói của Hạ Lôi cũng không phải không có lý, hắn đành phải đưa ánh mắt nhìn về ba người khác. Hạ Lôi, Ôn Nhã, chúng ta là một đoàn đội, hồn tinh giao cho Hàn Lỗi bảo quản có cái gì không được. Chờ sau khi thu liệp kết thúc thì chia ra cũng không phải như thế sao. Một nữ tử hung hăng trong đó mở miệng. Không sai, chúng ta là một đoàn đội, ta cũng đồng ý để hồn tinh cho Hàn Lỗi bảo quản. Ta cũng vậy. Một nam một nữ khác gật đầu, đi đến bên cạnh Hàn Lỗi, xem ra ba người này là cùng một bọn với Hàn Lỗi. Hàn Lỗi thấy thế, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nói thiểu số phục tùng đa số, hiện tại các ngươi không có ý kiến gì chứ. Đã như vậy, thi thể Tật Phong Lang này thuộc về chúng ta và các ngươi không còn đi chung một đường nữa rồi. Ôn Nhã cũng không phải người ngu, nếu như cứ tiếp tục như thế thì tất cả hồn tinh sau này đều không có phần của bọn họ. Đây là do ngươi nói. Hai mắt Hàn Lỗi khẽ híp một cái nói, cái thi thể ngũ giai hồn thú này cũng có giá mấy chục vạn hạ phẩm hồn thạch, chúng ta cũng không thiếu các ngươi cái gì, chúng ta đi. Dứt lời, Hàn Lỗi quay người liền chuẩn bị rời đi, trong lòng mừng thầm không thôi, hơn một vạn điểm tích lũy tới tay, vị trí top 10 này ta nắm chắc rồi. Dựa theo Yến Thành thu liệp những năm qua, săn giết một đầu ngũ giai hồn thú cũng đã đủ để tiến vào 10 hạng đầu, dù sao, ban thưởng 10 hạng đầu cũng chỉ có 2 viên hồn tinh ngũ giai mà thôi. Hình như các ngươi đã quên ta. Một tiếng ho nhẹ vang lên, Tiêu Phàm bị mọi người bỏ quên từng bước tiến lên. Không sai, Ân Công là người có công lớn nhất trong việc giết chết Tật Phong Lang, hồn tinh nên thuộc về Ân Công. Hạ Lôi vội vàng mở miệng, ánh mắt nhìn về phía mấy người Hàn Lỗi cũng trở nên lạnh lùng. Tình cảm mấy người cũng vừa mới đoạn tuyệt, hắn tự nhiên cũng không cần phải nói đỡ. Tiêu Phàm, chẳng lẽ ngươi muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Hàn Lỗi cười lạnh, cho dù không có ngươi thì bọn ta cũng có thể giết chết con Tật Phong Lang này. Thật vậy sao? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Hàn Lỗi trong lúc nhất thời không biết Tiêu Phàm muốn gì, cau mày nói, ta thừa nhận, ngươi đã giúp chúng ta một chút, nhưng chúng ta cũng không có bảo ngươi tới hỗ trợ, là Hạ Lôi kêu ngươi đến hỗ trợ, hồn tinh này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi nếu như muốn hồi báo thì nên tìm Hạ Lôi mới đúng. Nói xong chưa, thần sắc Tiêu Phàm khôi phục lại bình tĩnh. Ngươi muốn như thế nào? Hàn Lỗi nhíu mày. Ngay cả Hàn Lỗi và Ôn Nhã trong lúc nhất thời cũng không biết Tiêu Phàm đang có ý gì. Ta muốn thế nào, ngươi có biết cái gì gọi là thu liệp không? Tiêu Phàm thản nhiên nói, đi từng bước tiến về phía Hàn Lỗi. Ngươi, Hàn Lỗi biến sắc, hắn rốt cuộc biết Tiêu Phàm có ý gì, thân hình rút lui mấy bước, hung danh Tiêu Phàm hắn đã nghe nói qua, ngay cả Địch Hàn và Hoàng Thiên Thần cũng dám chém thì huống chi là hắn. Chạy mau! Hàn Lỗi nhanh chóng phản ứng liền xoay người chạy. Chạy, Tiêu Phàm khinh thường cười lạnh, thân thể như mãnh hổ phóng ra, trong nháy mắt đã chặn trước người Hàn Lỗi, bá đạo thiên quyền mang theo một cỗ kình phong hung bạo oanh ra. Quyền thế như gió, cuồng mãnh bá đạo, thoáng cái đã xuất hiện ở trước người Hàn Lỗi, thần sắc Hàn Lỗi đại biến, trong lúc vội vàng điều động hồn lực toàn thân ngăn cản. Trong nháy mắt hắn liền hối hận. Một quyền ẩn chứa thuộc tính bạo tạc kia của Tiêu Phàm không phải hắn có thể đỡ được. Răng rắc một tiếng, cánh tay phải Hàn Lỗi đứt gãy, máu tươi bắn tung tóe, thân thể hắn bị đánh văng ra lăn mấy vòng trên mặt đất, hai mắt huyết hồng lộ ra sát khí băng lãnh. Tiêu Phàm, người dám trắng trợn cướp đoạt đồ vật của chúng ta. Ba người khác đứng một bên gào thét nhưng không có ai dám tiến lên. Tiêu Phàm căn bản lười so đo với bọn họ, hắn đi đến dẫm lên ngực của Hàn Lỗi. Từ trên người Hàn Lỗi lấy ra một viên hồn tinh ngũ giai, còn có 3 viên hồn tinh tứ giai. Cho ngươi. Tiêu Phàm trực tiếp đem 3 viên hồn tinh tứ giai ném cho hai người Ôn Nhã và Hạ Lôi. Ân Công. Hai người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, nhìn nhau, sau đó Ôn Nhã mở miệng nói, Ân Công, hồn tinh này chúng ta không thể nhận. Đây là thứ nên thuộc về các ngươi, không cần gọi là Ân Công, cứ gọi tên ta là được. Tiêu Phàm khoát khoát tay. Quay người liền chuẩn bị rời đi. Vừa đi ra mấy bước, hắn đột nhiên lại quay đầu nhìn về phía 4 người Hàn Lỗi, ngay cả Yến Thành thu liệp là cái gì cũng không biết, còn không bằng trực tiếp xéo đi. Sắc mặt mấy người cứng đờ nhưng lại không dám phản bác. Tiêu Phàm nói không sai,
Yến Thành Thu Liệp cũng không chỉ săn giết hồn thú mà tu sĩ còn săn giết lẫn nhau, chiếm lấy tài nguyên trên người của đối phương. Ở bên trong Yến Thành Thu Liệp, đừng nói cướp bóc, cho dù là giết người cũng rất bình thường, chỉ là mấy người này không oán không thù với Tiêu Phàm nên hắn cũng chẳng muốn giết bọn họ. Hạ Lôi và Ôn Nhã trầm mặc không nói, lời của Tiêu Phàm rất có lý, mấy lần Thu Liệp lần trước cũng không thiếu sự tình cướp của giết người. Giết chết một con hồn thú chỉ có thể có được một viên hồn tinh, nhưng nếu giết chết tu sĩ thì có thể đạt được mấy viên hồn tinh, thậm chí là mấy chục viên. Ân công, chúng ta có thể đi cùng các ngươi không? Thấy Tiêu Phàm rời đi, Hạ Lôi lại mở miệng kêu lên. Các ngươi vẫn nên đi đường của các ngươi a, về sau cũng có thể nhìn mặt người khác được. Tiêu Phàm rời đi cũng không quay đầu lại, nói đùa gì thế? Mấy người bọn hắn đã cố ý tách ra thì làm sao có thể nhận thêm hai người đây? Đồ lưu manh, vừa rồi ngươi rất đẹp trai. Tiểu ma nữ cười hì hì nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đi đến bên cạnh tiểu ma nữ, đưa tay phải ra sờ trán của nàng, nói, không có phát sốt. Tiểu ma nữ nghe vậy, thần sắc biến đổi, phẫn nộ nói, ngươi mới phát sốt, cả nhà ngươi đều phát sốt. Lúc nàng lấy lại tinh thần thì Tiêu Phàm đã mang theo tiểu kim đi được mấy mét. Tiểu ma nữ tức giận dậm chân lại vội vàng cùng theo. Lôi ca, chúng ta cũng đi thôi. Ôn Nhã băng lãnh liếc mắt nhìn bốn người Hàn Lỗi một cái xong cũng rời đi. Ba người Tiêu Phàm nghỉ ngơi trên gốc cổ thụ một đêm, ánh sáng ban mai xuất hiện, chim chóc hót líu lo, Tiêu Phàm duỗi cái lưng mệt mỏi, một ngày mới lại tới. Giống, đột nhiên, tiểu kim gầm nhẹ một tiếng lao ra như thiểm điện, chỉ một thoáng. Cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Khi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần thì tiểu kim đã ngậm một viên hồn tinh máu me đầm đìa đi tới. Tam giai hồn tinh. Cảm nhận hồn lực bàng bạc bên trong hồn tinh, ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, tiểu kim sau khi đột phá tứ gia hậu kỳ thì chiến lực đều tăng cao, cho dù là bản thân hắn cũng chưa chắc có thể đánh bại được nó. Tiểu ma nữ, hồn tinh này cho ngươi. Tiêu Phàm trực tiếp đem hồn tinh tam giai ném qua. Hắn được một viên hồn tinh ngũ giai đã có hơn vạn điểm tích lũy rồi, tiểu ma nữ cùng hắn một đội nên tự nhiên phải chia đều. Ngươi giữ giúp ta. Tiểu ma nữ lơ đễnh. Vậy thì tốt, chúng ta nhanh nhanh chóng lên đường, bằng không Lăng Phong và Bàn Tử phải đợi chúng ta. Tiêu Phàm gật đầu, cũng không làm ra vẻ, trực tiếp đem hồn tinh ném vào bên trong hồn giới. Giờ phút này, tại một địa phương khác bên trong hồn thú sơn mạch, trên không có một nhóm phi cầm xoay quanh tại chỗ, bên trong cổ lâm, mấy người Lạc Trần, Tôn Tuyệt đang ngồi chữa thương. Tôn Tuyệt bị chém mất một tay, miệng vết thương đã kết thành một cục máu u. Trừ bọn hắn, cách đó không xa còn có hai đạo thân ảnh, một nam một nữ, nam tử nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tôn Tuyệt, Tôn Tuyệt, Lạc Trần, các ngươi quả thật làm Chiến Vương học viện mất mặt, ngay cả một tên chiến tôn cảnh cũng muốn ta xuất thủ. Nam tử mặc trường bào màu đen, bay phất phới trong gió, hắn mày kiếm mắt sáng, mặt như ngọc quan, cái mũi cao thẳng, hai mắt lộ ra một cỗ sắc bén, hai tay khoanh lại, trong lúc vô hình lộ ra một cỗ ngạo khí. Nam tử này chính là cao thủ Triệu Vô Bệnh xếp thứ ba trên viện bảng, thân làm người thừa kế của Triệu gia, không có mấy người ở Đại Yên Vương Triều có thể lọt vào pháp nhãn của hắn. Triệu Vô Bệnh, tứ đại gia tộc ta đồng khí tương liên, người giúp hay là không giúp? Sắc mặt Tôn Tuyệt trầm xuống. Hắn nắm giữ song sinh chiến hồn vậy mà thua ở trong tay Tiêu Phàm thấp hơn hắn một cảnh giới, điều này đối với hắn là một sự sỉ nhục không thể xóa nhòa. Mộc Vũ, người có biết người tên Tiêu Phàm này không? Triệu Vô Bệnh quay đầu nhìn về phía nữ tử bên cạnh, nàng tên là Tô Mộc Vũ, nếu như Tiêu Phàm nghe được cái tên này, khẳng định sẽ có chút ấn tượng, bởi vì nữ tử chính là con gái của gia chủ Tô gia Tiêu Thành. Không biết, nhưng đã nghe nói qua. 7 tuổi thức tỉnh chiến hồn thất bại, liên tục tiến vào chiến hồn điện thức tỉnh nhiều năm cũng không thành công, được xưng là Tiêu Thành đệ nhất phế. Tô Mộc Vũ giải thích nói. À, Triệu Vô Bệnh hơi ngoài ý muốn, người được xưng là đệ nhất phế lại có thể tùy tiện chém giết thiên tài của Chiến Vương học viện, điều này đúng là không thể tưởng tượng được, trong lòng thầm nhủ nói, xem ra trên người tiểu tử này còn có không ít bí mật. Chuyện này ta giúp, bất quá cũng đừng quên sự tình ngươi đáp ứng ta. Triệu Vô Bệnh gật gật đầu nói. Đó là tự nhiên. Tôn Tuyệt gật gật đầu, trong lòng cười lạnh, Triệu Vô Bệnh ngươi cũng không phải thứ tốt lành gì, ngươi và Tiêu Phàm tốt nhất đều đồng vu quy tận đi.
Tiêu Phàm, tiểu ma nữ và tiểu kim tiếp tục tiến lên, sau nửa ngày thì hồn thú chết trong tay bọn họ đã có 5 con, trong đó có 2 con tứ giai hồn thú, 2 con khác đều là nhị giai hồn thú. Đồ lưu manh, nếu có một ngày ngươi không gặp lại ta nữa, ngươi còn muốn gặp ta hay không? Ngươi có đi tìm ta không? Hai người đang đi trong rừng, bỗng nhiên tiểu ma nữ quay sang hỏi Tiêu Phàm. Ngươi gần đây sao cứ lại nhảy việc không đâu, không lẽ ngươi muốn rời đi sao? Tiêu Phàm cổ quái nhìn tiểu ma nữ, hắn đã sớm suy đoán ra thế của tiểu ma nữ không đơn giản, có lẽ có cái gì bất đắc dĩ. Không có, ta chỉ muốn hỏi một chút mà thôi. Tiểu ma nữ lắc đầu như trống, nàng không biết tại sao trong lòng mình lại có ý muốn dựa dẫm, ỷ lại vào Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trầm ngâm một lúc, cực kỳ chân thành nói, nếu như ngươi không muốn đi, ai cũng không thể ép buộc ngươi, không một ai. Vừa nói xong, một cỗ sát khí cường đại từ trên người Tiêu Phàm tản ra, mấy tháng này ở chung, hắn đã sớm coi tiểu ma nữ là thành thân nhân mình. Thân nhân, đó là nghịch lân của Tiêu Phàm, ai cũng không thể chạm, bởi vì đó là thứ mà hắn dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ. Thật, thân thể mềm mại của tiểu ma nữ run lên, trong mắt hiện ra hơi nước, thiếu chút nữa thì chảy ra. Có người đang đánh nhau. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng, thân thể lập tức chạy đến nơi phát ra âm thanh, tiểu kim cũng cấp tốc chạy theo. Lưu manh đáng chết, đồ lưu manh, tiểu ma nữ tức giận dậm chân, ngực chập trùng lên xuống, khó lắm mới được cảm động một hồi, không ngờ Tiêu Phàm không nói thêm câu nào đã liền chạy. Tiểu ma nữ bất đắc dĩ đành phải chạy theo. Đây là, khi tiểu ma nữ chạy tới thì phát hiện một đầu hồn thú to lớn ở phía trên, một mảnh đen kịt. Nhìn kỹ thì đó là một đàn quạ đen. Quạ đen lít nha lít nhít khiến người nhìn phải phát run, số lượng cũng quá nhiều đi, chỉ ít cũng có mấy ngàn, trên không trung toàn bộ là quạ. Hắc huyết nha, Tiêu Phàm hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Hắc huyết nha mặc dù chỉ là tam giai hồn thú thế nhưng số lượng lại quá nhiều, hơn nữa, loại hồn thú này lấy huyết nhục làm thức ăn, cho dù cường giả chiến tông cảnh gặp cũng phải phát khiếp. Nhưng đây cũng chưa phải là việc làm cho Tiêu Phàm lo lắng, mà là đám hắc huyết nha này hình như đều bị điều khiển. Điều khiển hắc huyết nha, nếu như tu sĩ tham gia Yến Thành Thu Liệp lần này lại có người có khả năng như thế thì vị trí hạng nhất lần này có lẽ thuộc về hắn rồi. Không tốt, bọn chúng tới. Tiểu ma nữ kêu lên sợ hãi, thoáng một cái, vô số hắc huyết nha như một đám mây đen phô thiên cái địa bay tới. Đi, Tiêu Phàm biến sắc. Ôm lấy tiểu ma nữ trực tiếp nhảy lên lưng tiểu kim gầm nhẹ một tiếng liền lập tức chạy vào trong rừng. Nhưng số lượng hắc huyết nha thực sự quá nhiều, hơn nữa tốc độ của phi cầm lại rất nhanh, chỉ trong vòng mấy giây thì đàn quạ đã vây kín hai người một thú lại. Điều kỳ lạ là đám hắc huyết nha này chỉ vây quanh mà không tấn công bọn hắn. Ai, ánh mắt Tiêu Phàm lạnh lẽo, hắn hoàn toàn khẳng định đám hắc huyết nha này có người điều khiển. Không chạy nữa sao? Một đạo âm thanh cuồng tiếu vang lên, đột nhiên, hắc huyết nha tự động tách ra một con đường, hai bóng người một nam một nữ trong rừng chậm rãi đi đến. Các ngươi là ai? Tiêu Phàm cau mày nhìn hai người đối diện. Ngươi chính là Tiêu Phàm đã giết Hoàng Thiên Thần và Tôn Tử. Nhìn qua cũng không có lợi hại gì. Nam tử mở miệng, trong mắt đều là vẻ khinh thường, ta là ai, ngươi còn không có tư cách biết rõ. Chó săn của Tôn gia. Tiêu Phàm híp hai mắt. Đề phòng nhìn hắc huyết nha bốn phía, hàng ngàn hàng vạn hắc huyết nha cũng không nguy hiểm bằng hai người trước mắt này. Rất hiển nhiên, người tới chính là Triệu Vô Bệnh và Tô Mộc Vũ. Tôn gia còn chưa xứng để bản công tử làm chó, bất quá, có người ở Tôn gia ra giá thật lớn muốn cái đầu trên cổ ngươi, ta cảm thấy chỉ là dễ như trở bàn tay cho nên liền đáp ứng. Triệu Vô Bệnh lạnh lùng cười một tiếng, là ngươi tự mình tới, hay là muốn ta động thủ? Thần sắc Tiêu Phàm cứng lại, người này bá đạo như thế, vừa mở miệng ra liền muốn mình chết. Nếu như vẫn là chiến sư cảnh thì Tiêu Phàm chỉ có nước nhận chết, nhưng hiện tại hắn đã là chiến tôn hậu kỳ, hơn nữa bên cạnh còn có tiểu kim và tiểu ma nữ, đám bọn hắn cũng chưa chắc không đánh lại đám hắc huyết nha này. Tiêu Phàm, làm sao bây giờ? Tiểu ma nữ lo lắng nhìn bốn phía, nàng kéo kéo góc áo của Tiêu Phàm. Nếu như lúc trước, tiểu ma nữ không gọi hắn là đồ lưu manh thì hắn sẽ rất cao hứng, nhưng hiện tại thì hắn cao hứng không nổi. Con ngươi liếc nhìn hắc huyết nha bốn phía, trong đầu Tiêu Phàm nhanh chóng suy nghĩ,
đột nhiên ánh mắt lóe lên, nhìn tiểu ma nữ nói khẽ, muốn sống sót thì tất cả phải dựa vào nàng rồi. Dựa vào ta, đôi mắt đẹp của tiểu ma nữ lấp lóe, nàng hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì. Như thế này, Tiêu Phàm thì thầm vào tai tiểu ma nữ thỉnh thoảng gật đầu. Như thế nào, vẫn muốn ta phải động thủ sao? Triệu Vô Bệnh nhìn hai người xì xào bàn tán thì sắc mặt lập tức âm trầm. Mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng ta nói cho ngươi biết, ngươi đã tạo cho mình một địch nhân cường đại, nếu hôm nay ta chết thì thôi, còn nếu không thì ta nhất định để ngươi ăn không ngon ngủ không yên. Tiêu Phàm sát khí đằng đằng nói. Địch nhân cường đại, chỉ bằng vào ngươi, nếu ngươi đã chọn như thế thì cũng đừng trách ta. Triệu Vô Bệnh mặt coi thường nói ra. Vừa dứt lời, cuồn phong bốn phía đột nhiên gào thét, lá cây phát ra tiếng kêu sàn sạt, chỉ thấy vô số hắc huyết nha cuồng mãnh đánh tới, rất nhanh liền xuất hiện trên đỉnh đầu hai người. Ngân Hoàng lao lung. Đúng lúc này, tiểu ma nữ quát nhẹ một tiếng, bát phẩm chiến hồn, Ngân Hoàng đằng xuất hiện, từ dưới chân nàng xuất hiện vô số sợi đằng, che khuất bầu trời, giống như vạn tên cùng bắn, hung mãnh vô cùng. Trong một giây, vô số sợi đằng ngưng tụ thành một cái lồng giam to lớn đem ba người Tiêu Phàm bảo vệ ở bên trong. Phanh phanh phanh, vô số hắc huyết nha đâm vào phía trên lồng giam, đúng lúc này, từng đạo ngân sắc quang mang từ trong lồng giam bắn ra ngoài. Máu tươi nở rộ trong hư không, nhuộm đỏ cả thiên khung, thi thể hắc huyết nha bên ngoài lồng giam xếp thành một tòa núi nhỏ, máu tươi thấm sâu vào trong lòng đất, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh. Bát phẩm Ngân Hoàng đằng. Ánh mắt Triệu Vô Bệnh lạnh lẽo, toàn bộ thân thể đột nhiên nhảy lên thật cao, sau đó đánh một quyền bá đạo xuống bên dưới lồng giam. Oanh một tiếng, lồng giam đột nhiên hóa thành mảnh vụn tiêu tán trong hư không, lập tức xuất hiện nhân ảnh ba người tiểu ma nữ, khóe miệng tiểu ma nữ tràn ra một dòng máu, sắc mặt hơi trắng bệch. Cũng chỉ có thủ đoạn như thế. Triệu Vô Bệnh nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười cực kỳ tàn nhẫn, thân thể chuẩn bị thối lui, tiếp tục triệu hoán đàn hắc huyết nha công kích. Tiểu ma nữ, tiểu kim, bảo vệ tốt bản thân. Nói thì chậm nhưng khi đó thì nhanh, Tiêu Phàm đạp chân xuống, dùng tốc độ cực nhanh phóng tới Triệu Vô Bệnh. Thật vất vả mới có cơ hội tiếp cận Triệu Vô Bệnh, Tiêu Phàm sao có thể bỏ lỡ cơ hội này. Huyết sát, một tiếng quát nhẹ, Tiêu Phàm xuất thủ, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh huyết kiếm, thân kiếm tỏa ra huyết sắc quang mang, huyết dịch tám hướng điên cuồng tụ tập lại trên thân kiếm. Trước người Tiêu Phàm ngưng tụ một thanh kiếm cương sắc bén bằng máu vô cùng to lớn, khí thế như có thể diệt sạch thiên hạ. Tự tìm cái chết. Con người Triệu Vô Bệnh co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, một kiếm này vậy mà làm cho hắn cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Đột nhiên, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện hư ảnh hắc nha cao một trượng, hắc nha vừa xuất hiện, không gian xung quanh nó liền trở nên vặn vẹo. Thất phẩm chiến hồn, liệt thiên nha sao? Tiêu Phàm nhíu mày cũng không có gì ngoài ý muốn, trên mặt cười lạnh, toái hồn trưởng ngay lập tức đánh ra. Hoa hoa, nhưng làm Tiêu Phàm không ngờ chính là thân hình Triệu Vô Bệnh đột nhiên bay lên, trước người hắn xuất hiện vô số hắc huyết nha cản trở đường đi của Tiêu Phàm. Đúng là một tên gia hỏa giảo hoạt. Tiêu Phàm sầm mặt lại, toái hồn trưởng không cách nào công kích Triệu Vô Bệnh, chỉ có thể dùng Tu La Tam Kiếm, huyết sát. Diệt. Tiêu Phàm gầm thét cố gắng chém Tu La kiếm xuống, kiếm khí màu đỏ bắn ra giống như một dãy ngân hà máu, những nơi nó đi qua, toàn bộ hắc huyết nha đều bị nổ tung, trên không trung xuất hiện một hồi mưa máu. Nhưng mọi thứ vẫn chưa hết, huyết sắc kiếm hà khuếch tán ra bốn phương tám hướng, mấy chục trượng xung quanh đều bị nhuộm thành màu đỏ, trong phút chốc tựa như toàn bộ thế giới này đã biến thành màu đỏ. Mấy giây sau mọi thứ mới yên tĩnh lại, tiểu ma nữ kinh hãi nhìn Tiêu Phàm. Một kiếm này cho dù là chiến tông cảnh thì cũng nhất định bị chém chết. Quá cường hãn, huyết sát vừa ra, hàng ngàn hàng vạn hắc huyết nha đều bị phi hôi yên diệt. Triệu Vô Bệnh và Tô Mộc Vũ đã sớm không thấy tăm hơi, xem ra đã chạy trốn rồi. Sắc mặt Tiêu Phàm trắng bệch, quỳ một chân xuống đất, Tu La kiếm đã bị hắn thu vào bên trong hồn giới, trong lòng hắn cũng cực kỳ chấn động hồi tưởng về một kiếm kia, Tiêu Phàm tựa như minh bạch cái gì. Huyết sát lấy máu giết địch, do máu của hắc huyết nha nên mới có để huyết sát đạt đến uy lực ngũ phẩm chiến kỳ đỉnh phong, đây chỉ là máu của tam giai hồn thú, nếu như là máu của tứ giai hồn thú, thậm chí ngũ giai hồn thú thì sao đây? Trong lòng Tiêu Phàm thầm nghĩ, đồ lưu manh,
ngươi thế nào rồi? Tiểu ma nữ lo lắng đi đến bên cạnh Tiêu Phàm hỏi. Không sao, chỉ là hư thoát mà thôi. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, uy lực huyết sát tuy mạnh nhưng đều đã rút cạn hồn lực và sức lực của hắn rồi, hắn lúc này cho dù một kiếm cũng không chém ra nổi. Tiêu Phàm nhìn bốn phía lại không phát hiện thân ảnh Triệu Vô Bệnh và Tô Mộc Vũ, lập tức hỏi, bọn hắn chết chưa? Chưa chết, đã trốn rồi. Tiểu ma nữ lắc đầu. Tiêu Phàm sầm mặt lại, mình xuất toàn lực như thế lại không giết được hai người kia, xem ra thực lực bọn họ cũng rất mạnh. Tiểu Kim, tới đây. Tiêu Phàm nhìn về hướng Tiểu Kim phía xa kêu lên, hiện tại hắn đã hư thoát, nếu như đối phương trở lại thì hắn nhất định sẽ chết, hiện tại phải cấp tốc rời khỏi nơi này. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy Tiểu Kim thì lại phát hiện Tiểu Kim đang điên cuồng thôn phệ hồn tinh óng ánh. Hồn tinh, ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, hàng ngàn hàng vạn hắc huyết nha bị hắn giết, huyết dịch mặc dù bị rút sạch nhưng hồn tinh vẫn còn a. Mấy vạn hồn tinh, hơn nữa còn là tam giai hồn thú hắc huyết nha, phát tài rồi. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, âm u trên mặt đều biến mất, hắn nhặt mấy viên hồn tinh lên bắt đầu luyện hóa, vô tận chiến quyết bắt đầu vận chuyển. Sau thời gian nửa chén trà, hắn đã hấp thu trên 100 viên hồn tinh. Hồn lực đã khôi phục như lúc ban đầu. Tiểu ma nữ, trước tiên đem những hồn tinh này thu thập đã, đừng để lãng phí. Tiêu Phàm bắt đầu điên cuồng thu thập hồn tinh trên mặt đất. Lần này, tiểu ma nữ cũng không do dự, hồn giới của hai người được chất đầy hơn phân nửa. Ta đây có hơn 6,300 viên hồn tinh tam giai, tương đương với hơn 60 vạn điểm tích lũy, người có bao nhiêu? Tiêu Phàm cười không ngậm miệng được. Hắn không nghĩ tới, chỉ trong vòng một canh giờ mà đã thu hoạch được hơn 60 vạn điểm tích lũy, hiện tại chỉ mới qua ngày thứ hai mà thôi đương nhiên, hắn cũng biết, không phải mỗi ngày đều có thể gặp được thú quần, hiện tại có thể chém giết được bọn chúng thì cũng chỉ là may mắn thôi. Ta có hơn 5,800 viên, tiến vào 10 hạng đầu cũng không có gì quá khó. Tiểu ma nữ cười nói, phúc họa đan sen, có lẽ hiện tại chính là ý đó. Giống, đột nhiên. Tiểu Kim ngửa mặt lên trời giống lên, trên người tản mát ra khí tức cường đại, bộ lông vàng óng trên người càng lúc càng tỏa ra kim quang chói mắt, bên trong ẩn ẩn có một cỗ khí thế thú vương. Tiểu Kim lại muốn đột phá. Tiểu ma nữ kinh ngạc nhìn Tiểu Kim, đồ lưu manh, ta đã sớm muốn hỏi ngươi, Tiểu Kim không phải ngũ giai tuyết sư sao? Lông màu vàng cũng thôi đi nhưng tại sao lại trưởng thành nhanh như thế? Ta làm sao biết? Tiêu Phàm nhún nhún vai. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho tiểu ma nữ biết Tiểu Kim đã biến dị, hơn nữa còn là do hắn làm. Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng Tiêu Phàm cũng kinh ngạc, cho dù là ấu thú của lục giai hồn thú bình thường cũng không khả năng trưởng thành nhanh như vậy, chẳng lẽ Tiểu Kim biến thành thất giai hồn thú? Hoặc là bát giai hồn thú? Giống, trong lúc Tiêu Phàm đang suy nghĩ thì tiếng gào thét của Tiểu Kim lần nữa truyền đến, thanh âm còn lớn hơn lúc trước vài lần. Theo tiếng gầm của Tiểu Kim, tất cả hồn thú trong phạm vi mười mấy dặm đều bị dọa đến nằm rạp trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, hướng về phương hướng Tiểu Kim quỳ bái. Triệu Vô Bệnh và Tô Mộc Vũ vừa mới chạy ra ngoài ba dặm liền kinh hãi nhìn về phía sau. Thú vương, âm thanh Triệu Vô Bệnh có chút phát run. Thú vương, đây chính là hồn thú tương đương với cảnh giới chiến vương của nhân loại A, chỉ có thú vương mới có uy áp kinh khủng như thế này. Phu quân, đây là chuyện tốt. Lấy thực lực Tiêu Phàm bọn hắn thì gặp phải thú vương hẳn nhất định phải chết. Tô Mộc Vũ khẽ mỉm cười nói. Không sai, không cần ta đi giết hắn thì Tiêu Phàm cũng nhất định phải chết, hiện tại cũng có thể bàn giao cho Tôn Tuyệt. Hai mắt Triệu Vô Bệnh khẽ híp một cái, ánh mắt giống như vừa hoàn thành âm mưu. Hai người liếc nhìn sau lưng một cái sau đó quay người biến mất ở trong rừng cây. Nghe thấy tiếng gào thét của Tiểu Kim. Ánh mắt Tiêu Phàm và tiểu ma nữ lộ ra vẻ kinh hãi, chỉ thấy thân hình Tiểu Kim nhanh chóng biến lớn, lấy mắt thường cũng có thể thấy được nó đang phát triển. Sau một lúc, Tiểu Kim liền cao dài đến 3 trượng, một cỗ thú vương chi uy tản ra 4 phương 8 hướng, cuồng phong lập tức thổi bay Tiêu Phàm và tiểu ma nữ. Hai người lui ra phía sau mấy chục mét, nắm lấy một cây đại thụ mới miễn cưỡng dừng lại. Tiểu Kim, Tiêu Phàm kêu to, bộ mặt bị gió lớn thổi có chút vặn vẹo. Trong mắt tỏ ra lo lắng. Sau một khắc, con người Tiêu Phàm co rụt lại, chỉ thấy xương cốt phần lưng của Tiểu Kim đang nhanh chóng ngoạ nguậy,
hai cục u nhỏ xuất hiện trên lưng nó, bộ lông màu vàng chóc ra làm Tiểu Kim gào thét vô cùng đau đớn. Hồng hộc, cứ như thế một lúc, hai đạo kim sắc quang mang từ sau lưng Tiểu Kim bắn ra, giống như hai thanh thiên đao đâm vào hư không, lợi mang sắc bén từ trên người nó xuất ra chém lên mặt đất làm bên dưới xuất hiện một cái rãnh thật to. Thật mạnh, khí tức này ta cảm giác không kém gì chiến tông cường giả cả. Tiểu ma nữ kinh hãi nhìn một màn này, chẳng lẽ Tiểu Kim biến dị? Chiến tông cảnh sao? Tiêu Phàm hít sâu một hơi, lại nghĩ đến Tiểu Kim lúc trước điên cuồng thôn phệ hồn tinh, không khỏi nổi giận mắng, tên nhóc này đúng là ham ăn, không biết nó đã thôn phệ bao nhiêu hồn tinh tam giai rồi. Một hai viên hồn tinh tam giai đối với Tiểu Kim thì không đáng kể chút nào, cho dù là Tiêu Phàm cũng đã một hơi luyện hóa trên trăm viên hồn tinh tam giai. Nhưng nếu như mấy trăm viên, thậm chí mấy ngàn viên thì sao, cho dù là chiến tông cảnh cũng chưa chắc có thể chịu a. Đồ lưu manh, ngươi thấy Tiểu Kim hiện tại giống cái gì? Tiểu ma nữ đột nhiên hỏi giống gì? Tiêu Phàm cau mày một cái, giờ phút này lông tóc toàn thân Tiểu Kim chóc ra, chính là một con sư tử trụi lông, hắn liền nói, giống một con chó trụi lông. Tiểu ma nữ không khỏi trừng mắt nhìn Tiêu Phàm, thần sắc lập tức nghiêm lại, nói ra, nếu như Tiểu Kim mọc lại đầy lông thì ngươi không cảm thấy có chút giống Hoàng Kim Thánh Sư trong truyền thuyết sao? Hoàng Kim Thánh Sư, Tiêu Phàm trợn mắt hốc mồm, trong miệng đủ để nhét một quả trứng vịt. Hoàng Kim Thánh Sư, đây chính là cửu giai hồn thú A, thời điểm trưởng thành có thể đạt đến cảnh giới chiến thánh của nhân loại, trong thiên hạ cũng không có bao nhiêu. Nếu như Tiểu Kim quả thật biến dị thành Hoàng Kim Thánh Sư, thì bạch thạch kia cũng quá khủng bố đi. Tiêu Phàm thầm nghĩ, hắn âm thầm quyết định, nếu không đến thời khắc sinh tử thì hắn nhất định không để lộ ra sự tồn tại của bạch thạch, đây chính là bí mật lớn nhất của hắn. Đồ lưu manh, ngươi nhìn xem. Tiểu ma nữ cả kinh kêu lên. Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu, lại thấy toàn thân lông tóc của Tiểu Kim đang nhanh chóng tăng trưởng, mềm mại giống như tơ lụa, tản ra hào quang màu vàng óng chói mắt. Đồng tử màu vàng giống như sao trời, lập lòe tỏa sáng. Thân thể khôi ngô đứng tại chỗ, bên trong vô hình tản ra một cỗ vương giả chi uy. Giống, Tiểu Kim ngửa mặt lên trời vừa giống, hai cánh cao vài trượng chấn động hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện hướng về Tiêu Phàm vò tới. Đừng tới, ta không chịu được đâu. Tiêu Phàm khoát khoát tay, hắn bị dọa đến lui lại mấy bước. Nhưng làm Tiêu Phàm kinh ngạc là thân hình Tiểu Kim lóe lên, đột nhiên biến thành một con mèo con cao một thước rơi vào trong ngực hắn. Không một ai có thể tưởng tượng được con mèo này chính là thú vương cao mấy trượng khi nãy. Biến thân, tiểu ma nữ kinh ngạc vô cùng. Biến thân, Tiêu Phàm và tiểu ma nữ nhìn nhau, trong lòng hai người đã có đáp án, chỉ có bát giai hồn thú trở lên mới có được năng lực biến thân. Bát giai này cũng không phải chỉ là thực lực hồn thú, mà còn là tiềm lực của nó, một khi đã trưởng thành thì có thể đạt đến cấp bậc bát giai hồn thú. Nói một cách khác, chính là hồn thú nắm giữ huyết mạch bát giai trở lên. Tiểu Kim, người thật sự biến thành Hoàng Kim Thánh Sư. Tiêu Phàm hít một hơi nhìn Tiểu Kim trong ngực nói. Tiểu Kim gầm nhẹ mấy tiếng, nhân tính hóa gật gật đầu. Mặc dù sớm đã đoán được, nhưng Tiêu Phàm và Tiểu Ma Nữ vẫn là chấn kinh không thôi, lần này đúng là nhặt được chí bảo rồi, bình thường có ai có thể thu phục được một đầu cửu giai hồn thú. Cho dù là ấu thú cửu giai hồn thú vẫn không hề có khả năng. Tiểu Kim, thực lực Na ơi hiện tại như thế nào rồi? Tiêu Phàm lại hỏi. Tiểu Kim khoa tay một cái, Tiêu Phàm lập tức cười ha hả. Đồ lưu manh, người cười cái gì? Tiểu Kim rốt cục là thực lực gì? Tiểu ma nữ không biết Tiểu Kim có ý gì, đành phải nhìn về phía Tiêu Phàm. Ngũ giai sơ kỳ. Tiêu Phàm cười nói. Ngũ giai sơ kỳ. Thanh âm tiểu ma nữ the thé mấy phần, vậy không phải tương đương với chiến tông sơ kỳ của nhân loại. Tiểu Kim, ngươi hãy thành thật khai báo, vừa rồi ngươi đã ăn hết bao nhiêu viên hồn tinh. Tiêu Phàm cũng hiếu kỳ nhìn Tiểu Kim, tiểu ma nữ đoán Tiểu Kim bởi vì thôn phệ hồn tinh nên mới xuất hiện biến dị, nhưng Tiêu Phàm lại biết, hồn tinh chỉ gia tốc cho Tiểu Kim trưởng thành mà thôi. Đương nhiên, tiểu ma nữ có thể nghĩ như vậy thì quá tốt rồi, mình cũng không cần lo lắng bạch thạch bị bại lộ. Tiểu Kim khoa tay mấy lần, Tiêu Phàm lập tức nổi giận mắng, 3.300 viên. Ngươi đúng là một con heo a. 3.300 viên hồn tinh tam giai, không phải mấy trăm, cũng không phải 1.000, mà là hơn 3.000 viên, hơn nữa cũng không phải là nhất giai,
nhị giai, mà là hồn tinh tam giai đó. Nếu là đổi lại hồn thú khác thì đoán chừng đã sớm bị bạo thể mà chết rồi, cho dù là Tiêu Phàm cũng không dám một hơi hấp thu hết 3.000 viên, mấy trăm viên đã là cực hạn của hắn rồi. Mới hơn 3.000 viên mà thôi, Tiểu Kim lại có thể biến dị thành cửu giai Hoàng Kim Thánh Sư, lần này phát tài như thế lại còn khoe mẽ. Tiểu ma nữ xem thường nhìn Tiêu Phàm. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, khuôn mặt nhỏ mang theo nụ cười đầy nhân tính. Thần sắc Tiêu Phàm khổ sở, hắn không có cách nào giải thích Tiểu Kim sở dĩ biến dị căn bản không phải bởi vì nuốt 3.000 viên hồn tinh, mà do bạch thạch trong cơ thể hắn. Sau này không chừng có người tưởng ngươi là con mèo rồi bắt ngươi làm sủng vật đấy. Tiêu Phàm trực tiếp đem Tiểu Kim ném xuống đất, hung hăng trừng mắt. Mèo, Tiểu Kim đáng thương kêu một tiếng, muốn bao nhiêu ủy khuất có bấy nhiêu ủy khuất. Tiểu ma nữ cười khanh khách, thầm nghĩ trong lòng, có Tiểu Kim thì an nguy của ngươi sau này có thể đảm bảo rồi. Đi thôi, tìm Lăng Phong và Bàn Tử tập hợp lại. Tiêu Phàm quay người chuẩn bị tiếp tục tiến vào hồn thú sơn mạch, trong lòng trầm ngâm nói, hiện tại cho dù gặp lại hai người kia thì cũng có thể lưu bọn chúng lại. Mấy ngày sau, hai người Tiêu Phàm và Tiểu Ma Nữ ban ngày săn giết hồn thú, ban đêm tu luyện, mọi thứ đều vẫn an ổn, cũng không có gặp sự tình gì đặc biệt. Địa điểm ước hẹn chính là đỉnh núi này, nhanh lên. Tiêu Phàm đứng ở trên sườn núi, nhìn phương xa. 7 ngày rồi. Không biết hai người bọn họ ở đâu. Tiểu ma nữ lo lắng nói, nơi này đã là nội địa của hồn thú sơn mạch, bọn hắn gặp phải tứ giai hồn thú cũng không ít, nhưng có Tiểu Kim ở đây thì hai người cũng không gặp quá nhiều uy hiếp. Thậm chí, bọn hắn còn chém giết 2 con hồn thú ngũ giai sơ kỳ, điểm tích lũy bình quân của hai người đều đã vượt qua 60 vạn. Bất quá, Tiêu Phàm cũng sẽ không vì cái gọi là lục phẩm chiến kỹ mà giao tất cả hồn tinh ra. Những hồn tinh này đã đủ để cho hắn tu luyện đến cảnh giới chiến tông. Đối với Tiêu Phàm mà nói, lục phẩm chiến kỹ dĩ nhiên rất đáng quý, nhưng hồn tinh mới là tài nguyên tu luyện thực tế. Đương nhiên, nếu có thể dùng số lượng hồn tinh tối thiểu để đổi lấy lục phẩm chiến kỹ thì hắn cũng nhất định làm. Hai người tiếp tục tiến lên, một lúc lâu sau, hai người rốt cục đi tới chân núi, còn chưa nghỉ ngơi thì âm thanh của Bàn Tử đã truyền đến. Hai người các ngươi tại sao lúc này mới đến, Tiểu Kim đâu? Bàn Tử thở hồng hộc, thần sắc thập phần sốt ruột, Lăng Phong bình tĩnh đi theo phía sau. Trên đường gặp chút chuyện, Tiểu Kim đây này. Tiêu Phàm chỉ mèo con bên chân nói. Đây là Tiểu Kim, ngươi đừng nói cho ta biết Tiểu Kim có thể biến thân đấy. Chẳng lẽ Tiểu Kim là bát giai hồn thú? Bàn Tử một mặt không tin. Tiêu Phàm cũng lười giải thích. Mặc kệ Bàn Tử muốn tin hay không. Chết Bàn Tử, ngươi làm sao gấp gáp như vậy? Vội vàng đi đầu thai à? Tiểu ma nữ đổi chủ đề, nghi hoặc nhìn Bàn Tử. Có một tin tốt và một tin xấu, các ngươi muốn nghe cái nào trước? Bàn Tử cũng không tức giận, có chút thở không ra hơi cười nói. Có chuyện mau nói, có dám mau thả. Tiêu Phàm tức giận nói, mọi người đều vội như vậy mà ngươi còn thừa nước đục thả câu. Bàn Tử nuốt vài ngụm nước miếng, thở một hơi, nói ra, tin tức tốt là, có người phát hiện động phủ chiến đế truyền thừa, hiện tại tiến đến còn kịp. Chiến đế truyền thừa, là nơi chúng ta ngoài ý muốn phát hiện kia, Tiêu Phàm nhíu mày, trong lòng lập tức có phán đoán. Khó trách chúng ta một đường đi tới lại không phát hiện ra bóng người, nguyên lai đều chạy tới động phủ chiến đế truyền thừa. Tiểu ma nữ buồn bực nói, vậy còn tin xấu. Tin tức xấu chính là như lời lão Tam nói, động phủ chiến đế truyền thừa kia có đến 9 phần là hồn giới cấm chế mà lần trước chúng ta phát hiện, đáng tiếc lần trước bị chúng ta bỏ lỡ, hơn nữa, hiện tại cũng đã có rất nhiều người đến rồi. Bàn Tử nói đến đây, sắc mặt trong nháy mắt chán chường đi rất nhiều. Đây chính là chiến đế truyền thừa a, vậy mà bọn hắn lại bỏ lỡ, đổi lại là ai thì cũng đều như thế. Vậy còn đợi gì nữa, đi thôi. Tiêu Phàm tức giận nói, từ khi được Tu La Tam Kiếm và Tu La Kiếm thì hắn đã biết chiến đế truyền thừa kia rất bất phàm, hơn nữa, 3 kiếm này cũng không phải là toàn bộ, nếu hiện tại gặp được kỳ ngộ thì nhất định sung sướng cả đời. Lão Tam, chậm đã. Lăng Phong một mực trầm mặc đột nhiên mở miệng nói, 3 ngày trước, người chiến vương học viện tuyên bố, phàm là thấy được 3 người chúng ta đều giết không tha, lần này không thể tùy tiện tiến đến.
khẳng định là hai người lúc trước truy sát chúng ta giở trò quỷ. Tiểu ma nữ thập phần tức giận nói. Các người bị truy sát, trên người Lăng Phong tỏa ra sát khí đằng đằng, phàm là những việc tổn hại đến an nguy của tiểu ma nữ, hắn đều luôn lộ ra sát cơ. Chúng ta cũng không biết là ai, bất quá cũng nhân họa đắc phúc. Tiêu Phàm khoát tay, hắn mặc dù không nhận ra Triệu Vô Bệnh nhưng hắn biết, một ngày nào đó sẽ còn gặp lại. Hay là trước tiên chạy tới động phủ chiến đế truyền thừa rồi nói, ai dám ngăn cản lão tử lấy chiến đế truyền thừa, lão tử liền giết sạch bọn chúng. Bàn tử hung quang bành trướng, hận không thể lập tức được chiến đế truyền thừa. Cũng tốt. Tiêu Phàm gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, nếu như thực sự là cùng một cường giả truyền thừa, phải chăng còn có chiến kỹ giống như Tu La Tam Kiếm. Nói đi là đi, sau khi tuột lại vài ngày, thời gian đối với bọn Tiêu Phàm là vô cùng trọng yếu, bọn hắn nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất để đến vị trí truyền thừa kia. Cầu Kim. Giờ phút này, một mảnh sinh cơ giạt rào bên ngoài sơn cốc đang đứng vô số tu sĩ, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào trong sơn cốc. Trung tâm sơn cốc, trên hư không có 9 cái vòng xoáy màu đỏ, bên trong vòng xoáy màu đỏ lại tản ra một cỗ khí tức khắc nghiệt, người xem vô cùng kính hãi, chỉ dám đứng nhìn. Nơi đó thực sự là chiến đế truyền thừa ư, ta tại sao cảm thấy trong đó lại giống như một cái chiến trường vậy? Nên không lầm thì nghe nói động phủ này là do Triệu Vô Bệnh và Tôn Tuyệt ngẫu nhiên phát hiện, hai người bọn họ không dám tự tiện xông vào, cho nên nói cho tất cả mọi người. Tốt như thế, ta thấy đây căn bản là một cái bẫy, nếu như thực sự là chiến đế truyền thừa thì bọn hắn đã âm thầm độc chiếm rồi, còn đến phiên chúng ta sao? Bẫy dập. Bọn hắn vẫn chưa đến mức dám lừa tất cả chúng ta đâu, trừ phi bọn hắn muốn bị diệt tộc. Đám người khe khẽ bàn luận, rất nhiều người không hẹn mà cùng nhìn về phía mấy người đang đứng bên rìa sơn cốc, chính là Triệu Vô Bệnh, Tôn Tuyệt và đám người Lạc Trần. Triệu Vô Bệnh, ta không có lừa ngươi, chỉ là ngươi không cách nào có thể tiến vào mà thôi. Tôn Tuyệt nhìn chằm chằm mấy vòng xoáy màu đỏ nơi xa, ống tay áo bên trái rỗng tuếch. Mấy tháng trước, Tôn gia đã phát hiện động phủ truyền thừa của cường giả, đáng tiếc nghĩ hết biện pháp cũng vô pháp tiến vào, đành phải để Độc Nha tiểu đội thủ hộ ở bên ngoài sơn cốc. Lần trước bị đám Tiêu Phàm ngẫu nhiên từ một sơn động khác xông vào, việc này làm cho Tôn Tuyệt thập phần tức giận. Lần này, hắn lấy động phủ này ra làm thẻ đánh bạc, để Triệu Vô Bệnh đi giết chết Tiêu Phàm. Thế nhưng, Triệu Vô Bệnh cũng vô pháp thông qua vòng xoáy màu đỏ để tiến vào bên trong động phủ truyền thừa. Tôn Tuyệt dứt khoát lấy danh nghĩa của hắn và Vô Bệnh đem tin tức này truyền ra ngoài. Triệu Vô Bệnh không nói, thần sắc có chút khó coi, hắn đã đứng trước một núi bảo vật rồi lại không thể chạm tay vào, điều này còn khó chịu hơn cả ăn phải chuột chết. Tôn Tuyệt huynh, người đã nói bọn Tiêu Phàm đã từng vào bên trong. Lạc Trần một mực trầm mặc đột nhiên mở miệng nói, sâu trong đáy mắt đều là sự tham lam. Không sai, bọn hắn khẳng định được một chút đồ vật. Tôn Tuyệt gật đầu, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía Triệu Vô Bệnh nói, Triệu Vô Bệnh, người nói người giết chết Tiêu Phàm, đồ vật trên người Tiêu Phàm không phải ngươi đã lấy rồi chứ. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lạc Trần lập tức trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Vô Bệnh. Ta chỉ giết hắn, nhưng không lấy được thứ gì, tin hay không thì tùy. Triệu Vô Bệnh lắc đầu, bề ngoài xem ra rất bình tĩnh nhưng nội tâm rất không yên, bởi vì hắn căn bản không có giết chết Tiêu Phàm. Ngược lại bị Tiêu Phàm kém chút giết chết, cũng may chạy nhanh nên mới nhặt về một mạng. Ngươi nói ta làm sao tin ngươi đây? Nếu ngươi quả thật giết chết Tiêu Phàm thì hồn giới của ca ca ta sẽ nằm trong tay ngươi. Ánh mắt Tôn Tuyệt lập tức trở nên lạnh lùng, một cỗ sát khí từ trên người hắn lặng yên dâng lên. Cho dù ta không có giết Tiêu Phàm nhưng sự tình đã đến nước này thì ngươi còn muốn gì? Triệu Vô Bệnh một bụng lửa giận, bản thân dù sao cũng đường đường là top 3 viện bảng. Lại bị Tôn Tuyệt chỉ trỏ. Huống chi, sự tình đi tới một bước này đã không thể cải biến, Tôn Tuyệt ngươi tuy mạnh nhưng ở trước mặt ta ngươi là cái thá gì? Tôn Tuyệt hừ lạnh một tiếng, nói cho tới bây giờ, không ai dám gạt Tôn Tuyệt ta, nếu như Tiêu Phàm không chết. Tiêu Phàm, Tôn Tuyệt còn chưa dứt lời thì Lạc Trần đã lạnh lùng hô lên một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn về bốn nhân ảnh đang đi đến, bốn người kia chính là nhóm của Tiêu Phàm. Triệu Vô Bệnh, ngươi lừa ta. Tôn Tuyệt phẫn nộ nhìn Triệu Vô Bệnh, khí thế mạnh mẽ từ trên người hắn bộc phát. Thần sắc Triệu Vô Bệnh lạnh lùng,
sát khí đằng đằng nhìn mấy người Tiêu Phàm phía xa, từ lúc tu luyện đến giờ thì hắn chưa bao giờ bị ăn thiệt thòi, cho dù là Khúc Lân xếp hạng thứ hai, hay đệ nhất Vân Lạc Vũ cũng chỉ thắng hắn một bậc mà thôi. Tôn Tuyệt muốn giết Tiêu Phàm, Triệu Vô Bệnh hắn cũng muốn. Hiện tại giết hắn cũng không muộn, Triệu Vô Bệnh đột nhiên mở miệng nói, thân thể xạ kích về đám người Tiêu Phàm. Lạc Trần và Tôn Tuyệt nhìn nhau, cũng không chần chờ, đại bộ phận người ở đây đều là học viên của Chiến Vương Học Viện, chỉ cần mấy người hiệu triệu một tiếng thì đám người Tiêu Phàm hẳn phải chết. Cơ hội tốt như thế này bọn hô làm sao có thể bỏ lỡ. Mấy người Tiêu Phàm vừa mới chạy tới sơn cốc, trong nháy mắt đã cảm nhận được mấy cỗ sát khí nồng đậm. Quay đầu nhìn lại đúng lúc nhìn thấy Triệu Vô Bệnh đang tăng tốc đánh tới. Còn dám tới nơi này, ta đúng là phục lá gan ngươi, lần này xem ngươi chạy chỗ nào. Triệu Vô Bệnh thấy Tiêu Phàm nhìn mình, thần sắc lập tức lạnh lẽo, bất quá, hắn cũng không có lập tức xuất thủ. Một kiếm kia vẫn còn in sâu trong ký ức của hắn, bằng vào một mình hắn thì không thể nào là đối thủ của Tiêu Phàm, chỉ có thể chờ những người khác vây quanh, đến lúc đó mấy người Tiêu Phàm chắp cánh cũng khó thoát. Chạy, ta nhất định phải chạy sao? Tiêu Phàm trong lòng thầm nhủ, híp hai mắt lại, chẳng qua khi hắn nhìn thấy đám người Tôn Tuyệt và Lạc Trần phía sau thì thần sắc bắt đầu ngưng trọng. Lăng Phong, Tiểu Ma Nữ và Bàn Tử thấy thế liền nhao nhao đề phòng nhìn bốn phía, bốn người tựa lưng vào nhau tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Lần này, Tiêu Phàm không cách nào thoát được, dám khiêu khích uy nghiêm Chiến Vương Học Viện ta, diệt sát đệ tử tứ đại gia tộc, muốn sống cũng khó. Đúng vậy, Lạc Trần và Triệu Vô Bệnh đều là cường giả top 5 viện bảng, Tiêu Phàm mặc dù giết chết địch Hàn, nhưng lại không cùng cấp độ so với Lạc Trần và Triệu Vô Bệnh. Ai bảo hắn cuồng vọng như thế, đệ tử của một cái gia tộc tam lưu, mới vừa đi tới Đại Yên Vương Triều liền huyên náo một trận, Yến Thành cũng không phải cái nơi thâm sơn cùng cốc Tiêu Thành kia có thể sánh. Đám người thấy thế liền nhìn sang bên này, rất nhiều người lộ ra vẻ khinh thường, có lẽ là xuất phát từ ghen ghét. Có lẽ là giữ gìn tôn nghiêm của Chiến Vương Học Viện, bọn hắn đều rất hận Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, không thể không nói, ta rất bội phục đảm lượng của ngươi, khuynh hướng hổ sơn hành, biết rõ trong núi có hổ mà còn tiến vào. Tôn Tuyệt đi tới gần, nhe răng cười nhìn Tiêu Phàm. Ngươi xem mình là hổ sao? Nhiều nhất chỉ là một con chó con mà thôi. Tiêu Phàm chẳng những không sợ mà còn cười tợn. Ngươi tự tìm cái chết. Trong ngực nộ khí ngập trời. Ta nói sai sao, Tiêu Phàm khinh thường, lập tức nâng ngón tay lên, từ trên người Tôn Tuyệt, Triệu Vô Bệnh và Lạc Trần đảo qua, cười lạnh nói, ngươi, ngươi, còn có ngươi, nếu có gan thì từng người một lên, ta một kiếm chém một tên. Nếu như cả ba người các ngươi không có gan mà cùng xông lên thì ta vẫn có thể giết chết như thường. Cuồng, con ngươi mọi người co rụt lại, Tiêu Phàm này cũng quá phách lối, ngươi cho rằng ba người Triệu Vô Bệnh là cải trắng không bằng, một kiếm một người. Tùy tiện một người ngươi đều chưa chắc là đối thủ, huống chi ba người. Lạc Trần vô cùng phẫn nộ, chuẩn bị tiến lên diệt Tiêu Phàm, nhưng ánh mắt của hắn trong lúc vô tình đảo qua Tôn Tuyệt và Triệu Vô Bệnh, hắn phát hiện sắc mặt hai người kìm nén đến đỏ bừng, trong lúc nhất thời chỉ biết câm nín. Tôn Tuyệt lần trước thua ở trong tay Tiêu Phàm, chẳng lẽ Triệu Vô Bệnh cũng như thế? Lạc Trần kinh ngạc nói, hẳn là như thế, Tôn Tuyệt mời Triệu Vô Bệnh giết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm còn đang sống rất tốt, nhất định là Tiêu Phàm thắng, xem ra thực lực tên Tiêu Phàm này cũng không yếu. Tiêu Phàm sở dĩ dám nói như vậy, chính là biết Tôn Tuyệt và Triệu Vô Bệnh không dám, chỉ cần không phải một lúc trăm người lao đến thì hắn cũng không sợ hãi. Tiểu tử, người đừng tưởng giết được địch Hàn thì sẽ khẩu xuất cuồng ngôn, nhìn ta chảm ngươi. Một thanh niên mặc đồng phục của Chiến Vương Học Viện hét lên một tiếng lao lên, thanh kiếm đâm thẳng vào Tiêu Phàm. Ngũ phẩm chiến hồn, xích huyết lôi hổ trên đỉnh đầu gầm thét. Tiêu Phàm coi thường nhìn thanh niên đối diện, chỉ là chiến tôn hậu kỳ mà thôi, chẳng lẽ còn mạnh hơn đám Triệu Vô Bệnh sao? Tiểu tử này bị dọa sợ rồi, thậm chí ngay cả hoàn thủ cũng không dám. Đám người cười lạnh nhìn Tiêu Phàm. Vào lúc kiếm của thanh niên còn cách Tiêu Phàm ba thước, lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên động. Một đạo ánh kiếm màu đỏ từ trên người Tiêu Phàm phóng lên tận trời. Huyết sắc như hồng, tốc độ nhanh như thiểm điện. Phốc phốc, một cái đầu lâu bay lên, ngũ phẩm chiến hồn, xích huyết lôi hổ tức thì bị một kiếm chém chết. Ngay sau đó, một cột máu từ trên cổ thanh niên kia phun ra, thi thể phù phù một tiếng quỳ rạp trên đất. Đám người hít vào ngụm khí lạnh,
trong lòng bỗng nhiên rung động, tất cả đều kinh hãi nhìn Tiêu Phàm. Một kiếm, chỉ một kiếm đã chém bay đầu cường giả chiến tôn cảnh hậu kỳ, cái này cũng quá đáng sợ đi, quan trọng là mọi người ở đây đều không thấy Tiêu Phàm làm sao mà xuất ra một kiếm kia. Trong lúc nhất thời, toàn trường câm như hến. Một kiếm ra, chiến tôn diệt, đây chính là thực lực của Tiêu Phàm hiện tại, vô luận là hồn lực hay là chiến kỹ đều hơn xa tu sĩ phổ thông, thậm chí ngay cả chiến tôn đỉnh phong đều xa xa không bằng. Một tên tu sĩ chiến tôn cảnh hậu kỳ có ngũ phẩm chiến hồn, một kiếm là đủ. Con người Triệu Vô Bệnh, Lạc Trần và Tôn Tuyệt co rụt lại, khóe miệng co quắp một trận, một kiếm vừa rồi tuy không thể uy hiếp đến tính mạng bọn hắn nhưng cũng không thể nào đỡ được. Đổi lại là bọn hắn thì vừa rồi cũng không có dễ dàng giết chết thanh niên kia như thế. Tại Hạ Khúc Lân, chuyên tới để lĩnh giáo cao chiêu của các hạ. Đột nhiên, một âm thanh từ tính vang lên. Nhìn lại về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy một thanh niên nam tử mặc trường bào màu trắng đang chậm rãi đi tới, đám người tự động nhường ra một con đường, ánh mắt học viên chiến vương học viện nhìn về phía thanh niên nam tử tràn ngập kính sợ. Khúc Lân, hai mắt Tiêu Phàm nhắm lại, hắn tự nhiên nghe nói qua cái tên này, con trai của viện trưởng chiến vương học viện, cao thủ xếp thứ hai trên viên bảng. Nghe đồn, hắn đã bước một chân vào chiến tông cảnh, thậm chí đã hoàn toàn bước vào cảnh giới chiến tông. Khúc sư huynh, người tới rất đúng lúc lắm, kẻ này quá phách lối, giết người chiến vương học viện ta thì thôi, lại còn vũ nhục chiến vương học viện. Ha ha, Khúc sư huynh đến, nhìn Tiêu Phàm còn gì để phách lối, đoán chừng đã bị dọa đến một cái rắm đều không thả ra được a. Thật sự cho rằng chiến vương học viện ta không có ai. Chúng ta tùy tiện phun một ngụm nước miếng cũng đủ để đè chết ngươi. Đám học viên của chiến vương học viện kích động không thôi, mà những tán tu kia lại lặng lẽ rời khỏi, trốn tránh, sợ tai bay vạ gió. Lão Tam cẩn thận, người này cho ta một loại rất cảm giác nguy hiểm. Lăng Phong đề phòng nhìn Khúc Lân. Tiêu Phàm gật đầu, trong lòng hơi trầm xuống, hắn biết rõ thực lực và ngạo khí của Lăng Phong, có thể làm cho hắn kiêng kỵ, tuyệt đối không đơn giản, phải biết. Lăng Phong nắm giữ cửu phẩm chiến hồn, liệt ngục yêu phượng. Làm sao, hiện tại bị dọa đến không dám nói lời nào. Tôn Tuyệt cười lạnh nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không nói, lúc này, Tiểu Kim bên cạnh đột nhiên gầm nhẹ mấy tiếng, thần sắc Tiêu Phàm cứng lại, thầm nghĩ trong lòng quả nhiên là chiến tông cảnh. Các hạ là chiến tông cảnh, Tiêu Mỗ tự thẹn không bằng. Tiêu Phàm nói ra, hắn biết rõ chênh lệch giữa chiến tôn cảnh và chiến tông cảnh. Khoảng cách này không phải chỉ dùng hồn lực để so sánh. Nghe được Tiêu Phàm nói, đám người kinh hãi nhìn Khúc Lân, mà trong mắt Triệu Vô Bệnh, Tôn Tuyệt và Lạc Trần lại lóe lên một tia âm u. Khúc Lân lại đang lấy lớn hiếp nhỏ. Đột nhiên, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, không đợi đám người lấy lại tinh thần, cách bọn Tiêu Phàm không xa lại xuất hiện thêm một đạo thân ảnh tịnh lệ. Lạc Tuyết, làm sao ngươi tới? Trên mặt Khúc Lân lập tức chất đầy thiếu dung. Không có gì, chỉ là nhìn không quen thôi, chiến vương học viện làm việc cho tới bây giờ đều quang minh lỗi lạc, cho tới bây giờ đều không lấy nhiều khi ít, lấy lớn hiếp nhỏ. Vân Lạc Tuyết khẽ mỉm cười nhìn mấy người Tiêu Phàm, nói. Đã như vậy thì thôi, chờ các ngươi đột phá đến chiến tông cảnh thì ta sẽ cùng các ngươi hảo hảo luận bàn. Khúc Lân cười nói, như là một con khổng tước cao ngạo nhìn xuống bọn Tiêu Phàm. Cái ngữ khí cao cao tại thượng kia làm đám Tiêu Phàm thập phần khó chịu, chiến tông cảnh rất khó đột phá sao. Nhưng làm bọn Tiêu Phàm nghi hoặc là Vân Lạc Tuyết từ khi nào mà nói chuyện thay bọn hắn đây, mấy người tuy không phải là địch nhân nhưng tuyệt đối cũng không phải là bằng hữu. Đương nhiên, khó chịu nhất không phải là Tiêu Phàm mà là Lạc Trần, hắn đã ngấp nghé Vân Lạc Tuyết đã lâu, lần trước hai người còn đạt thành hiệp nghị, nhưng hiện tại Vân Lạc Tuyết lại cấu kết với Khúc Lân. Vân Lạc Tuyết. Ngươi là một con đàn bà lăn loàn, lão tử sớm muộn có một ngày muốn triệt để chinh phục ngươi. Trong lòng Lạc Trần gào thét. Tốt, hiện tại ân oán tạm thời vứt qua một bên, tất cả mọi người đều nghĩ cách làm sao để mở động phủ này ra đi. Khúc Lân liếc nhìn toàn trường nói. Khúc Lân đã mở miệng, ai cũng không dám tiếp tục tỏ thái độ với đám Tiêu Phàm, dù sao ai cũng không nguyện ý đắc tội một tên cường giả chiến tông cảnh. Ánh mắt đám người lại nhìn về bên trong sơn cốc, chín cái vòng xoáy màu đỏ xếp thành hình cửu cung, khí tức cuồng bạo trùng kích bốn phương tám hướng. Các ngươi nhìn ra manh mối gì hay không?
Bàn tử dò xét nửa ngày, nhưng căn bản không nhìn ra chỗ nào cổ quái. Hắn chỉ biết chính cái vòng xoáy huyết sắc kia vô cùng khủng bố, cho dù chiến vương cảnh cũng chưa chắc có thể xông vào. Cửu cung đồ, Tiêu Phàm đột nhiên cổ quái nói ra một câu. Lão Tam, ngươi hiểu vòng xoáy này. Bàn tử kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, hắn cả kinh kêu lên. Thanh âm không nhỏ, tu sĩ cũng phụ cận đều có thể nghe được, không ít người lập tức quay đầu nhìn lại, trên mặt đều là vẻ khinh miệt. Ta không biết mấy cái vòng xoáy này làm sao xuất hiện. Tiêu Phàm lắc đầu. Không biết cũng không cần trang bức như vậy đi, nhiều người như vậy đều không nhìn ra, chẳng lẽ ngươi còn hơn tất cả mọi người ở đây sao? Có người chào phúng nhìn Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm tựa như hoàn toàn không nghe thấy, lại nói, bất quá, ta biết vòng xoáy này nhất định có một thứ khống chế, bằng không cũng sẽ không đợi đến lúc này mới xuất hiện. Khống chế, bàn tử nghi hoặc không hiểu, không ít người lại yên tĩnh xuống, nghiêm túc nghe Tiêu Phàm giải thích, sợ bỏ lỡ cái gì. Nói như thế này, để mở vòng xoáy phải có thứ điều khiển hồn giới cấm chế, cần người điều khiển mới có thể mở ra, muốn mở ra cũng phải tìm được đồ vật điều khiển kia. Tiêu Phàm giải thích nói. Nghe nói như thế, Tôn Tuyệt ánh mắt sáng lên, trong lòng nghĩ thầm, phụ thân chỉ đem ánh mắt đặt ở vòng xoáy màu đỏ và bên trên hồn giới cấm chế, căn bản không để ý tấm tản đồ kia, nguyên lai mấu chốt vẫn là ở bên trên tấm tản đồ, đúng thật sự là trời cũng giúp ta. Xem ra đám Tiêu Phàm lần trước cũng không được truyền thừa chân chính, bằng không hắn cũng sẽ không để ý như thế, chờ Yến Thành Thu Liệp kết thúc, truyền thừa này nhất định thuộc về Tôn gia ta. Tôn Tuyệt, động phủ truyền thừa này là do Tôn gia ngươi phát hiện, mấy vòng xoáy này cũng là do người Tôn gia ngươi mở ra. Đúng lúc này, thanh âm Triệu Vô Bệnh bỗng vang lên. Chỉ một thoáng, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người Tôn Tử. Sâu trong đáy mắt Tôn Tuyệt lóe qua một tia hung ác nham hiểm, bề ngoài lại giữ vững bình tĩnh, nói ra, động phủ này đúng là ta ngẫu nhiên phát hiện, bất quá ta cũng không biết làm thế nào mở mấy cái vòng xoáy này ra. Nói đùa cái gì, truyền thừa tới tay còn nói cho các ngươi. Thật coi Tôn Tuyệt ta là kẻ ngu hay sao? Chỉ cần Yến Thành Thu Liệp kết thúc, được truyền thừa vô thượng, Tôn gia ta liền có thể siêu việt tứ đại gia tộc, thậm chí siêu việt vương thất. Làm Đại Yên Vương triều thay đổi triều đại. Kỳ thật, cũng không nhất thiết phải dùng đồ vật điều khiển vòng xoáy kia, có lẽ cũng có thể mở ra động phủ. Đột nhiên, Tiêu Phàm nói thêm một câu. Lời này vừa nói, ánh mắt tất cả mọi người tất cả đều rơi vào trên người Tiêu Phàm, sát khí trong mắt Tôn Tuyệt chợt lóe lên rồi biến mất, châm chọc nói, Tiêu Phàm, ngươi đừng ở nơi này phát ngôn bừa bãi, chỉ bằng ngươi cũng có thể mở ra động phủ truyền thừa. Không thử một chút làm sao biết, bất quá ta cần mọi người hỗ trợ. Tiêu Phàm lơ đễnh, mặc dù cơ hội mở được cấm chế để lấy được truyền thừa vô cùng nhỏ, nhưng nếu bỏ qua cơ hội lần này thì không biết còn phải đợi đến lúc nào. Tiêu Phàm, muốn chúng ta giúp như thế nào thì ngươi cứ nói. Khúc Lân hào khí thập phần, đám người lườm hắn một cái, dù sao chịu chết không phải ngươi đi, ngươi đương nhiên có thể khoác lác. Lão đại, lão nhị, tiểu ma nữ. Các ngươi cũng tới giúp ta. Tiêu Phàm gật đầu nói, âm thầm cho ba người một cái ánh mắt. Lão Tam, ngươi thật có biện pháp. Bàn tử bán tín bán nghi nhìn Tiêu Phàm, ngay cả cường giả chiến vương cảnh của Tôn gia đều không thể mở truyền thừa động phủ ra. Tiêu Phàm chỉ là chiến tôn cảnh hậu kỳ thì làm thế nào mà mở. Thử xem. Tiêu Phàm cười cười, sau đó quay đầu nhìn về chín cái vòng xoáy màu đỏ phía trong sơn cốc, thầm nghĩ trong lòng. Ba động năng lượng của chín cái vòng xoáy này cũng không giống nhau, được sắp xếp lớn nhỏ không bằng nhau, nếu làm năng lượng của bọn chúng cân bằng lại thì có thể mở được động phủ này ra. Khúc Lân, phiền ngươi đem vòng xoáy góc trên bên phải và cái ở giữa bên phải đổi chỗ với nhau. Trong lòng Tiêu Phàm đã có tính toán nên bắt đầu ra lệnh. Đổi chỗ, vòng xoáy màu đỏ đang ở trên không, làm thế nào mà đổi? Tôn Tuyệt cười lạnh không thôi. Trong lòng hắn thập phần lo lắng, sợ Tiêu Phàm thực mở ra động phủ truyền thừa. Hồn lực ngoại phóng. Tiêu Phàm không thèm để ý Tôn Tuyệt, đơn giản nói mấy chữ. Được. Khúc Lân hiểu ý, từng sợi hồn lực xuất ra, đánh về hướng mấy vòng xoáy đang lơ lửng. Nguyên bản Khúc Lân đã chuẩn bị dùng hết sức, nhưng không nghĩ tới vào lúc hắn bao phủ vòng xoáy đỏ kia lại phát hiện vòng xoáy đỏ lại nhẹ như lông hồng. Trong vòng một giây. Vị trí hai vòng xoáy đổi chỗ cho nhau. Thật sự có thể,
ánh mắt Khúc Lân tỏa sáng, trong lòng kích động lên, Vân Lạc Vũ không có tới, ở đây chỉ có ta là chiến tông cảnh, xem ra ta có hy vọng rất lớn lấy được truyền thừa. Tiêu Phàm, tiếp theo làm như thế nào? Khúc Lân vậy mà bắt đầu chủ động hỏi thăm. Góc dưới bên trái và góc dưới bên phải đổi chỗ. Dưới cùng đổi chỗ với góc bên trái. Tiêu Phàm phát ra nguyên một đám mệnh lệnh, ánh mắt nhìn lên không trung, sau một lúc, lại phát hiện vòng xoáy màu đỏ bắt đầu bạo động lên. Tiêu Phàm, dừng tay, ta thấy ngươi không phải muốn mở ra động phủ mà là muốn hủy diệt nó. Tôn Tuyệt kêu to, nhưng không một ai để ý đến hắn, Lạc Trần và Triệu Vô Bệnh chắn trước mặt, lạnh lùng nhìn hắn. Triệu Vô Bệnh, Lạc Trần, các ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Tôn Tuyệt khó coi vô cùng. Không nên ép chúng ta. Triệu Vô Bệnh thản nhiên nói, đây chính là chiến đế truyền thừa, hắn làm sao có thể bỏ lỡ, bất cứ ai cũng không thể ngán chân hắn. Trên không sơn cốc, vòng xoáy màu đỏ không ngừng biến hóa, năng lượng ba động càng ngày càng bạo động, giống như lúc nào cũng có thể nổ tung. Mọi người chuẩn bị. Tiêu Phàm nhìn đám người một chút, sau đó hít sâu một hơi nói, một bước cuối cùng, ở giữa đổi chỗ với phía trên. Khúc Lân gật đầu, hồn lực thôi động vị trí hai vòng xoáy, sau một khắc đột nhiên xảy ra dị biến. Oanh long long, chỉ thấy chín cái vòng xoáy đột nhiên rung rung, tản mát ra một cỗ khí tức huyết tinh khủng bố, kiếm khí phong bạo tản ra khắp nơi. Kiếm khí phong bạo xoắn nát tứ phương, đất đá bay tứ tung, toái thạch lăn xuống, đám người bị dọa đến tái nhợt, đều nhao nhao lui lại, không ít người bị kiếm khí xuyên thủng, máu tươi bắn tung tóe. Tiêu Phàm, người hãm hại chúng ta. Có người phẫn nộ gào thét. Tiêu Phàm không nói, gắt gao nhìn chằm chằm không trung sơn cốc, đột nhiên, một đạo huyết quang từ trên người hắn bắn ra, Tiêu Phàm biến sắc, trong tay cầm chắc tu la kiếm, thân thể căng thẳng. Ong ong, lúc này, dị biến lại xảy ra, chỉ thấy chín cái vòng xoáy kia đột nhiên nổ tung, hóa thành một cỗ sóng máu ngập trời phóng ra bốn phương tám hướng, cả tòa sơn cốc sụp đổ, bị san thành bình địa. Bọn người Tiêu Phàm nhìn thấy hai đạo thân ảnh chật vật từ trong sơn cốc chạy ra, từ quần áo của hai người thì bọn hắn đều là người của Tôn gia. Nguyên lai Tôn gia có cao thủ thủ hộ ở chỗ này. Bàn tử nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi nhìn, đó là tiểu ma nữ kêu sợ hãi, chỉ vào trên phế tích của sơn cốc, nơi đó có một đạo huyết sắc quang mang đang nhấp nháy, giống như một cánh cổng thông đến thế giới khác. Quang môn thông đạo, đi mau. Trên mặt Tiêu Phàm vui vẻ, không ngờ thật sự có thể mở ra. Giờ phút này không chỉ Tiêu Phàm phát hiện ra huyết sắc thông đạo kia mà tất cả mọi người đều thấy, đám người cắn răng nhịn đau điên cuồng chạy vào thông đạo kia. Tiêu Phàm, Tôn Tuyệt nghiến răng nghiến lợi, nhưng tốc độ đám người Tiêu Phàm lại quá nhanh, chờ lúc hắn kịp phản ứng thì bọn họ đã biến mất ở bên trong thông đạo kia. Những người khác cũng tranh nhau chen lấn, chỉ trong vòng mười mấy giây thì mấy trăm người đã hoàn toàn tiến vào thông đạo màu đỏ kia, sơn cốc trong nháy mắt khôi phục lại yên tĩnh. Một mảnh thế giới màu đỏ, có mấy phần khắc nghiệt và hoang vu. Siêu, Tiêu Phàm bỗng nhiên xuất hiện bên trên một ngọn núi màu đỏ, huyết sắc cự thạnh bốn phía lởm chởm giống như từng thanh tuyệt thế lợi kiếm, lộ ra một cỗ khí tức sắc bén và huyết tinh. Hoan nghênh đã tới sát lục không gian. Đột nhiên, một đạo âm thanh vang lên bên tai Tiêu Phàm làm cho hắn giật mình một cái. Sát lục không gian, đây là không gian được cấu tạo từ hồn lực. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn bốn phía. Nghe đồn, tu vi đạt tới cấp độ nhất định thì có thể dùng hồn lực sáng tạo ra một cái không gian, hồn lực càng mạnh, không gian cấu tạo càng lớn, cũng càng chân thực. Bởi vì chủ nhân của thế giới hồn lực này đã chết nên sinh cơ ở đây cũng chậm chậm tiêu tán, hiện tại căn bản không hề thấy bất kỳ sinh linh nào. Hay cho một cái không gian hoang vu, hoàn toàn tương phản với sơn cốc bên ngoài nha, cái thông đạo kia hẳn là truyền tống ngẫu nhiên. Không biết mấy người tiểu ma nữ đã được truyền tống đến nơi nào rồi. Tiêu Phàm hít sâu một hỏi liền bình tĩnh lại. Đột nhiên trên tay hắn truyền đến một trận rung động, chính là tu la kiếm, toàn thân xích hồng như máu, lượn lờ sương mù huyết sắc. Phương hướng kia, ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, hắn nhảy lên một cái tiến về phương hướng mà tu la kiếm chỉ. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm dừng lại bên cạnh một vách núi, ánh mắt hắn ngốc trệ tại chỗ. Trên vách đó có một thông đạo, bên trong hắc ám bao trùm. Vào không đây, Tiêu Phàm cau mày một cái, bên trong thông đạo mang đến cho hắn một cảm giác lạnh lẽo,
hắn hít sâu một hơi nhìn Tu La kiếm đang không ngừng rung động, quyết định tiến vào. Hắn cẩn thận đi từng bước trong thông đạo, Tiêu Phàm xuất ra hồn lực, tay cầm Tu La kiếm nhìn chằm chằm về phía trước, trạng thái cảnh giác cao độ. Nhưng cả đoạn đường hắn cũng không gặp phải nguy hiểm gì, hơn nữa, rất nhanh đã đi đến phía cuối thông đạo. Trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái, phía trước là một thạch thất lớn khoảng 3 trượng, trong phòng chỉ có bài trí đơn giản, vẻn vẹn chỉ có một chiếc giường đá, một cái bàn đá phủ đầy bụi. Cái gì cũng không có. Hồn lực Tiêu Phàm dò xét lại không phát hiện ra thứ gì đặc biệt. Thế nhưng, Tu La kiếm khẳng định không có chút sai sót nào, nơi này khẳng định có đồ vật bất phàm, nếu hồn lực tìm không thấy thì phải cẩn thận tìm một phen. Sau một lúc, Tiêu Phàm đều tìm kỹ một lần tất cả thạch thất nhưng vẫn không phát hiện được gì. Không đúng à, chẳng lẽ còn có cửa ngầm? Tiêu Phàm buồn bực, mình vất vả tìm cả nửa ngày vẫn không thấy gì, đúng là không cam tâm mà. Nhìn thạch thất trống không, ánh mắt Tiêu Phàm nhìn vào Tu La kiếm, hắn hít sâu một hơi nói, vậy phải đắc tội rồi. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm liên tục phun ra hai kiếm, bàn đá và giường đá đột nhiên vỡ ra, ánh mắt Tiêu Phàm rơi vào vị trí đá vụn kia. Ở đó có một tấm lệnh bài màu đỏ, lệnh bài cổ xưa không biết dùng vật liệu kỳ lạ nào chế tạo, nhưng vừa nhìn vào thì Tiêu Phàm đã cảm thấy một luồng khí tức huyết tinh. Nhặt lệnh bài lên. Tiêu Phàm trong nháy mắt bị hai chữ phía trên hấp dẫn, thầm nói Tu La. Tu La, Tiêu Phàm trầm ngâm, khí tức trên lệnh bài từ từ biến mất sau đó trở nên hoàn toàn bình thường, căn bản không còn bất kỳ điều kỳ lạ nào nữa. Nếu như vừa rồi hắn không phải cảm nhận được cỗ huyết tinh kia, thì Tiêu Phàm còn tưởng rằng mình vẫn đang ở trong mộng cảnh. Không biết đây là gì nhỉ, thôi kệ, cứ thu trước rồi tính. Tiêu Phàm bất đắc dĩ. Hắn ném lệnh bài vào hồn giới như ném rác, sau đó liền quay người rời khỏi thạch thất. Tiêu Phàm mới vừa ra khỏi động phủ, một tiếng kêu vang lên, mấy cỗ hồn lực cường đại đều tập trung vào người hắn. Hiện tại Tiêu Phàm đang đứng quay lưng về thạch động, con nít cũng biết hắn vừa mới từ trong đi ra. Tiêu Phàm liếc mắt liền nhận ra một người trong đó, kia không phải là tên Tôn Tuyệt lúc nào cũng muốn giết mình sao? Tôn Tuyệt, chúng ta lại gặp nhau. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, đi từng bước một lên. Người tiến vào sát lục không gian không có mấy trăm cũng đến 1000, vậy mà hiện tại lại gặp phải Tôn Tuyệt ở đây, đúng quả thật là oan gia ngõ hẹp mà. Tôn Tuyệt biến sắc, sự tà môn của Tiêu Phàm hắn đã tự mình lãnh giáo qua, còn nhiều lần ăn phải thiệt thòi, bọn hắn mặc dù có 6 người nhưng cũng chưa chắc là đối thủ của Tiêu Phàm. Giết hắn, Tôn Tuyệt ra lệnh một tiếng, thân hình lùi lại một bước. Năm người khác hung mãnh đánh đến. Ba tên chiến tôn hậu kỳ, hai tên đỉnh phong. Tiêu Phàm cảm nhận được khí tức của năm người kia, trong nháy mắt đã xác định được tu vi của bọn họ. U Linh chiến hồn ngay lập tức xuất hiện, chiến ý khủng bố bộc phát, hắn thi triển thân pháp mê tung bộ tăng tốc đến cực hạn, lách mình đã xuất hiện ở sau lưng một người. Làm sao có thể, người kia kinh ngạc không thôi, đây hình như chỉ là chiến kỹ thân pháp nhị giai. Tại sao tên Tiêu Phàm thi triển ra lại có tốc độ như chiến kỹ tam giai đỉnh phong? Chết, thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng đánh thẳng một quyền vào ngực của người kia, âm thanh nứt xương truyền ra, người kia ngay cả chiến hồn cũng chưa kịp phóng xuất thì đã đi chầu ông bà. Bốn người khác hoàn toàn biến sắc, bọn hắn đã nghe nói qua hung danh của Tiêu Phàm, hôm nay chứng kiến mới thấy hắn quả nhiên sát phạt quyết đoán, như ma đầu giết người không chớp mắt có thể được chết dưới bá đạo thiên quyền thì cũng là vinh hạnh của các ngươi. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, thân thể lần nữa chuyển động, hắn như con sói bắt đầu lao vô đổ sát đám cừu. Tôn Tuyệt bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, hắn phát hiện mình ngay cả dũng khí đối mặt với Tiêu Phàm cũng không có, sau một lúc chần chờ thì hắn liền quay đầu bỏ chạy. Sợ rồi sao? Tiêu Phàm cười lạnh, Tôn Tuyệt nhiều lần làm khó hắn, thậm chí mình mém chút đã chết ở trong tay Tôn Tuyệt rồi, Tiêu Phàm đã sớm động sát tâm, hôm nay chính là một cơ hội tuyệt hảo. Tiêu Phàm trực tiếp bỏ qua bốn người kia, hắn như tên rời cung phóng thẳng tới Tôn Tuyệt, nhích mình một cái đã xuất hiện ở sau lưng Tôn Tuyệt. Khiếu Nguyệt, trong lúc cấp bách, Tôn Tuyệt triệu hồi thất phẩm chiến hồn, Khiếu Nguyệt Thiên Lang, Khiếu Nguyệt Thiên Lang ngửa mặt lên trời chu lên, một luồng sóng xung kích được ngưng tụ từ hồn lực đánh thẳng vào Tiêu Phàm. Gần như đồng thời, Tôn Tuyệt trở tay đấm ra một quyền, ngũ phẩm chiến kỹ, bá đạo thiên quyền mang theo khí thế mãnh liệt xuất ra. Quyền thế, Tiêu Phàm nheo mắt lại,
hắn cũng phải công nhận thiên phú của Tôn Tuyệt, ngoại trừ nắm giữ song sinh chiến hồn, lại còn lĩnh ngộ quyền thế, sau một thời gian thì tên này sẽ là một địch thủ khó chơi. Nhưng Tiêu Phàm lúc này đã nhất quyết phải giết bằng được Tôn Tuyệt. Huyết sát, tay cầm Tu La kiếm, một vệt kiếm màu đỏ vẽ một đường tuyệt mỹ ngược lên không trung, phảng phất ngay cả thiên địa đều có thể chém đứt. Thời điểm quyền cương đụng phải Tu La kiếm, quyền thế của Tôn Tuyệt giống như một tờ giấy mỏng manh, thậm chí không hề làm giảm được tốc độ của kiếm thế, kiếm khí chém xuyên qua sóng âm đánh thẳng vào Khiếu Nguyệt Thiên Lang, Khiếu Nguyệt Thiên Lang muốn chạy trốn nhưng bị U Linh chiến hồn bao vây, bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Phốc, Tôn Tuyệt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Không được tổn thương nhị thiếu gia. Bốn tên chiến tôn của Tôn gia gầm thét, từ phía sau xông lên. Cút, Tiêu Phàm gầm lên một tiếng tản ra hồn lực, thân thể nổi lên kim sắc khí diễm tựa như chiến thần lâm thế, bá đạo, hung mãnh. Thân thể bốn người Tôn gia run lên, tất cả đều bị khí thế Tiêu Phàm trấn nhiếp, thân hình của bọn họ đứng lại trong lúc nhất thời không biết làm thế nào. Tôn Tuyệt thấy thế đã tuyệt vọng rồi, sau một lát, thần sắc hắn lại trở nên dữ tợn, Tiêu Phàm, ta phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Vừa dứt lời, khí thế Tôn Tuyệt không ngừng tăng lên, lục phẩm chiến hồn, Lôi Văn Hổ lại hiện ra, nhưng do lần trước bị toái hồn trưởng của Tiêu Phàm đánh trọng thương nên hiện tại yến đi rất nhiều. Đồng quy vu tận, ngươi xứng sao? Tiêu Phàm cười lạnh, bàn tay run lên đánh ra liên tục ba đạo trưởng lực. Giờ phút này, Tôn Tuyệt căn bản không ngăn cản, cũng không muốn ngăn cản. Chỉ muốn cùng Tiêu Phàm đồng quy vu tận nên làm sao có thể để ý đến toái hồn trưởng. Trước ánh mắt của mọi người, chiến hồn, Lôi Văn Hổ bỗng nhiên nổ tung hóa thành một đám hồn lực, sau đó tất cả đều bị U Linh chiến hồn hấp thu. Tôn Tuyệt phun ra mấy ngụm máu tươi, phù phù ngã trên mặt đất không biết sống hay chết. Tiêu Phàm, ngươi dám giết nhị thiếu gia, Tiêu gia ngươi nhất định bị diệt tộc. Một tên chiến tôn cảnh của Tôn gia hét lớn. Nếu như Tôn Tuyệt bị giết thì bọn hắn nhất định phải chôn cùng. Tiêu gia, có liên quan gì đến ta? Tiêu Phàm khinh thường, hắn đối với Tiêu gia hoàn toàn không có một chút cảm tình nào, vào một khắc mà hai ông cháu bọn hắn bị Thái Thượng trưởng lão Tiêu Vân kia một trưởng đuổi ra khỏi tộc thì hắn đã không còn là người của Tiêu gia nữa rồi. Nhưng con người ta cho đến bây giờ rất ghét bị người khác uy hiếp. Ánh mắt Tiêu Phàm lạnh lại, sát khí đằng đằng đánh thẳng vào bốn người. Có Tu La kiếm trong tay, Tiêu Phàm giống như một tuyệt thế sát thần, trong nháy mắt đã có hai người thân tử đạo tiêu, người nào dám giết đệ tử Tôn gia ta. Đúng lúc này, một tiếng quát như sấm từ đằng xa truyền đến, hồn lực khổng lồ ép cho Tiêu Phàm không thở nổi. Chiến tông cảnh, Tiêu Phàm biến sắc, trong phút chốc liền nghĩ đến hai người thủ hộ sơn cốc của Tôn gia lúc trước, quả nhiên, vừa quay đầu lại đã thấy hai thân ảnh từ phía xa lao đến. Trưởng lão, ha ha. Tiêu Phàm, lần này ngươi chết chắc rồi trưởng lão, Tiêu Phàm giết, hai người còn lại kích động không thôi, bọn chúng muốn hô to về hướng hai người kia. Ta chết sao, thanh âm theo Tiêu Phàm vang lên, hàn quang lạnh lẽo lóe lên trên cổ của hai người, ngay lập tức máu phun ra, thân thể hai người đều đã ngã lên mặt đất. Làm càn, trưởng lão Tôn gia vô cùng phẫn nộ, dám ngay trước mặt hắn giết người của Tôn gia, đây quả thực là ăn tim gấu gan báo rồi. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, không thèm kiểm tra Tôn Tuyệt sống hay chết đã quay người về hướng khác chạy đi, song sinh chiến hồn của Tôn Tuyệt đã bị phế, cho dù hắn còn sống thì cũng không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp nào nữa. Tuyệt Nhi chết, hai người đến gần liên nhìn thấy sáu cỗ thi thể, khi ánh mắt họ nhìn về phía Tôn Tuyệt thì con người đột nhiên co rụt lại. Người khi nãy hình như tên là Tiêu Phàm dám giết con trai của gia chủ, mặc kệ hắn là ai đều phải chết. Mắt hai người lộ ra hung quang, thân thể cấp tốc đuổi theo phương hướng Tiêu Phàm đã chạy. Mẹ, lại bị phát hiện, đúng là suối quẩy. Tiêu Phàm ra sức chạy trốn, trong miệng lầm bầm mắng. Danh con, nếu không giết ngươi thì lão phu không cách nào hả giận được. Phía sau hắn truyền đến từng đợt gào thét của cường giả chiến tông cảnh của Tôn gia. Lão bất tử, có ngon thì cứ tới đây giết ta. Tiêu Phàm kêu gào, thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn bốn phía, trong lòng hơi trầm xuống nói, thực vật nơi này ít đến đáng thương, xem ra lần này mình thảm rồi. Tiêu Phàm cứ cắm đầu mà chạy, hai tên chiến tông cảnh phía sau đuổi theo đã ngày càng gần, sắc mặt Tiêu Phàm bắt đầu ngưng trọng, hắn cầm một viên hồn tinh trong tay bắt đầu bổ sung hồn lực.
chiến tông cảnh, cho dù là sơ kỳ thì thực lực cũng gấp chiến tôn đỉnh phong gấp 10 lần, nếu như ta đột phá đến chiến tôn đỉnh phong thì may ra còn có sức đánh một trận. Tiêu Phàm nghĩ thầm trong lòng. Nhưng đột phá chiến tôn đỉnh phong cũng không dễ dàng như thế. Đây là, thân hình Tiêu Phàm đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Phía trước có một tòa huyết sắc bảo tháp tổng cộng chia làm tầng 7, bên dưới huyết tháp tụ tập không ít tu sĩ, ánh mắt Tiêu Phàm bị ba chữ lớn trên tháp hấp dẫn. Luyện tâm tháp, Tiêu Phàm cau mày nói, dường như quên cả phía sau đang có người đuổi giết hắn. Danh con, không chạy nữa sao? Giết ngươi thì quá tiện nghi cho ngươi rồi. Lão phu muốn phế tay chân ngươi, đem ngươi thiên đao vạn quả. Hai lão giả sát khí đằng đằng từ phía sau đuổi đến. Thiên đao vạn quả, quá nhân từ, dám giết thiếu chủ của tôn gia ta, nên rút hết hồn lực của hắn để đốt đèn trời, diệt cửu tộc của hắn. Một lão già khác nhe răng trợn mắt, hung ác nói. Tôn Tuyệt chết, hai người bọn hô không không thoát khỏi liên can, nếu như Tiêu Phàm không chết thì hai người bọn hắn nhất định sẽ không yên ổn. Tiêu Phàm, hắn đang bị người ta truy sát. Hai người kia hình như là chiến tông cảnh cường giả của tôn gia. Tiêu Phàm đúng là ngang ngược càn rỡ, đắc tội trong cùng lứa không nói, thậm chí ngay cả tu sĩ thế hệ trước cũng dám đắc tội. Lần này xem hắn chạy đi đâu, đúng rồi, trừ hắn ra thì ba người còn lại của thần phong học viện và con mèo kia cũng đã tiến vào luyện tâm tháp, cho dù muốn giúp hắn cũng hữu tâm vô lực. Trong lúc nhất thời, tiếng cười lạnh. Tiếng giễu cợt vang lên khắp nơi, quần tình xúc động, thậm chí có người hận không thể đi lên đem Tiêu Phàm xé nát. Đều tránh ra hết cho ta, lão phu muốn đích thân làm thịt tên tiểu vương bát đản này. Cường giả tôn gia phẫn nộ đi từng bước tiến về Tiêu Phàm. Thấy tu sĩ bốn phía đều tản ra một con đường, sắc mặt Tiêu Phàm âm trầm đáng sợ, những người đúng là ước gì hắn chết đi. Tiêu Phàm liếc mắt nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào cửa vào luyện tâm tháp. Hắn khẽ cắn môi liền cấp tốc chạy vào. Còn muốn chạy, hai đại cường giả tôn ra cười lạnh, một người trong đó đấm ra, nắm đấm đan sen hồn lực khí diễm màu xanh, hung mãnh bá đạo. Bá đạo thiên quyền, Tiêu Phàm biến sắc, hắn ngay lập tức xuất ra bá đạo thiên quyền để ứng phó, nhưng đối phương là cường giả chiến tông cảnh, cũng đã lĩnh ngộ quyền thế, hơn nữa hồn lực lại nhiều như biển, hắn làm sao chống lại đây? Quyền kia đánh thẳng vào ngực hắn làm hắn phải phun ra một ngụm máu, cả người như đạn pháo bay ngược vào trong cửa vào của luyện tâm tháp. Vào rồi, đám người kinh ngạc, lập tức cười lạnh. Luyện tâm tháp này là như thế nào? Một tên cường giả của tôn gia bắt lấy một thanh niên hỏi, ngữ khí bá đạo vô cùng. Tiền bối, ta cũng vừa tới, không biết a. Thanh niên kia dọa đến mặt xám như cho, vội vàng mở miệng nói. Tiền bối. Ta biết một chút. Đột nhiên, một tên thanh niên mặc áo đen đi tới, nếu như Tiêu Phàm ở đây nhất định có thể nhận ra người này chính là Hàn Lỗi lần trước bị Tiêu Phàm giáo huấn. Nói, tâm tình của mấy người tôn gia cũng không tốt lắm. Trước đó, đã có người đi vào luyện tâm tháp, nghe nói vào trong tháp liền sẽ tiến vào một loại huyễn cảnh nào đó, để cho người ta không ngừng giết chóc, nếu không đem địch nhân bên trong huyễn cảnh giết hết thì có thể vĩnh viễn cũng ra không được. Luyện tâm tháp, tên như ý nghĩa, chính là tôi luyện võ đạo chi tâm, Tiêu Phàm bị trọng thương, chắc hẳn không có khả năng từ bên trong huyễn cảnh chạy ra ngoài. Hàn Lỗi giải thích nói, Tiêu Phàm đoạt hồn tinh của hắn, trong lòng hắn vẫn ghi hận Tiêu Phàm. Tôi luyện võ đạo chi tâm, vì sao các ngươi không đi vào? Cường giả tôn ra nửa tin nửa ngờ, nếu như thực sự là nơi luyện tâm thì bọn hắn cũng rất muốn thử nghiệm một chút. Nhóm Khúc Lân, Triệu Vô Bệnh đã đi vào. Chúng ta bị phân lượt sau. Hàn Lỗi cảm thán một hơi. Nói nhảm, rõ ràng là võ đạo chi tâm không vững chắc, căn bản là không có gan đi vào. Cường giả tôn gia khinh thường liếc mắt nhìn Hàn Lỗi, hai người nhìn nhau, quyết định vẫn tiến vào luyện tâm tháp. Sắc mặt Hàn Lỗi kìm nén đến đỏ bừng, những người khác muốn cười mà không dám cười, Hàn Lỗi dù sao cũng là cường giả xếp thứ 14 trên viện bảng, bọn hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội. Lại nói Tiêu Phàm bị cường giả tôn ra một quyền đánh vào luyện tâm tháp, hắn chỉ cảm giác bản thân trùng điệp đụng ở trên vách tường, lại phun ra mấy ngụm máu, sắc mặt đỏ bừng. Chiến tông cảnh quả thật là quá mạnh. Tiêu Phàm xì một ngụm máu, trong lòng càng truy cầu thực lực.
Khi hắn lúc ngẩng đầu lên thì ánh mắt nhìn vào một chỗ, bên trong một mảnh huyết sắc mê vụ trước mặt hắn có mười mấy người đứng như gà gỗ, ai cũng trơn mắt đứng không nhúc nhích. Đây là ý gì? Tiêu Phàm buồn bực, hoàn toàn không nghĩ ra những người này đang làm gì. Hô, đúng lúc này, một cái bóng người cử động, Tiêu Phàm giật mình mém chút hô lên, hắn còn tưởng xác chết vùng dậy chứ. Hạ Lôi. Tiêu Phàm liền nhận ra người kia. Ân công. Hạ Lôi kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, bộ dáng mừng rỡ. Gọi ta Tiêu Phàm là được, đúng rồi, người vừa mới làm sao? Còn nữa, luyện tâm tháp này là thứ gì? Tiêu Phàm khoát khoát tay, không hiểu hỏi. Hạ Lôi cổ quái nhìn Tiêu Phàm, bất quá vẫn nói ra, vừa rồi ta đã lâm vào trong một loại huyễn cảnh, mém chút bị hôn mê rất lâu mới tỉnh lại. Luyện tâm tháp này dùng để tôi luyện võ đạo chi tâm, tâm tính càng kiên định thì càng dễ thoát ly huyễn cảnh, cũng có thể tiến vào tầng cao hơn. Tiêu Phàm cau mày một cái, tôi luyện võ đạo chi tâm. Tại sao mình vẫn chưa tiến vào huyễn cảnh? Chẳng lẽ mình không có võ đạo chi tâm? Hay là tâm cảnh mình đã kiên cố rồi nên huyễn cảnh tầng này không có tác dụng? Ân công, ngươi làm sao? Hạ Lôi nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm. Không có việc gì, ngươi lên tầng 2 trước đi. Tiêu Phàm lắc đầu nói, đưa mắt nhìn Hạ Lôi tiến vào tầng thứ 2. Sau một khắc, con người Tiêu Phàm co rụt lại, lách mình chuẩn bị hướng tầng thứ 2 luyện tâm tháp đi lên, bởi vì hắn nhìn thấy hai người của Tôn gia đã tiến vào. Tiến vào huyễn cảnh, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn hai người, bọn hắn xông vào luyện tâm tháp tầng thứ nhất thì liền đứng bất động như tượng đá vậy. Các ngươi không phải muốn giết ta sao? Tiêu Phàm tàn nhẫn cười một tiếng, tu la kiếm trong tay rung động, một đạo kiếm khí gào thét chém thẳng vào hai người. Lúc này tuyệt đối là thời điểm bọn chúng phòng ngự kém nhất, đừng nói chiến tôn cảnh, cho dù là chiến linh cảnh cũng đủ để chém giết bọn hắn. Hỗn trướng, đúng lúc này, một người trong đó tỉnh lại, vừa lúc nhìn thấy đạo kiếm quang kia bay về phía hắn, nếu như không phải chạy trốn nhanh thì không chỉ bị mất một cánh tay như thế. Cánh tay bị chạm, lão giả lập tức đau đến nổi gân xanh, tức giận trong ngực không cách nào phát tác, bọn hắn tiến vào luyện tâm tháp là để giết Tiêu Phàm, làm sao ngờ được Tiêu Phàm lại phản sát. Có gan đến giết ta đi. Tiêu Phàm nhe răng cười, lách mình xông vào tầng thứ hai. Lão tứ, ngươi làm sao vậy? Lúc này, tên lão giả áo bào xanh còn lại đã tỉnh, hắn nhìn tên đồng bọn bên cạnh không biết đã xảy ra chuyện gì. Tên khốn kia tỉnh lại trước chúng ta, hắn thừa cơ chém chúng ta, ta nhất định phải chém chết hắn. Lão giả bị Tiêu Phàm chém cụt tay vô cùng phẫn nộ, hắn lúc này rất muốn ăn tươi nuốt sống Tiêu Phàm. Ta trong huyễn cảnh phải mất 3 ngày 3 đêm mới tỉnh lại, tên tiểu tử kia chỉ là chiến tôn cảnh làm sao có thể tỉnh dậy trước chúng ta. Lão giả áo bào xanh một mặt không tin. Ta làm sao biết? Lão giả cụt tay thập phần khó chịu. Vậy còn truy nữa hay không? Sắc mặt lão giả áo bào xanh có chút khó coi, nếu như cứ tiếp tục như thế thì nhất định bị Tiêu Phàm chém chết. Nhưng nếu không truy thì làm sao mà tìm Tiêu Phàm báo thù đây? Đi, ra ngoài chờ hắn, ta không tin hắn có thể vĩnh viễn trốn ở bên trong. Lão giả cụt tay nổi gân xanh, vô cùng phẫn nộ nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 6.